ông cũng luôn đề phòng tập đoàn Viễn Cảnh có hành động gì bất ngờ, bởi vì tập đoàn Viễn Cảnh có tiền lệ thành công, trước là thành công của công viên rừng rậm, sau là chân tàng cư và điển tàng huyền, cũng cho rằng tập đoàn Viễn Cảnh sớm muộn gì sẽ tiến quân ngành bất động sản. Hiện tại bất động sản là một miếng bánh thơm ngát, ai không thừa cơ cắn một miếng, người đó sẽ vụt mất cơ hội tốt, với thực lực và thủ đoạn thương nghiệp của tập đoàn Viễn Cảnh, khẳng định sẽ không chỉ khơi thông một con sông Hạ Mã. Tập đoàn Viễn Cảnh bởi vì khơi thông sông Hạ Mã, Ủy ban Nhân dân thành phố lúc bấy giờ khi Trần Phong và Hồ Tăng Chu chấp chính chuyên môn trích ra mấy trăm mẫu đất, làm bồi thường, toàn là địa điểm hoàng kim, ở hai bờ sông Hạ Mã. Tập đoàn Viễn Cảnh cũng sớm thả ra tin tức, nói là phải xây dựng khu vui chơi và công viên nước, Phó Tiên Phong cũng vốn không có để ở trong lòng. Đợi đến khi tập đoàn Viễn Cảnh đột nhiên tung ra tin tức rời ngày toàn tuyến thông nước sông Hạ Mã, ông liền bị đòn gió của Hạ Tưởng hoàn toàn lẫn lộn tầm mắt, nghĩ rằng tác dụng lớn nhất của tập đoàn Viễn Cảnh trong tay Hạ Tưởng là lợi dụng ngày thông nước của sông Hạ Mã để hành động. Không ngờ, thật không ngờ, thời điểm cuối cùng, ông bị triển vọng sắp thắng lợi làm u mê đầu óc, không ý thức được thực lực lớn của tập đoàn Viễn Cảnh trong ngành bất động sản. Còn có sức kêu gọi không thể phớt lờ. Phó Tiên Phong ước chừng ngây người hơn 10 giây, mới lắp bắp hỏi một câu. Có công bố giá bắt đầu phiên giao dịch hay không? Đương nhiên là có, giá bắt đầu phiên giao dịch khu chung cư Thủy Cảnh Viên Lâm là 2.600 tệ trở lên, giá bắt đầu phiên giao dịch của hai bờ Thủy Tạ Hoa Đô là 2.200 tệ trở lên. Nguyên Minh Lượng thanh âm chợt xa chợt gần, lộ ra vẻ bất an và tuyệt vọng. Cái gì? Phó Tiên Phong chỉ cảm thấy giống như đánh đòn cảnh cáo, thẳng đánh cho ông mắt tóe ngàn sao, thân mình lay động, thiếu chút nữa không đứng vững. Miễn cưỡng dùng một bàn tay đỡ lấy cạnh bàn mới đứng vững, lập tức có một cơn lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực tập đoàn Viễn Cảnh, khinh người quá đáng. Hạ Tưởng, thủ đoạn rất độc. Dựa theo giá cả tập đoàn Viễn Cảnh bắt đầu phiên giao dịch, có khả năng giá bình quân ở khoảng 2.800 tệ và 2.500 tệ, đem cái giá hiện tại là 3.500 tệ kéo xuống một khoảng cách lớn. Theo đó suy tính, mấy mối kinh doanh cuối cùng của thương mại Trường Cơ, chẳng những không kiếm được tiền, thậm chí còn phải bị lỗ. Tập đoàn Viễn Cảnh làm như vậy, tuyệt đối là có ý đồ đem thương mại Trường Cơ hoàn toàn bóp chết một kích chí mạng. Hạ Tưởng, tuyệt đối là muốn lấy cái chết để liều mình. Tuyệt đối là muốn không chết không ngừng. Phó Tiên Phong lúc này mới phân ra một tia tinh lực, phất phất tay với Hạ Tưởng và Lý Hàm. Các cậu đi trước. Đợi Hạ Tưởng và Lý Hàm đi rồi, ông lại nhìn Vu Tứ một cái, lại phất tay bảo Vu Tứ cũng đi ra. Mới bắt đầu nói với Nguyên Minh Lượng đang đợi đầu dây bên kia điện thoại. Cách làm của tập đoàn Viễn Cảnh là biện pháp giết địch 1.000 tự hại 800, tôi không tin họ có thể kiên trì cái giá đó bao lâu, hẳn là giống như mấy nhà đầu tư khai phá trước kia, chỉ là bắt đầu phiên giao dịch thu hút ánh mắt, về sau sẽ chậm rãi đề cao giá cả. Lời đã nói ra, ngay cả bản thân Phó Tiên Phong cũng không tin quan điểm tự mình an ủi của ông, càng không cần nói Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng thở dài một tiếng. Bị Hạ Tưởng chơi rồi. Hạ Tưởng quá xảo quyệt, quá gian trá, không ngờ tập đoàn Viễn Cảnh sau cùng dở thủ đoạn này, thật là tính sai rất nhiều. Tập đoàn Viễn Cảnh sửa đổi dự án ban đầu, Ủy ban Nhân dân thành phố có thể không phê. Phó Tiên Phong bỗng nhiên ý thức được một chút, tinh thần tỉnh táo một chút. Tập đoàn Viễn Cảnh muốn xây dựng cái gì thì xây cái đó, tưởng rằng quận Hạ Mã là bàn cờ của họ. Muốn chơi thế nào thì chơi, đừng tưởng bở. Lúc bấy giờ Ủy ban Nhân dân thành phố phê chuẩn lập dự án, khẳng định là công viên và khu vui chơi, không thể muốn đổi thì đổi. Bắt được điểm mấu chốt, Phó Tiên Phong tự cho là bắt được rơm rạ cứu mạng, buông điện thoại liền cho thư ký đến phòng hồ sơ tra xem quyết định phê duyệt xin lập dự án lúc bấy giờ. Không lâu sau thư ký đem tới đơn xin phê duyệt, Phó Tiên Phong vội vàng đảo nhìn vài lần, liền lập tức vẻ mặt xám trắng mà suy sụp ngồi trở lại trên ghế. Trên đơn xin phê duyệt rõ ràng không sai sót mà viết rằng, xin xây khu vui chơi, công viên nước và bến cảng, cùng với khu chung cư, nói cách khác, Ủy ban Nhân dân thành phố lúc bấy giờ đã phê duyệt cho tập đoàn Viễn Cảnh lập dự án quyền tự chủ rất lớn, tập đoàn Viễn Cảnh hoàn toàn có quyền lợi sửa đổi hạng mục đang xây dựng, chỉ cần lập hồ sơ cho Ủy ban Nhân dân thành phố, và sửa đổi một chút về lập dự án ở quận Hạ Mã là được. Ở quận Hạ Mã sửa đổi lập dự án, khẳng định là dễ. Bởi vì Hạ Tưởng là người quyết định. Lập hồ sơ với Ủy ban Nhân dân thành phố, ông cũng không tiện ngăn cản, cho dù ngăn cản, sau cùng cũng có thể kinh động để Hồ Tăng Chu ra mặt, cũng có thể thuận lợi thông qua. Nói cho cùng,
hành động của tập đoàn Viễn Cảnh, ông không có quyền can thiệp, cũng không thể ngăn cản. Bộp, một tiếng, Phó Tiên Phong vỗ bàn một cái, làm cho thư ký giật mình, Phó Tiên Phong phất tay đuổi thư ký đi, lại gọi điện thoại cho Nguyên Minh Lượng. Tôi nghĩ cách ngăn cản tập đoàn Viễn Cảnh lập hồ sơ lập dự án, ông nghĩ cách nhanh chóng ổn định thị trường. Thị trường làm sao có thể nói ổn định là ổn định được. Tin tức của tập đoàn Viễn Cảnh vừa công bố, tuy rằng không đạt tới hiệu quả kinh người khiến giá nhà rớt xuống, nhưng Nguyên Minh Lượng lại thấy được nỗi thống khổ là nhiệt độ của thị trường nhanh chóng giảm mạnh chỉ nửa ngày thời gian, người tư vấn và người mua nhà giảm mạnh, hơn nữa có không ít khách hàng đã nộp tiền đặt cọc lần lượt gọi tới, yêu cầu trả nhà, nhất thời, khu chung cư thương mại Trường Cơ khống chế, cứ như trong một đêm từ mùa hè tiến vào mùa đông giá rét. Oai phong của tập đoàn Viễn Cảnh, quả nhiên không phải là nhỏ. Trong cảm nhận của dân chúng thành phố Yến, tập đoàn Viễn Cảnh chính là đại diện cho xí nghiệp lương tâm, chính là danh từ đại diện cho chất lượng, danh dự cao, không thua gì tập đoàn Đạt Tài. Nhất là công viên rừng rậm đạt được thành công lớn, danh tiếng của tập đoàn Viễn Cảnh ở thành phố Yến dường như không ai không biết, không ai không hiểu, càng có sức hấp dẫn của triển vọng công viên nước và sáng kiến của tiểu khu xanh hóa hình thức hoa viên đầu tiên, rất nhiều người tiêu thụ không quan tâm phải đợi thêm một năm, ùn ùn thay đổi lề lối, quyết định mua nhà của tập đoàn Viễn Cảnh. Còn có người là vì bù đắp hối tiếc không mua được chân tàng cư và điển tàng huyền, nói thế nào cũng phải mua nhà của tập đoàn Viễn Cảnh. Thị trường bất động sản của quận Hạ Mã, tái hiện khói thuốc súng. Hạ Tưởng lại giống như không có chuyện gì, dường như hành động của tập đoàn Viễn Cảnh không có chút quan hệ gì với hắn. Buổi chiều hắn cùng Lý Hàm tới trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu tiến hành thị sát, từ tập đoàn Tứ Ngưu chỉ phái ra một phó tổng đi cùng, và thái độ ôn hòa có thể đưa ra kết luận. Muốn chính diện từ trang trại chăn nuôi có được chứng cớ là không thể nào, chỉ có từ phiến diện hoặc áp dụng thủ đoạn khác tra rõ chân tướng. Sau cùng nhân viên kỹ thuật cũng không biết từ đâu lấy tới nước xét nghiệm, đựng trong một cái chai thủy tinh nhỏ cho Hạ Tưởng và Lý Hàm xem qua. Nước vẫn đục, bên trong có chút tạp chất, nhìn không ra có gì không tốt, nhưng nhân viên kỹ thuật nói ra một loạt thuật ngữ chuyên môn, ví dụ như hàm lượng nào đó vượt chỉ tiêu, kim loại nặng nào đó vượt chỉ tiêu, v.v. Dù sao nguồn gốc ô nhiễm toàn bộ ám chỉ nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì. Nói thật, Hạ Tưởng cũng không hiểu lắm những thuật ngữ chuyên môn, chỉ là tùy ý nghe mà thôi, dù sao cũng là nghe cho có. Nước từ đâu mà có cũng không chính mắt nhìn thấy, cho dù bên trong có cực độc cũng không có gì lạ. Đương nhiên hắn cũng không ở trước mặt nói ra lời nói hoài nghi tập đoàn Tứ Ngưu, bằng không chẳng những mất thân phận, bị tập đoàn Tứ Ngưu tố cáo một phen, cho dù có Hồ Tăng Chu thay hắn nói chuyện. Cũng không dễ qua ải, tập đoàn Tứ Ngưu ở hai cấp tỉnh và thành phố đều có quá nhiều quan hệ, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh và thành phố mặc kệ suy xét thế nào, chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế mà bảo vệ lợi ích của tập đoàn Tứ Ngưu. Có một câu nói tuy rằng nghe không hay, nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ trong lòng, trong mắt một số lãnh đạo tỉnh và thành phố, tầm quan trọng bí thư quận ủy của hắn không bằng một tập đoàn Tứ Ngưu. Tập đoàn Tứ Ngưu không thể phục chế, nhưng nếu như hắn xuống đài, có hàng ngàn hàng vạn người có thể thay thế vị trí của hắn. Vì thế mặc kệ có phải Phó Tiên Phong cố ý làm chuyện xấu hãm hại hắn hay không, hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi, không thể có chút qua loa. Hạ Tưởng vẫn là lấy ra thái độ nghiêm túc cần có, trước là đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã bày tỏ xin lỗi với tập đoàn Tứ Ngưu, đề xuất nhất định phải căn cứ tinh thần giải quyết vấn đề để xử lý sự kiện ô nhiễm nguồn nước, đồng thời, cũng phải tăng cường quản lý trị an xung quanh trang trại chăn nuôi. Bảo đảm sự kiện đánh cắp không xảy ra nữa mặc dù Hạ Tưởng âm thầm chú ý thiết bị bảo vệ của trang trại chăn nuôi, phát hiện phòng vệ nghiêm ngặt, đừng nói dân làng bên ngoài tới trộm đồ. Cho dù giặc nhà cũng khó mà làm được nhưng lời nên nói vẫn phải nói rõ ra, dù sao hắn là bí thư quận ủy, là đại diện thái độ của quận Hạ Mã. Tuy nhiên khi sắp đi, Hạ Tưởng trước là bắt tay với phó tổng của tập đoàn Tứ Ngưu, sau cùng lại vỗ vai nhân viên kỹ thuật vẻ mặt vô cùng non luôn đi cùng, cười tủm tỉm mà nói. Yến Cửu, tên của cậu không tệ, một lần là làm người ta nhớ tới, nhưng công tác của cậu rất không tận tâm. Thân là nhân viên kỹ thuật, trong lúc trang trại chăn nuôi đang xây dựng thì nên kiểm tra chất lượng nước, và mỗi tuần đều phải định kỳ kiểm nghiệm nguồn nước, sao có thể để sau khi mười mấy con bò bệnh chết mới phát hiện là nguồn nước đã xảy ra vấn đề. Là cậu quá bất cẩn rồi, hay là có nguyên nhân khách quan khác? Yến Cửu hiển nhiên là không đủ kinh nghiệm, trên trường hợp quá non. Bị Hạ Tưởng nói một cái lập tức đỏ mặt, nhẫn nhịn một hồi không nhịn được, vẫn là theo bản năng mà liếc nhìn Phó Tổng bên cạnh.
Phó Tổng lập tức vẻ mặt ngượng ngùng mà quay mặt sang một bên. Hạ Tưởng ha hả cười, khoát tay, lên xe mà đi. Trở lại quận ủy, đã tới lúc tan ca, Hạ Tưởng lập tức thông báo tất cả ủy viên thường vụ mở hội nghị khẩn cấp, tiến hành thông báo với mọi người về vấn đề trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, và đề xuất 3 yêu cầu. Thứ nhất, không cho phép có bất kỳ tin tức nào tiết lộ ra ngoài, ai dám để lộ tin tức, người đó phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Thứ hai, bắt đầu từ ngày hôm nay thành lập tổ điều tra sự cố do hắn làm tổ trưởng, phó tổ trưởng do Lý Hàm đảm nhiệm, thành viên tổ điều tra bao gồm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Biện Tú Linh, phó chủ tịch thường trực quận Trần Thiên Vũ và trưởng phòng công an Hoàng Kiến Quân, lập tức bắt tay điều tra sự kiện nguồn nước và sự kiện trang trại chăn nuôi mất cắp vật tư, quy định ngày phá án. Thứ ba, mặc kệ là ai, chỉ cần có bất kỳ manh mối gì của sự kiện trang trại chăn nuôi tập đoàn Tứ Ngưu, chỉ cần hữu dụng, hắn đều ghi công lao lớn. Phải bằng mọi giá giải quyết vấn đề tập đoàn Tứ Ngưu. Chương 741, sự hỗn loạn nổi lên khắp nơi. Hạ Tưởng cuối cùng nhấn mạnh chỉ ra, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của quận Hạ Mã vẫn là phát triển kinh tế, nhưng trước mắt giá nhà quá cao quá nóng đã trở thành chướng ngại vật cho sự bay lên của kinh tế quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã không nên trở thành thiên đường của kẻ đầu cơ bất động sản, phải nghĩ cách ổn định giá nhà, hạ nhiệt độ cho bất động sản. Nếu nói mấy điểm trước mắt còn trong tình lý, bổ sung sau cùng hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì đây là Hạ Tưởng lần đầu tiên trịnh trọng mà đề xuất phải hạ nhiệt độ cho bất động sản, nhất là khi tập đoàn Viễn Cảnh vừa mới tuyên bố trích ra vốn lớn tiến quân tới thị trường bất động sản quận Hạ Mã, nội tình trong đó, ý vị sâu xa. Đồng thời, Hạ Tưởng sắp xếp chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Biện Tú Linh là thành viên xếp hàng thứ nhất của tổ điều tra, cũng rất có thâm ý, hiển nhiên là ý cảnh cáo mãnh liệt. Cảnh cáo người nào đó không được thừa cơ thêm phiền phức, bằng không nói không chừng sẽ có nhược điểm gì rơi vào tay ủy ban kỷ luật, khi nên xuống tay tuyệt đối không nương tay. Hạ Tưởng bố trí chu đáo chặt chẽ, Lý Hàm không có gì bổ sung, hơn nữa sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu cũng khiến trong lòng y rất không thoải mái. Y cũng mơ hồ đoán được có thể là bút tích của Phó Tiên Phong, nhưng Phó Tiên Phong một chút cũng không có nói trước với y, hiển nhiên là không coi y ra gì, khiến trong lòng y cực kỳ thất vọng. Hơn nữa bố cục của Phó Tiên Phong cũng không suy xét sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của y, nếu chẳng may sự tình của tập đoàn Tứ Ngưu xử lý bất lực, không chỉ có trách nhiệm lãnh đạo của Hạ Tưởng, tuy rằng trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu là hạng mục Hạ Tưởng kéo tới, nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì cũng là bút tích của Hạ Tưởng, nhưng nếu Hạ Tưởng phải gánh trách nhiệm lãnh đạo, y cũng sẽ bị liên lụy. Ai biểu y là chủ tịch quận? Lý Hàm đối với Phó Tiên Phong cũng là vô cùng bất mãn, đấu tranh là đấu tranh. Nhưng làm hại kẻ vô tội thì không tốt. Cứ việc bình tĩnh mà xem xét, y cũng không thể xem như người ngoài cuộc, nhưng Lý Hàm kỳ thật vẫn là muốn ở giữa Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng, trở thành một người chủ nghĩa cơ hội cánh hữu có thể trụt vớt ích lợi chính trị nhất định, nhưng lại không phải trở mặt với Hạ Tưởng. Ngày hôm sau, tập đoàn Viễn Cảnh long trọng mở họp báo, tuyên truyền về mấy hạng mục lớn sắp bắt đầu phiên giao dịch của tập đoàn Viễn Cảnh, xưng là hành động tỉ mỉ 3 năm mài một kiếm, tuyệt đối có giá trị, đáng để chờ mong và có được. Theo tạo thế của tập đoàn Viễn Cảnh, lượng tiêu thụ khu chung cư hiện có của quận Hạ Mã lại lần nữa hạ nhiệt độ trên diện rộng, nguyên minh lượng tỉ mỉ đầu cơ tới mức giá 3.500 tệ trở lên, gặp phải đóng băng nhanh chóng. Quận Hạ Mã từ khi thành lập đến nay, từ sau thị trường bất động sản nóng bỏng, lần đầu tiên xuất hiện sóng chiều cầm tệ đợi mua quy mô lớn. Cho dù là sơn thủy tương liên thành của tập đoàn Đạt Tài lấy giá thấp đưa lên thị trường cũng không có tạo thành hiệu ứng chấn động như thế, địa vị của tập đoàn Viễn Cảnh trong lòng dân chúng tại thành phố Yến, từ đó có thể thấy rõ. Nguyên Minh Lượng vốn là người hơn 50 tuổi, tóc vẫn còn đen óng, nhưng trong ngày tập đoàn Viễn Cảnh mời dự họp báo, sau khi nhận được tập hợp số liệu tiêu thụ của các khu chung cư lớn, một đêm không ngủ, một đêm đầu bạc. Nếu nói một khoản kinh phí lớn của tập đoàn Viễn Cảnh chỉ khiến Phó Tiên Phong đứng ngồi không yên, khiến Nguyên Minh Lượng một đêm đầu bạc, nhưng hai người lại chỉ ngoại trừ phẫn nộ, đều không có gì khác, thì ngay sau đó hành động của Trịnh Nghị lại khiến cho Phó Tiên Phong dở khóc dở cười, hận đến muốn bắt lấy Trịnh Nghị, hung hăng đánh vài cái tát trên khuôn mặt loè loẹt của gã. Bởi vì Trịnh Nghị cũng không để lỡ cơ hội góp vui, cũng cao giọng tuyên bố tập đoàn chúng đại chính thức tiến quân thị trường bất động sản thành phố Yến. Xây dựng nhà ở cao cấp ở thôn Thành Tây quận Hạ Mã, chủ yếu là tiết kiệm năng lượng, thông minh, thời thượng và thưởng thức, hơn nữa là giá khởi điểm siêu thấp, chỉ từ 2.200 tệ trở lên. Quả thực chính là một con tinh tinh lao vào trong đám người,
hô to, anh đẹp trai của tôi, làm dối và càn quấy. Phó Tiên Phong cười giận dữ, gọi điện thoại chất vấn Trịnh Nghị, kết quả lại rước lấy giọng điệu khinh thường của Trịnh Nghị mà phản bác. Thị trưởng Phó, tôi tới thành phố Yến là để đầu tư, hơn nữa còn là khoản vốn lớn 1 tỷ, ngài nên vô cùng hoan nghênh mới phải, sao lại bất mãn với đầu tư của tôi? Còn nữa, tôi định giá thế nào là chuyện của tôi, là hành vi xí nghiệp bình thường, cho dù tôi chịu lỗ để bán, một căn hộ chỉ bán 50 ngàn, cũng là vấn đề của chúng tôi tình nguyện chịu lỗ để chơi, chẳng lẽ cũng phạm pháp? Thiếu chút nữa làm cho Phó Tiên Phong nổi trận lôi đình, Trịnh Nghị là cái thứ gì, cũng dám nói chuyện kỳ quái với ông, thật là phản rồi. Phó Tiên Phong đương nhiên không biết Trịnh Nghị tràn đầy sức mạnh, giọng điệu lại lúc nóng lúc lạnh, là bởi vì bị Cổ Ngọc kích thích. Phó Tiên Phong đang bị thủ đoạn của Hạ Tưởng làm cho không biết làm sao lại bị Trịnh Nghị chọc tức, suýt chút không khống chế được mà chửi má nó. May là đến thời điểm sau cùng vẫn nhịn được, không lộ ra cái rốt, gây trò cười trước mặt Trịnh Nghị. Vốn Phó Tiên Phong nghĩ rằng Trịnh Nghị chỉ là thân phận một kẻ gây rối, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng thực chất gì đối với thị trường bất động sản của quận Hạ Mã. Không ngờ, Trịnh Nghị giá thấp đưa vào thị trường, vẫn là mang tới không ít kỳ vọng tâm lý cho người tiêu thụ. Người cầm tệ đợi mua tiếp tục tăng nhiều, bởi vì mọi người đều nghĩ, nếu giá nhà có thể thấp hơn nữa, vì sao không đợi thêm nữa? Càng làm cho Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng không thể tưởng được chính là, ngay sau đó, Triệu Khang lại khẩn cấp mà nhảy ra, trịnh trọng tuyên bố, bất động sản Văn Thái sẽ khai phá khu chung cư tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2 ở gần tiểu khu Văn Thái, bởi vì có hệ thống khống chế chất lượng nghiêm ngặt, và đã tuyển dụng chuyên gia khống chế giá thành của nước ngoài. Vì thế có thể làm ra giá thành thấp nhất, giá cả càng ưu đãi hơn, cho nên giá khởi điểm của khu chung cư giai đoạn 2 là 2.300 tệ. Khi biết được tin tức, Nguyên Minh Lượng đang uống nước, lập tức sặc một cái, ho khan nửa ngày, bị nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, tức giận đến sắc mặt biến đổi, giơ tay quẳng nát ly trà trong tay, ông xưa nay luôn chú ý hình tượng cũng không thể nhẫn nhịn mà chửi thề trước mặt mọi người. Khốn khiếp, Triệu Khang đang chơi trò gì, lật lọng. Thực con mẹ nó chẳng ra cái thá gì. Lúc trước khi ký kết hiệp nghị thu mua, thì kèm theo điều khoản quy định, bất động sản Văn Thái trong vòng nửa năm không thể lấy danh nghĩa của bất động sản Văn Thái khai phá tiểu khu mới, càng không thể lấy danh nghĩa tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2 đối ngoại tiêu thụ, hoàn toàn đơn phương hủy hợp đồng, tự tát tay mình, chẳng những lấy danh nghĩa bất động sản Văn Thái khai phá tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2, hơn nữa còn lấy giá khởi điểm siêu thấp để đưa vào thị trường. Quả thật chẳng khác gì ở trước mặt tát tai Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng ngoài thịnh nộ còn ý thức được một vấn đề, địa điểm bất động sản Văn Thái công bố tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2, vốn thuộc sở hữu của hai nhà bất động sản Nam Tân và Quảng Hạ, hiện tại đột nhiên thuộc Triệu Khang, chẳng lẽ nói đã giao dịch riêng. Khi cùng tất cả các nhà đầu tư khai phá thỏa thuận, căn bản đều có thỏa thuận hạn chế đúng kỳ hạn đưa vào thị trường và không cho phép khai phá tiểu khu trùng tên. Cũng là sách lược thương nghiệp mà Nguyên Minh Lượng nghĩ tới nhằm khống chế thị trường tốt hơn. Nhà đầu tư khai phá khác đều nghiêm khắc chấp hành hợp đồng, chỉ có Triệu Khang, với một sắc mặt vô lại, một lần nữa đi vào thị trường không nói, còn lấy danh nghĩa giá siêu thấp, căn bản chính là cố ý chống đối với ông. Hiện tại công trình tiểu khu Văn Thái giai đoạn 1 đã bán được mức giá 3.200 tệ, Triệu Khang cố ý mở phiên giao dịch với cái giá 2.300 tệ. Căn bản chính là trắng trợn châm chọc và khiêu khích Nguyên Minh Lượng, là có thể nhịn, hay không thể nhịn, Nguyên Minh Lượng lập tức gọi điện thoại cho Triệu Khang, yêu cầu Triệu Khang giải thích. Triệu Khang bật cười ha hả. Tổng Giám Đốc Nguyên tiên sinh, ông từ miền Nam xa xôi mà tới thành phố Yến, tôi một nửa là người của thành phố Yến, vốn nên thể hiện sự tận tình của chủ nhà, nhưng người của thành phố Yến quá nhiệt tình, cho nên tạm thời còn chưa tới lượt tôi mời ông dùng cơm. Nếu như tới thủ đô, khẳng định tôi phải mời, hàng ngày mời ông ăn cơm cũng không thành vấn đề. Trốn tránh mà không đáp, là có ý gì? Nguyên Minh Lượng sửng sốt, dưới cơn thịnh nộ không có nghe ra ngụ ý của Triệu Khang, liền giận nói. Triệu Khang cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nếu cậu càng đi càng xa trên con đường sai lầm, chúng ta gặp nhau ở tòa án. Thì ra ông là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, nói chuyện còn dở giọng quan liêu, ha ha. Triệu Khang làm kinh doanh buôn bán ở bên ngoài từ sớm, vô lại, lật lọng, mặt dày, độc ác là kiến thức cơ bản, hơn nữa y xuất thân quân nhân, tố chất tâm lý có thể so sánh với người phi thường, đối với nghi ngờ của Nguyên Minh Lượng, sớm có tâm lý chuẩn bị. Nguyên tiên sinh vừa rồi không có nghe hiểu lời nói của tôi. Vậy tôi sẽ nói rõ, ông đừng giận,
Ý của tôi là nói, ông là một người ở nơi khác tới không quen thuộc đường xá ở thành phố Yến, khi làm việc, vẫn phải suy nghĩ kỹ trước khi làm mới đúng. Tuy nhiên cũng may là ở thành phố Yến, nếu ở thủ đô, là địa bàn của tôi, lời nói vừa rồi của ông, sẽ đem tới hậu quả nghiêm trọng. Cái gì? Nguyên Minh Lượng máu dồn lên não, suýt chút bị tức đến ngất xỉu, thì ra vừa rồi Triệu Khang nói mời ông ăn cơm là ý uy hiếp, là cảnh cáo ông thân là người nơi khác, tới địa phương thì phải kiềm chế một chút, cẩn thận bị người ta trừng trị. Thì ra là muốn uy hiếp bản thân ông, là muốn đánh. Thực con mẹ nó vô lại, vô cùng khốn khiếp. Nguyên Minh Lượng hừ lạnh vài tiếng. Nếu cậu cảm thấy hạ độc thủ có thể bước tôi đi, cậu cứ thử xem tôi có sợ cậu không. Ha ha, tôi khi nào nói qua phải hạ độc thủ, Nguyên tiên sinh quá nhạy cảm, là người không thể có lòng dạ quá hẹp hòi, có phải hay không? Triệu Khang còn giả vờ làm người tốt. Ý tôi là, nếu lên tòa kéo một cái là một hai năm, hoa ly ly cũng nguội lạnh, nhà của tôi cũng bán gần hết, cho nên tôi khuyên ông đừng nóng nảy, xin bớt giận, đương nhiên, nếu ông chịu ra cái giá 2.800 tệ, khu chung cư mới của tôi cũng có thể toàn bộ bán cho ông. Bán cái đầu của cậu. Nguyên Minh Lượng giận không thể át, mắng to một tiếng ném điện thoại xuống. Nguyên Minh Lượng còn nhìn không ra Triệu Khang là thành tâm làm cho ông ấm ức thì quá ngây thơ rồi, rõ ràng là muốn chỉ rõ con đường cho ông lại không có cách nào với Triệu Khang. Trước đó ông từng tiếp xúc với Triệu Khang một thời gian ít nhiều cũng hiểu con người của y, nửa trắng nửa đen, là một người có thể làm việc chính cũng có thể hạ độc thủ, cực kỳ khó đối phó. Người làm ăn là cầu tài. Sợ nhất chính là giống như Triệu Khang không làm theo quy củ, hơn nữa còn là người không có gì kiêng kỵ. Người như vậy, tính tình hợp nhau thì còn đỡ, nếu không hợp nhau, anh ta luôn gây rắc rối cho anh, tuyệt đối có thể làm cho anh không thể sống yên. Nguyên Minh Lượng lại có chút hối hận lúc đầu không nghe lời của Khương Bân, nói thế nào cũng không nên hợp tác với Triệu Khang mới phải. Chỉ là hiện tại, thời gian đã trễ. Theo hai người phá đám là Trịnh Nghị và Triệu Khang tiến vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, càng làm cho người tiêu thụ không rõ ý, giá nhà chợt cao chợt thấp, cũng quá khó có thể coi hiểu, rốt cuộc nên tin tưởng ai. Do dự một lúc, rất nhiều người mua tăng không mua giảm đều rút lui, cho rằng có thể đợi thêm nữa, nói không chừng còn có thể có cơ hội xoay chuyển, hà tất để người ta vô cớ kiếm một khoản, tiền của ai cũng không dễ kiếm. Người tham món hời muốn đợi khu chung cư mới của Triệu Khang và Trịnh Nghị. Hơn nữa biện pháp của Triệu Khang càng tuyệt, trực tiếp lấy danh nghĩa của tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2, nhưng giá cả lại thấp đến vài trăm tệ, hoàn toàn đi con đường đầu cơ trục lợi, người không biết, còn tưởng rằng y là tự mình chống đối với mình. Nhưng mặc kệ thế nào, có tiện nghi là chuyện tốt, tin tức của Triệu Khang vừa đưa ra, tiêu thụ của tiểu khu Văn Thái giai đoạn 1, lập tức hoàn toàn rơi vào đình trệ. Trịnh Nghị làm dối cũng có tác dụng hạ nhiệt rõ ràng. Tập đoàn chúng đại tuy rằng không phải tập đoàn bất động sản, nhưng danh tiếng cũng không nhỏ, cũng khiến người tiêu thụ nảy sinh tâm lý chờ mong và hiếu kỳ. Sức kêu gọi của tập đoàn Viễn Cảnh thật lớn, lại cộng thêm biểu diễn của hai kẻ gây rối e rằng thiên hạ không loạn, làm cho thị trường bất động sản của quận Hạ Mã vốn ổn định có trật tự trở nên long trời lở đất, không thấy khói thuốc súng, nhưng lại toàn là tiếng chém giết, ở nơi không nhìn thấy, đao quang kiếm ảnh không nói, còn máu nhuộm khắp nơi. Nguyên Minh Lượng vô cùng ưu sầu, ngày ngày mất ngủ. Muốn giảm giá, còn sợ phát sinh hiệu ứng tuyết lở. Không giảm giá, tiêu thụ dường như rơi vào đình trệ. Phó Tiên Phong hổn hển, gần như mỗi ngày đều thúc giục Hạ Tưởng mau chóng xử lý thích đáng vấn đề của tập đoàn Tứ Ngưu. Tập đoàn Tứ Ngưu cũng hoạt động mọi nơi, đến tỉnh cáo trạng, làm cho Diệp Thạch Sinh tức giận, Phạm Duệ Hằng phát hỏa, hai người lần lượt trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, tỏ vẻ chú ý nghiêm trọng đối với tình hình. Yêu cầu Hạ Tưởng bằng mọi giá cũng phải bảo vệ lợi ích của tập đoàn Tứ Ngưu, cho dù đóng cửa nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu thì cũng sẽ không tiếc. Cho dù giữa Phạm Duệ Hằng và Nghiêm Tiểu thì có quan hệ thân thích, nhưng khi đối mặt với áp lực nặng nề của tập đoàn Tứ Ngưu, Phạm Duệ Hằng cũng không dám phớt lờ, e sợ bị hạ xuống bêu danh. Tập đoàn Tứ Ngưu có sức ảnh hưởng rất lớn trong cả nước, là phó hội trưởng của Hiệp hội chế biến sản phẩm từ sữa toàn quốc. Bản thân Dương Quốc Anh từng được lãnh đạo quốc gia tiếp kiến và ngợi khen, nếu những điều kể trên không tính là nguyên nhân khiến Phạm Duệ Hằng băn khoăn, căn cơ công nghiệp tỉnh Yến yếu kém, tập đoàn Tứ Ngưu là một trong những số ít xí nghiệp nổi danh toàn quốc của tỉnh Yến, phải khiến cho chủ tịch một quận như ông phải xem trọng, nếu như thật sự nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu thì là nguyên nhân nguồn ô nhiễm. Cần phải đại nghĩa diệt thân, đem tình thế bóp chết từ trạng thái nảy mầm,
nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì mặc kệ là dọn đi hay là đóng cửa, tóm lại nhất định phải nhường đường cho tập đoàn Tứ Ngưu. Nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì cũng không phải không có bất kỳ phản ứng gì, không duyên cớ gặp tai bay vạ gió, Nghiêm tiểu thì cực kỳ tức giận, mời Hạ Tưởng và Lý Hàm tới nhà máy thị sát, đích thân đem quy trình xử lý ô nhiễm của nhà máy vật liệu xây dựng cho bí thư quận ủy và chủ tịch quận xem qua. Nước thải đã qua xử lý tuy rằng không đạt tới tiêu chuẩn nước dùng để uống, nhưng phần lớn bị nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì dùng để tưới tiêu hoa cỏ trong nhà máy, cùng với thực vật trong vườn trái cây và vườn rau gần nhà máy đều rất có ưu thế, không có một chút bộ dáng bị ô nhiễm. Nghiêm tiểu thì còn mời tới nhân viên kỹ thuật cục giám sát kỹ thuật 2 cấp tỉnh và thành phố, tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm tại chỗ, kết quả cho thấy, các hạng chỉ tiêu nước thải của nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì hoàn toàn bình thường. Không có bất cứ tàn dư nào vượt chỉ tiêu, bằng với độ tinh khiết của nước mưa từ trên trời rơi xuống. Nói cách khác, nếu nước thải của nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì có thể gây ô nhiễm cho trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, chính là trò cười lớn, trừ phi trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu không xây dựng ở trên địa cầu, bằng không một khi trời mưa thì bò của họ cũng đều phải chết. Mai Hiểu Mộc làm nhân viên kỹ thuật, càng là lòng đầy căm phẫn, chỉ trích cộng thêm phản bác đối với tập đoàn Tứ Ngưu. Và dưới cơn phẫn nộ, ngay tại chỗ đã uống nước thải sau xử lý để bày tỏ trong sạch, và nguyện cùng nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Tứ Ngưu đối chất ngay tại chỗ, với tài học từng du học nước ngoài của y bày ra sự thật nói đạo lý với bọn họ. Hạ Tưởng lời nói dịu dàng xin miễn hành động vĩ đại của Mai Hiểu Mộc, chuyện trên chính trị, không phải bày ra sự thật nói đạo lý thì có thể nói rõ ràng, cái gọi là muốn vu tội cho ai, cần gì phải nói nhiều. Nếu tập đoàn Tứ Ngưu một mực chắc chắn căn nguyên xuất phát ở nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, tập đoàn Tứ Ngưu nhà lớn sự nghiệp lớn, nhiều tiền thế lớn, lại tự cao thân phận xí nghiệp thuộc hàng sao, thậm chí ngay cả hắn muốn gặp Dương Quốc Anh một lần cũng rất khó, vì thế, Mai Hiểu Mộc ra mặt chẳng những không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ làm trò cười cho người ta. Hạ Tưởng cũng mơ hồ có chút phát sầu, tập đoàn Tứ Ngưu nội bộ quản lý vô cùng nghiêm khắc, không thể nói là bền chắc như thép. Ít nhất giai đoạn hiện nay hắn muốn đánh vào, khả năng không lớn. Bố cục của tập đoàn Tứ Ngưu chỉ có thể từ nội bộ phá giải, lực bên ngoài rất khó phá cục, bởi vì tập đoàn Tứ Ngưu rất có thị trường ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, âm thầm cũng có phó chủ tịch tỉnh chống lưng, ở mặt ngoài, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều phải giữ gìn lợi ích của tập đoàn Tứ Ngưu. Phó Tiên Phong ép buộc rất gắt gao, Hồ Tăng Chu cũng mấy lần gọi điện thoại tỏ vẻ chú ý. Khác không nói, chỉ là lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố tạo áp lực, thì khiến Hạ Tưởng cảm thấy đau đầu. Người trong quan trường, rất nhiều sự tình thân bất do kỷ nhưng lại phải đi làm, Hạ Tưởng âm thầm bảo Tiêu Ngũ và Hoàng Kiến Quân tìm kiếm điểm đột phá, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Lúc này chỉ có một con đường có thể đi, ở mặt ngoài hết thảy dựa theo trình tự quan trường, có thể làm thì làm, bởi vì sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu kỳ thật chỉ là một chiến trường khác. Chiến trường chính vẫn là thị trường bất động sản của quận Hạ Mã. Mà âm thầm còn phải theo cách nghĩ của hắn mà làm, có thể tra được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tốt nhất có thể từ nội bộ tập đoàn Tứ Ngưu tìm được người hợp tác, lý luận thành lũy dễ dàng công phá nhất từ nội bộ vĩnh viễn hữu hiệu. Hơn nữa công nhân viên chức của tập đoàn Tứ Ngưu đông đúc, thành phố Yến to lớn, sẽ có lỗ hổng trên mạng lưới quan hệ có thể bị hắn sử dụng. Nếu Phó Tiên Phong dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hắn cũng muốn chọn vài thủ đoạn cần thiết để phản kháng, đồng thời, nói không chừng lúc thời cơ chín muồi, mượn lực đẩy lực, thừa cơ kích nổ quả bom nguyên tử tập đoàn Tứ Ngưu có lực sát thương kinh người. Sau khi Hạ Tưởng an ủi Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, trở lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống, liền nhận được điện thoại của Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng lần trước điện tới, thái độ nghiêm khắc, giọng điệu giải quyết việc chung, có thể là cảm thấy hơi quá, hôm nay điện tới, giọng điệu dịu đi rất nhiều. Cũng không có dở giọng điệu, mà là hiền hòa nói. Hạ Tưởng, vấn đề nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, cậu xem xử lý thế nào là được rồi, làm thế nào khiến các bên đều hài lòng thì làm như thế. Thực sự không được, tiểu thì cũng sẽ hiểu. Tập đoàn Tứ Ngưu thật là lợi hại, ngay cả đường đường chủ tịch tỉnh cũng phải lễ nhường ba phần. Hạ Tưởng cũng biết Phạm Duệ Hằng băn khoăn cái gì, tại tỉnh Yến, xí nghiệp giống như tập đoàn Tứ Ngưu không có mấy nhà. Thân là chủ tịch tỉnh không phải sợ đắc tội tập đoàn Tứ Ngưu, mà là không muốn phải gánh tiếng xấu, trở thành tội nhân của tỉnh Yến. Sự tình có thể hơi phức tạp, tôi đang điều tra rõ chân tướng, không thể vu oan người tốt, nhưng cũng không thể tha cho người xấu, xin chủ tịch tỉnh Phạm yên tâm, tôi nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý.
Hạ Tưởng thái độ coi như đoan chính, đương nhiên, ít nhất ở mặt ngoài khiến Phạm Duệ Hằng không moi ra được lý gì. Phạm Duệ Hằng cũng trong lòng đều biết, lập trường của Hạ Tưởng cũng là thiên hướng Nghiêm Tiểu Thì. Ông lo lắng chính là Hạ Tưởng sẽ vì quan hệ cá nhân với Nghiêm Tiểu Thì, và bởi vì lo lắng cảm giác của ông mà thiên vị Nghiêm Tiểu Thì sẽ không tốt lắm, ông cũng không muốn để sự kiện của tập đoàn Tứ Ngưu trở thành điểm đen chính trị của ông, trở thành chướng ngại nhòm ngó ngai vàng bí thư tỉnh ủy của ông. Chương 742, bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Cố hết sức mà phải làm được cảm xúc chú ý xem xét tới tập đoàn Tứ Ngưu. Phạm Duệ Hằng do dự một chút, vẫn là chỉ rõ một điểm. Dù sao tập đoàn Tứ Ngưu là xí nghiệp của tỉnh Yến nổi danh cả nước, chúng ta càng phải trân trọng. Hạ Tưởng ngay lập tức hiểu rõ suy nghĩ của Phạm Duệ Hằng, là thà hy sinh nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, cũng phải khiến cho tập đoàn Tứ Ngưu hài lòng. Lập trường của nhân vật chính trị, hoàn toàn quyết định bởi lợi ích cá nhân, với khuynh hướng cá nhân của anh ta có lúc thực sự quan hệ không lớn. Hạ Tưởng liền tỏ vẻ lĩnh hội tinh thần chỉ thị của chủ tịch tỉnh, rất hàm xúc mà đồng ý làm theo, sau đó lại tùy ý mà hỏi chuyện về Phạm Tranh, coi như sau khi nói việc công xong, lại tăng thêm chút tình cảm cá nhân. Phạm Duệ Hằng cũng rất phối hợp mà hàn huyên vài câu với Hạ Tưởng, trò chuyện khoảng 5 phút thì xong. Hạ Tưởng thở phào một hơi, lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh lớn của tập đoàn Tứ Ngưu, ngay cả Phạm Duệ Hằng cũng e dè 3 phần. Trách không được sau khi tập đoàn Tứ Ngưu xảy ra chuyện ở hậu thế, toàn bộ thành phố Yến thậm chí tỉnh Yến đều có người chủ động che giấu, muốn đem sự việc bưng bít. Nếu cuối cùng không phải người chết quá nhiều, nói không chừng tập đoàn Tứ Ngưu vẫn sẽ tránh được một kiếp nạn. Chỉ tiếc, kẻ hại người lại hại cả mình, sau khi quả bom Tứ Ngưu nổ, Dương Quốc Anh bị phán chung thân, còn có mấy người bị phán tử hình, hơn nữa làm cho lãnh đạo cấp cao của thành phố Yến bị thay đổi. Trong lịch sử, thành phố Yến và tỉnh Yến chính là nơi không ngừng có tai nạn chính trị, ở thời gian và không gian ở hậu thế, sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, có một khoảng thời gian rất dài, người tỉnh Yến đều thần hồn nát thần tính, cảm thấy bất an. Bởi vì Cao Thành Tùng rơi đài, còn liên lụy ngay đến thị trưởng thành phố Yến lúc đó, thành phố Yến cũng là không khí căng thẳng, rất nhiều người không biết sau khi đi làm, còn có thể được tan tầm về nhà hay không, lúc nào cũng sợ trước mặt sẽ xuất hiện nhân viên ủy ban kỷ luật, đến từ thủ đô đem mình mang đi. Tỉnh Yến, cách thủ đô quá gần, người làm quan ở tỉnh Yến, đều rất để ý gió thổi cỏ lay, dần dần, đều trở nên sợ bóng sợ gió. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cẩn thận quá mức chặt chẽ, chính là bảo thủ. Hạ Tưởng không có ý định đánh giá lựa chọn của Phạm Duệ Hằng, cũng biết hắn chỉ có thể ở trong vòng quy tắc hiện có mà làm việc, chỉ có điều lúc này việc giằng co giữa tập đoàn Tứ Ngưu và nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, theo ý của hắn, tự nhiên không muốn nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì trải qua bao gian khổ xây dựng lên bị chuyển đi, kinh tế được tạo thành tổn thất không thể đánh giá, cũng khiến hắn mệt mỏi ứng phó, không thể ra tay cho Nguyên Minh Lượng một đòn chí mạng cuối cùng. Hiện tại thị trường bất động sản quận Hạ Mã khắp nơi hỗn loạn, Nguyên Minh Lượng đã gần như là kẻ thất thế rồi, nhưng phải ra sức đánh kẻ thất thế là bản lĩnh thiết yếu của nhân vật chính trị, không thể mềm lòng, lãnh tụ vĩ đại dạy bảo chúng ta, phải lấy cái dũng của người thắng để truy giặc đến cùng, không thể mua danh học theo bá vương. Không đánh Nguyên Minh Lượng tàn phế, đánh cho sợ, gã ta là sâu bách túc, chết rồi còn quẫy, làm không tốt để gã xoay người tại chỗ sống lại, như vậy giai đoạn trước chuẩn bị tỉ mỉ. Tất cả cố gắng bỏ ra đều phó cho dòng nước cuốn trôi. Vấn đề là, điểm đột phá của tập đoàn Tứ Ngưu hiện tại ở đâu? Không xử lý chuyện tập đoàn Tứ Ngưu công bằng, Phó Tiên Phong sẽ có đủ cớ tìm đến hắn gây phiền toái, cũng là một việc làm cho người ta đau đầu. Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại định gọi, lại không ngờ có điện thoại gọi tới, hắn liền nghe luôn. Biết là lãnh đạo gọi, cũng không cần nghe nhanh như vậy, ngay cả tiếng chuông còn chưa kêu hết. Động tác của cậu cũng quá nhanh đấy. Trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc của Mai Thái Bình. Hạ Tưởng liền cười. Trưởng ban Mai gọi, trong một giây tôi phải nghe, bởi vì trưởng ban Mai trăm công ngàn việc, tôi không dám làm chậm trễ thời gian của ngài. Được rồi, nói chuyện chính nhé. Mai Thái Bình ha hả cười. Nghe Hiểu Mộc nói, nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì có khả năng phải chuyển đi, nhường chỗ cho tập đoàn Tứ Ngưu. Việc này làm sao mà được? Tập đoàn Tứ Ngưu tuy là xí nghiệp nổi tiếng, cũng không thể ức hiếp nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì phải không? Hạ Tưởng, cậu nên kìm nén áp lực, không thể thỏa hiệp. Chuyện gì cũng thế, làm sao Mai Thái Bình cũng muốn dính vào chuyện này,
vấn đề nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, ngay cả ông ta cũng quan tâm. Thật đúng là chính trị không có việc nhỏ, một sự đứng sóng đôi của tập đoàn Tứ Ngưu và nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, kinh động cả thành ủy và tỉnh ủy, kinh động cả bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, cũng khiến trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ngồi không yên, khiến Hạ Tưởng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Khẳng định là Mai Hiểu Mộc không cam lòng, không muốn để Nghiêm Tiểu thì bị bắt nạt. Nói trắng ra là, hắn cũng không muốn để Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc nhường chỗ cho tập đoàn Tứ Ngưu, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt, không ngờ Mai Thái Bình đã chủ động hỏi. Hạ Tưởng đành phải mỉm cười. Còn chưa tìm được chỗ đột phá, tôi tin tưởng nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì là trong sạch, không gây ô nhiễm, nhưng hiện tại tập đoàn Tứ Ngưu cắn chặt nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì không buông, tôi đang tìm chứng cứ liên quan, cũng cần thời gian. Mai Thái Bình cũng hiểu được lập trường của Hạ Tưởng. Tôi chỉ là tò mò mà hỏi, xử lý như thế nào tôi tin tưởng cậu có năng lực, cũng có thủ đoạn, tôi cũng không nói thêm gì nữa, gần đây dường như ít đi thủ đô, Mai Đình không ít lần nhắc tới cậu. Còn nữa, Hiểu Lâm hiện tại và Trịnh Thính quan hệ không tồi, nghe nói cô ấy đã nghe đề nghị của cậu, nói như vậy, cậu đã xem trọng triển vọng kỳ Trịnh Thính. Gần đây làm gì có thời gian đi thủ đô, ngay cả Tiếu Giai hắn đều không đến thăm, thời khắc mấu chốt, quả thực không thể thoát thân ra được. Về phần Mai Hiểu Lâm đã theo ý hắn mà cùng Trịnh Thính đến gần, hơn nữa nghe nói quan hệ hiện tại cũng không tệ lắm, Mai Hiểu Lâm được Trịnh Thính thưởng thức, khiến cho Hạ Tưởng có niềm tin vào năng lực của Mai Hiểu Lâm. Kỳ thật Mai Hiểu Lâm xuất thân ở Mai gia là thế gia chính trị, từ nhỏ đã sống bên trong bầu không khí chính trị, trời sinh sẽ có sự mẫn cảm và giác ngộ chính trị mạnh hơn so với người thường, thật tâm làm quan, chỉ cần kiên định và dụng tâm, ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng. Trịnh Thịnh hẳn là cũng sắp được gửi đến địa phương làm quan rồi, muộn nhất là sang năm sẽ có hy vọng đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, nếu thuận lợi, Mai Hiểu Lâm nếu có thể đi theo Trịnh Thịnh đến đó nhậm chức, một bước tiến vào cấp phó giám đốc sở cũng là trong tình lý. Trò chuyện với Mai Thái Bình xong, sắc trời đã tối muộn, Hạ Tưởng để Triều Vĩ Cương về, hắn duỗi người, xuống lầu lấy xe, khởi động ô tô, đánh nhẹ tay lái, ra ngoài quận ủy. Hạ Tưởng vẫn duy trì thói quen tự lái xe về nhà, trừ phi là chuyện công lúc đi làm mới dùng xe công, còn bình thường, hắn càng thích chính mình lái xe, càng thoải mái, cũng càng tự do. Mới ra cổng quận ủy, Triệu Khang gọi điện thoại tới. Bí thư Hạ, anh không bận gì chứ, tôi mời anh ăn cơm. Triệu Khang là vì cảm tạ Hạ Tưởng từ giữa hòa giải, để hai công ty bất động sản Nam Tân và Quảng Hạ đem đất thôn Thành Tây chuyển nhượng cho gã, khiến gã được lợi lớn. Sau khi Triệu Khang đem kỳ đầu của tiểu khu Văn Thái chuyển nhượng cho Nguyên Minh Lượng, tuy rằng buôn bán lãi được nhiều, nhưng qua 2 tháng liền cảm thấy quá mức nhàm chán, có chút cảm giác không có việc gì làm, mà thị trường bất động sản quận Hạ Mã càng nóng, gã lại động tâm, muốn làm ăn tiếp, tìm được Hạ Tưởng để hỏi, thì biết quận Hạ Mã không còn đất để phê duyệt cho gã, khiến gã vô cùng chán nản. Sau đó trong lúc vô ý gặp được Kim Hồng Tâm, do Kim Hồng Tâm giới thiệu, lại quen biết Tề Á Nam và Lý Thấm. Trải qua một thời gian mặc cả, liền mua được đất giá cao từ 2 công ty, lại có cao nhân chỉ điểm, lấy danh nghĩa kỳ 2 của tiểu khu Văn Thái chào giá thấp ra thị trường, chuẩn bị kiếm một khoản lợi nhuận lớn. Thực ra Triệu Khang cũng đoán được Kim Hồng Tâm là người của Hạ Tưởng, Kim Hồng Tâm chủ động giúp gã, cũng là được Hạ Tưởng bày mưu đặt kế, bởi vậy gã mới đề xuất phải gặp để cảm tạ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn là khéo léo từ chối ý tốt của Triệu Khang. Triệu Khang lần nữa nhảy vào thị trường đảm nhiệm thân phận kẻ gây rối, cũng là ngoài ý muốn, không phải là sự an bài tỉ mỉ của hắn. Hiện tại chủ yếu là hắn không có tâm tư để ngồi cùng một chỗ với Triệu Khang uống rượu nói chuyện phiếm. Triệu Khang không miễn cưỡng, ha hả cười. Thủ trưởng khá quan tâm chuyện nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, khả năng ông ấy sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được, tập đoàn Tứ Ngưu có hậu trường có bối cảnh là không sai. Nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì cũng không phải bất tài, đã kinh động tới ông cổ rồi. Thật đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa mới buông điện thoại của Triệu Khang, ông cổ liền điện thoại tới. Hạ Tưởng, nghe nói nhà máy của Cổ Ngọc bị chút oan ức, hiện tại tạm thời cậu còn không có cách nào giải quyết. Muốn tôi ra mặt hay không? Con bé Tiểu Ngọc, từ nhỏ tôi đã chiều chuộng nó, không thể để cho người khác làm nó khó chịu. Giọng điệu ông cổ có chút không tốt. Dường như khá tức giận. Cũng không thể để ông cổ lại ra mặt cho thêm phiền, nếu ra mặt, có lẽ có thể áp chế được vụ rắc rối của tập đoàn Tứ Ngưu, nhưng không phải cách tốt giải quyết vấn đề.
Nếu Phó Tiên Phong chủ động khơi mào vấn đề tập đoàn Tứ Ngưu, Hạ Tưởng cũng không muốn buông tha thời cơ tốt trước mắt, đã nghĩ phải lợi dụng một chút. Dùng thủ đoạn mạnh tay giải quyết lợi ích không phù hợp với giai đoạn hiện tại, hắn vội khuyên ông cổ hủy bỏ ý niệm trong đầu, và bảo ông yên tâm, chuyện xảy ra ở quận Hạ Mã, ở địa bàn của hắn, hắn luôn có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết hoàn thiện. Trong lúc giải quyết vấn đề, cũng phải cho người khác một chút phiền toái, mới là có đi có lại mới toại lòng nhau. Ông cứ yên tâm đi, cổ Ngọc không bị uất ức nữa đâu. Hạ Tưởng lời nói nhỏ nhẹ giải thích cho ông cổ. Lão cổ mỉm cười. Tôi biết cổ Ngọc không chịu nổi uất ức, ở thành phố Yến, hay toàn bộ tỉnh Yến, trừ cậu ra thì không ai có thể khiến cổ Ngọc chịu uất ức. Điện thoại xong lúc lâu, Hạ Tưởng còn sững sờ ở bên trong xe, vừa rồi khi Triệu Khang điện đến, hắn phải dừng xe một bên, không có đi tiếp, lời ông cổ nói quá sâu sắc, thiếu chút nữa vạch trần chân tướng mọi việc, khiến trong lòng hắn bất ổn, chẳng lẽ ông cổ đã biết gì đó. Lão cổ biết cái gì Hạ Tưởng không có tâm tư để đoán, bởi vì hắn lại nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, nếu không phải vừa rồi Triệu Khang và lão cổ điện thoại đến, hiện tại hắn đã về tới nhà rồi, bây giờ vừa khéo, vẫn còn đang ở cổng quận ủy, sông Hạ Mã xảy ra án mạng, có người nhảy sông tự sát. Lúc Hạ Tưởng đi tới hiện trường, Hoàng Kiến Quân đã tới trước một bước, thi thể đã vớt lên, là một lão già hơn 50 tuổi. Lão già mặc chỉnh tề, toàn thân không có vết thương, theo cảnh sát bước đầu phán định, là tự sát. Một sự kiện tự nhiên bình thường, vốn không nên tạo ra chú ý quá lớn, sông Hạ Mã tuy rằng từ lúc tự thông nước tới nay, còn không có xuất hiện chuyện có người chết đuối, nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ, thành phố Yến với sông Bách Tính tuy chỉ rộng 10 mét hàng năm cũng có thể chết đuối hơn 20 người, trong sông Hạ Mã, về sau sự cố người chết đuối cũng không ở số ít. Không trách được người khác, chỉ có thể tự trách mình không cẩn thận. Rất nhiều khi người bị chết đuối, hoặc là coi thường cảnh cáo cấm bơi lội, cứ thế xuống bơi lội. Hoặc là lòng tham, vì muốn bắt cá. Sông Bách Tính từng phát sinh một thảm án, ba nam thanh niên hơn 20 tuổi vô sự để làm, đến sông Bách Tính du ngoạn, nhìn thấy trong nước có một con cá lớn nên muốn đi bắt, nên một người trượt chân rơi xuống nước, người còn lại vội vàng xuống nước cứu, không cứu được, người cuối cùng cũng nhảy xuống, thế là cả ba người đều chết đuối. Trở thành thảm án chấn động một thời. Sông Bách Tính dưới đáy sông thiết kế có chỗ thiếu sót, đó là có hình dạng hình sườn dốc, trải qua thời gian dài bùn đất tích tụ, một khi rơi xuống đó, căn bản là không di chuyển được, bởi vậy, sông Bách Tính hàng năm đều có người chết, được dân chúng diễn xưng là nhân viên có cống hiến lớn cho việc giảm dân số của thành phố Yến. Khi thiết kế sông Hạ Mã, trên cơ bản dựa theo đất bồi tự nhiên của đường sông cũ, không thay đổi mấy. Bình thường đáy sông hình thành tự nhiên đều khá là bằng phẳng, sẽ không xuất hiện đường dốc, cho dù trượt chân rơi xuống giữa sông, cũng sẽ không đến tận chỗ nước sâu, bởi vậy cảnh sát căn cứ tình hình mà phán đoán, hơn nữa xung quanh không thấy dấu vết giấy giụa và vật lộn, bước đầu kết luận là tự sát. Hạ Tưởng lúc vừa chạy tới hiện trường, đơn giản xem xét một phen, để Hoàng Kiến Quân xử lý giải quyết hậu quả, liên hệ người nhà, trấn an thân nhân, điều tra rõ nguyên nhân người chết tự sát. Sau đó không có chuyện gì cả, liền chuẩn bị về nhà. Còn chưa lên xe, chợt nghe thấy Hoàng Kiến Quân hô một tiếng. Cái gì vậy, đừng giấu đi, đem lại đây. Hạ Tưởng nhìn lại, bắt gặp một cảnh sát từ trên người chết lấy ra một vật giống phong thư, đang định giấu đi, lại bị Hoàng Kiến Quân phát hiện. Hoàng Kiến Quân không nói hai lời từ tay của cảnh sát đoạt lấy phong thư, là một phong thư được bọc trong túi ni lông kín, bên trong chưa ngấm nước. Có thể thấy được người chết cất giữ vô cùng cẩn thận, hiển nhiên, có manh mối lớn. Hoàng Kiến Quân trừng mắt nhìn gã cảnh sát một cái. Triệu Quốc Đống, có chứng cứ không báo cáo, anh muốn hủy chứng cứ hay là như thế nào? Lại một gã cảnh sát tên là Triệu Quốc Đống. Hạ Tưởng thiếu chút nữa bật cười, ở huyện Bá có một cảnh sát tên Triệu Quốc Đống, lúc ấy bị hắn dùng kế nhỏ lợi dụng, thành công mà làm lính hầu. Nghe giọng điệu Hoàng Kiến Quân. Gã Triệu Quốc Đống trước mặt không được ông tín nhiệm, chẳng lẽ là người của ai đó? Triệu Quốc Đống không phục mà đem phong thư trả lại cho Hoàng Kiến Quân, muốn nói gì đó, nhìn Hạ Tưởng một cái, vẫn là không dám mở miệng. Hoàng Kiến Quân tiếp nhận phong thư, cùng Hạ Tưởng đi sang một bên. Hoàng Kiến Quân thật cẩn thận mở phong thư ra, nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng. Triệu Quốc Đống là người của Trần Ngọc Long, ở phòng công an quận luôn luôn không nghe lời. Hôm nay may mắn vừa lúc tôi ở gần đây, nhận được điện thoại báo cảnh sát lập tức chạy đến, nếu chậm một bước, ha ha, thì sẽ không biết có phong thư này rồi.
Trong phong thư cũng chưa chắc sẽ có manh mối gì, Hạ Tưởng cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao cũng là một ông già tự sát, có lẽ trong bức thư chỉ nói về nợ nần hoặc di thư. Hoàng Kiến Quân đeo găng tay, lấy bức thư trong túi nhựa ra, mở ra nhìn vài lần, lập tức vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hướng Hạ Tưởng báo cáo nói. Lãnh đạo, người chết tên Tiếu Lão Tuyền, là nhân viên trong trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu. Hạ Tưởng lập tức kinh ngạc. Có chắc là nhân viên trong trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu không? Không sai được, là di thư của Tiếu Lão Tuyền, trong thư nói, ông ta làm ở trang trại chăn nuôi tập đoàn Tứ Ngưu, bởi vì không chịu nổi lãnh đạo làm khó dễ trong công việc, cho nên mới nhảy xuống sông tự tử. Mắt Hoàng Kiến Quân sáng rực lên, ông cũng biết Hạ Tưởng đang lo không tìm được chỗ đột phá của tập đoàn Tứ Ngưu, cái chết của Tiếu Lão Tuyền, vừa lúc là cơ hội khó tìm, tuy là tự sát, nhưng cũng là vụ án mạng người là trọng, công an quận vào trang trại chăn nuôi tiến hành điều tra lấy chứng cớ, là chuyện bình thường. Sáng mai tôi sẽ dẫn người đến trang trại chăn nuôi điều tra chiếu lệ, xem có thể phá vỡ nội bộ ở đó, tìm được chứng cứ chính xác có lợi. Đã xảy ra án mạng, dù sao cũng nên mượn cơ hội điều tra rõ tất cả ngọn ngành. Đêm dài lắm mộng, ngày mai mới đi sẽ muộn. Hạ Tưởng không phải xuất thân cảnh sát, nhưng cũng mẫn cảm phát hiện trong đó điểm đáng ngờ. Tiếu Lão Tuyền tuy chỉ là một người chăn nuôi, không phải làm việc trọng yếu gì, vì sao lại bị lãnh đạo làm khó dễ đến mức phải tự tử. Có chút khó nói đây, trong đó không chừng có điểm đáng ngờ. Tôi đề nghị, lập tức liên hệ người nhà Tiếu Lão Tuyền, tiến hành điều tra. Hạ Tưởng bởi vì biết một chút gì đó, cho nên trong lòng mơ hồ có chút liên tưởng, nhưng lại không dám khẳng định. Hắn càng biết tập đoàn Tứ Ngưu thần thông quảng đại, nếu chậm một bước, người nhà Tiếu Lão Tuyền sẽ bị áp chế hoặc bị bắt buộc im lặng, bởi vậy, phải ra tay trước để chiếm được lợi thế. Tận dụng thời cơ, cái chết của Tiếu Lão Tuyền, vừa đáng thương, nhưng lại có chỗ có thể lợi dụng, phải tóm lấy kỳ ngộ lớn này, nói không chừng, chính là bước ngoặt trọng yếu về tập đoàn Tứ Ngưu. Nhớ kỹ, phải phái người tin được, ai không liên quan, tốt nhất để sang một bên, hiện tại không chấp nhận có một chút sơ suất. Hạ Tưởng lại cường điệu một câu. Được, tôi hiểu rồi. Vụ án chính là mệnh lệnh, có Hạ Tưởng tự mình trấn thủ chỉ huy, Hoàng Kiến Quân tin tưởng tăng gấp bội, lập tức truyền đạt một loạt mệnh lệnh, đồng thời, lại phái ra mấy người nghiêm mật giám thị Triệu Quốc Đống, phòng ngừa gã mật báo cho Trần Ngọc Long. Hiện tại là hơn 7 giờ tối, Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân liền đứng ở gần bờ sông Hạ Mã chờ tin tức. Gió đêm của mùa hè thổi tới, mang theo hơi ẩm cùng với mùi hoa cỏ thơm ngát hai bên bờ của sông Hạ Mã, làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Hạ Tưởng lại không có lòng dạ nào ngắm cảnh đêm sông Hạ Mã, liên tục suy nghĩ, khả năng dẫn phát sự kiện từ đằng sau cái chết của Tiếu Lão Tuyền, nhiều sầu lo, đồng thời, lại vì cái chết của Tiếu Lão Tuyền, cảm thấy bất đắc dĩ và bi thương. Cấp trên làm khó dễ mà chỉ có thể tự tử, bi ai và bất đắc dĩ của người dân nghèo hèn, chẳng những bị vô số cán bộ ức hiếp, còn bị lãnh đạo công ty tùy ý bài bố, đơn giản là vì miếng ăn. Cái gọi là người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, Tiếu Lão Tuyền phẫn uất mà chết, ở trong di thư còn không dám nói rõ chân tướng, có thể thấy được vẫn là e dè lo sợ gì đó. Người chết sẽ lo lắng đến cái gì? Hiển nhiên là thân nhân đang sống. Tiếu Lão Tuyền bi phẫn mà chỉ nhắc tới lãnh đạo cấp trên làm khó dễ, không dám nói rõ nguyên nhân, vẫn là không muốn đắc tội làm khó dễ lãnh đạo. Nếu Hạ Tưởng không đoán sai, người nhà Tiếu Lão Tuyền cũng làm ở tập đoàn Tứ Ngưu, thậm chí cùng ở trang trại chăn nuôi, Tiếu Lão Tuyền không dám đề cập lãnh đạo cấp trên, hẳn là sợ công việc của người nhà sẽ bị ảnh hưởng. Giống như một cây cỏ nhỏ bé, khi đối mặt cuồng phong chỉ có tại chỗ cầu xin tha thứ, không có một chút lực phản kháng. Nếu không cuồng phong giận dữ, có thể bị nhổ tận gốc, chết không có chỗ chôn. Cái chết của Tiếu Lão Tuyền, tuy là một hình ảnh thu nhỏ về sự bi thảm của vô số người dân tầng lớp thấp mà thôi, kỳ thật không phải thà chết chứ không chịu khuất phục, tuy nhiên là rơi vào đường cùng, chỉ có thể chết mà thôi. Ai cũng thật không ngờ chính là, một chuyện nhìn như ngẫu nhiên tự sát, không ngờ dẫn phát một chuyến lớn long trời lở đất. Chương 743, sắp phát nổ. May mắn Hạ Tưởng ở đây trấn thủ chỉ huy, may mắn Hoàng Kiến Quân đích thân tới hiện trường, uy quyền của bí thư quận ủy và trưởng phòng công an quả nhiên hiệu nghiệm, huy động tất cả nhân viên cảnh sát, hơn 2 giờ sau, đã đem người nhà Tiếu Lão Tuyền mời tới hiện trường. Tiếu Lão Tuyền có hai người con một trai một gái, vợ chết sớm, con trai Tiếu Ba, 30 tuổi. Con gái Tiếu Lệ,
26 tuổi. Quả nhiên, hai người đều là công nhân viên chức của tập đoàn Tứ Ngưu, hơn nữa cũng làm ở trang trại chăn nuôi. Tiếu Ba và Tiếu Lệ vừa thấy thi thể của Tiếu Lão Tuyền, lập tức khóc lớn, ôm di thể cha già, thống khổ, khóc đến u ám trời đất, Tiếu Lệ còn ngất lên ngất xuống, cảnh tượng cảm động rơi lệ, tình chân ý thiết, làm cho người ta không kìm nổi mà rơi lệ thông cảm. Thân tình nhân gian, ai cũng như thế. Đợi sau khi cảm xúc của hai người hơi chút ổn định, Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân đưa hai người tới phòng công an quận, quyết định suốt đêm điều tra rõ chân tướng, không thể có chút thả lỏng, việc này khẳng định có nhiều bí ẩn. Ở phòng công an quận, Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân đem Tiếu Ba và Tiếu Lệ bố trí cẩn thận, đưa nước trà cho bọn họ, lại an bài ở phòng bình thường mà không phải phòng thẩm vấn, chính là để xây dựng một không khí nói chuyện thoải mái với nhau. Hai người ngay từ đầu có chút căng thẳng, cái chết bất ngờ của cha, hơn nữa trước mặt có hai đại quan bình thường khó gặp là Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân, hai người đều anh nhìn tôi nhìn anh, cũng không dám nói gì cả. Hạ Tưởng kiếp trước là người dân bình thường, biết tâm lý sợ hãi của người dân khốn khó, gặp quan sợ ba phần, e sợ một câu nói không đúng liền gây họa vào thân, liền kiên nhẫn nói. Tiếu Ba, Tiếu Lệ, các vị không cần sợ hãi, không cần xem tôi và trưởng phòng Hoàng là cán bộ, hai người ở trước mặt các vị, đều là người bình thường giống như hai vị, là người bàng quang vô cùng phẫn nộ và hiếu kỳ với cái chết của Tiếu Lão Tuyền. Chúng tôi chỉ muốn biết, một ông già hơn 50 tuổi, có hai người con, có một công việc khá tốt, vì sao còn muốn nhảy sông tự sát? Vì sao phải bỏ hai người con mà nhảy vào sông hạ mã cuồn cuộn? Tôi cũng là một người cha, biết một người dù là đại quan hay là dân chúng bình thường, thì mãi mãi yêu nhất chính là con mình, vĩnh viễn không để bọn nhỏ bị một chút tổn thương, cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi bọn nhỏ. Hạ Tưởng xúc động mà nói, liên tưởng đến tình cảm sâu nặng giữa hắn và phụ thân, giữa hắn và Hạ Đông, Liên Hạ và Mai Đình. Liền càng bi phẫn và thông cảm với Tiếu Lão Tuyền khi bỏ hai đứa con lại mà nhảy xuống sông tự tử. Một lời nói xuất phát từ đáy lòng rốt cục đã làm cảm động Tiếu Ba và Tiếu Lệ, hai người khóc gào lên, tuy nhiên sau khi khóc xong, Tiếu Ba lại chần chừ nói. Cảm ơn Bí Thư Hạ, tuy nhiên ba tôi chỉ là bởi vì trong lòng nhất thời luẩn quẩn mới tự sát, bình thường tính cách ông ấy hơi quật cường, cũng không có gì đáng nói cả. Vẫn là có điều e dè, không nói thật ra. Hoàng Kiến Quân liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, liền ôn hòa nói với Tiếu Lệ. Người chết là chuyện lớn, mặc kệ ông cụ vì chuyện gì mà chết, ông ấy là một người cha để người ta kính trọng. Chỉ có điều ông ấy chết cũng không muốn nói ra chân tướng, hơn nữa còn để lại một phong di thư, nói ông ấy có oan không thể tỏ bày, chết không nhắm mắt. Hoàng Kiến Quân có kinh nghiệm phá án phong phú, biết lợi dụng nhược điểm nhân tính, sau khi đưa Tiếu Ba và Tiếu Lệ tới. Không có nói cho bọn họ chuyện di thư, chính là làm một mai phục. Tiếu Ba lập tức ngây ngẩn cả người, vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu không nói gì nữa. Tiếu Lệ nước mắt giàn giụa, sửng sốt một lát, rốt cục không kìm nổi, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, van cầu ngài làm chủ cho tôi, nhất định phải cho ba tôi một công đạo. Ông ấy kỳ thật là bị bức tử. Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân liếc nhau, trong án có án. Hạ Tưởng đỡ Tiếu Lệ dậy. Không cần quỳ xuống, làm người trên chỉ lạy trời lạy đất, giữa lạy cha mẹ, tôi không cần cô quỳ lạy. Đứng lên mà nói, có oan kể oan, có việc thì nói rõ ràng. Tiếu Ba và Tiếu Lệ liếc nhau, anh một câu tôi một lời, nói ra nội tình. Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân vốn tập trung yên lặng nghe, càng nghe, vẻ mặt hai người càng ngưng trọng, nghe được xong câu chuyện, Hạ Tưởng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Hơi toát ra sự khiếp sợ và phẫn nộ, Hoàng Kiến Quân cũng là hai mắt bốc hỏa, không nén được vẻ mặt tức giận, và nhịn không nổi mà vỗ bàn đứng dậy. Qua bất chấp đạo trời phép nước rồi, phó tổng của một xí nghiệp, lại nghĩ mình là ai? Nói một không hai, hắn như là cảnh sát lại là quan tòa. Hạ Tưởng ở mặt ngoài không có biểu lộ gì, kỳ thật nội tâm cũng là trong cơn giận dữ. Vốn hắn phải là cao hứng mới đúng, bởi vì Thiếu Ba và Thiếu Lệ lộ ra chân tướng sự việc. Tuyệt đối là chuyện vui bất ngờ, là hắn từ nội bộ mở ra tin tức nội tình tuyệt hảo từ trong lô cốt của tập đoàn Tứ Ngưu, đồng thời, cũng là phản kích lớn cho việc Phó Tiên Phong mượn tập đoàn Tứ Ngưu làm ô nhiễm nước, là một công đôi việc. Nhưng bởi vì Tiếu Lão Tuyền bi phẫn mà chết, bởi vì Tiếu Ba và Tiếu Lệ để lộ ra tin ghê người, khiến hắn phẫn nộ, khiến hắn căm hận, khiến hắn không có một tia vui sướng gì cả. Bởi vì Tiếu Lão Tuyền rõ ràng là bị bức tử, hơn nữa cái chết của ông, có ủy khuất. Có bất đắc dĩ,
không cam lòng, còn có sự kêu gào và phản kháng với thế đạo bất công. Tiếu lão Tuyền lưu lại bức di thư không rõ ràng, cũng là ở thời khắc cuối cùng trong sinh mạng của ông, làm ra một hành động không cam lòng cuối cùng, vừa muốn cho người khác biết được sự ủy khuất và đấu tranh của ông, lại không muốn vì thế làm liên lụy đến cuộc đời hai người con, bởi vì Tiếu Ba và Tiếu Lệ làm việc ở tập đoàn Tứ Ngưu, tuy rằng chỉ là nhân viên chăn nuôi bình thường, nhưng đãi ngộ của tập đoàn Tứ Ngưu vô cùng tốt, người bình thường muốn vào làm ở tập đoàn Tứ Ngưu, không tốn mấy chục tệ. Không nhờ vả sự quen biết, thì không có chuyện được vào làm. Tiếu lão Tuyền chết, khiến Hạ Tưởng vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, nhưng lại vì hành động vĩ đại của ông mà âm thầm hét một tiếng khen, con người tài ba khí phách, ông cụ, ông không muốn cùng một số người thông đồng làm bậy, không muốn tự mình làm ra tai họa cho hậu thế, nhưng lại vô lực đấu tranh, không dám phản kháng, lương tâm bất an, lại sợ báo cáo lên chẳng những không được việc gì, còn có thể khiến người nhà bị khai trừ ra tập đoàn Tứ Ngưu. Làm không tốt cuối cùng còn có thể thân bại danh liệt, bởi vì tập đoàn Tứ Ngưu quá hùng mạnh, rất có thế lực, cuối cùng đành phải dứt khoát kiên quyết mà đi hướng tuyệt lộ, đành gieo mình xuống sông để đoạn tuyệt, đã điểm sáng cho nhân thế một lương tâm và nhân tính khó gặp bao giờ. Tiếu lão Tuyền là một người đáng tôn trọng, tuy chết nhưng chết có ý nghĩa, Hạ Tưởng âm thầm nắm chặt tay, hạ quyết tâm, Tiếu lão Tuyền chết sẽ không vô ích, nhất định muốn cảnh tỉnh nhiều người, cũng là gióng lên một tiếng chuông báo tang cho những người đó. Hạ Tưởng trong đầu dần dần suy nghĩ thông suốt. Căn cứ Tiếu Ba và Tiếu Lệ kể lại, Tiếu lão Tuyền vốn là người chăn nuôi ở trang trại của tập đoàn Tứ Ngưu, một mình phụ trách nuôi hơn 10 con bò sữa, một tháng được trả gần 2.000 tệ, so với nhân viên công tác ở thành phố Yến bình thường thì tiền lương cao hơn, tuy rằng công tác không vẻ vang, nhưng tiền lương tuyệt đối vẻ vang, bởi vậy ông cụ rất chuyên tâm mà làm tốt công việc. Tiếu Ba và Tiếu Lệ cũng làm việc ở trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu công tác. Mỗi tháng được trên dưới 2.000 tệ, một nhà ba người tại thành phố Yến tuyệt đối là có kinh tế khá giả, vốn cứ như vậy trôi qua, Tiếu Ba kết hôn, Tiếu Lệ lập gia đình, Tiếu lão Tuyền già cũng có chỗ dựa, cả nhà hòa thuận mỹ mãn, thấy được tương lai. Nhưng từ sau khi trang trại chăn nuôi chuyển đến quận Hạ Mã, tất cả hạnh phúc đột nhiên bị một mệnh lệnh không hiểu ra sao phá vỡ, Tiếu lão Tuyền nhận được thông báo của lãnh đạo quản lý, sau này khi nuôi bò sữa, phải tăng thêm trong thức ăn một số thứ. Cụ thể gọi là gì, Tiếu lão Tuyền cũng không rõ ràng lắm, là tốt là xấu, cũng nói không rõ, cấp trên có lệnh, ông liền chấp hành theo là được rồi. Tiếu lão Tuyền có vài chục năm kinh nghiệm chăn nuôi nên không lâu sau đó liền phát hiện dị thường, bò ăn nhiều hơn, sản lượng sữa cũng cao, nhưng tinh thần của bò lại không bằng trước kia. Ông tuy rằng không rõ thứ tăng thêm là cái gì, nhưng lại biết không phải thứ tốt, bèn đi tìm lãnh đạo theo lý lẽ mà giành bằng được. Nói cưỡng ép tăng cao sản lượng sữa là hành vi mổ gà lấy trứng, không thể thực hiện. Lãnh đạo chẳng những không để ý đến lời Tiếu lão Tuyền nói, còn muốn răn dạy Tiếu lão Tuyền một chút, báo cho ông, không được nói bất cứ cái gì ra ngoài, nếu không chẳng những mất việc, mà người nhà cũng mất việc theo. Còn nữa, tiền hưu của ông chẳng những một phân tiền cũng không được, công ty còn muốn tố cáo ông tiết lộ cơ mật của công ty, ít nhất cũng có thể phán tù chung thân. Tiếu lão Tuyền là người dân bình thường. Ngày thường nhìn thấy lãnh đạo công ty đều run sợ trong lòng, lại càng không nghĩ lên tòa án, lập tức sợ tới mức á khẩu không nói được, không dám nói thêm nửa câu. Tuy nhiên về sau trong một lần uống rượu say, ông nói ra chân tướng với Tiếu Ba và Tiếu Lệ. Tuy nhiên lúc này công ty cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, đình chỉ một số chất phụ gia, bởi vì bò sữa liên tiếp chết không bình thường, hiển nhiên là do tăng thêm chất trong thức ăn. Tiếu lão Tuyền thấy chết hơn 10 con bò, đau lòng không nguôi. Tuy rằng ông chỉ là chăn nuôi viên, nhưng đều có cảm tình với mấy con bò. Thương tâm rất nhiều, nhìn thấy số bò còn lại tránh được một kiếp, coi như là trong cái rủi có cái may. Vốn tưởng rằng sự việc như vậy qua đi, sẽ không có vấn đề gì xuất hiện, nhưng chưa được bao lâu, lại tái xuất hiện sự tình. Lúc này đây công ty không biết từ nơi nào mời tới nhân viên kỹ thuật, không cho chất gì đó vào thức ăn của bò nữa, mà là trực tiếp thêm chất đó vào trong sữa bò, một bên tăng thêm. Một bên xét nghiệm. Tiếu lão Tuyền biết sữa sẽ làm thành sữa bột, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ, liên quan đến hạnh phúc của hàng ngàn hàng vạn gia đình. Ông bèn hỏi nhân viên kỹ thuật thứ tăng thêm là cái gì vậy, nhưng không ai để ý đến. Hỏi nhiều quá, liền bị người ta dẹp ra một bên, thế nào cũng không để ông tiến sát vào xem. Tiếu lão Tuyền tuy rằng tính cách yếu đuối, nhưng trời sinh tính thiện lương, một là không thể để người xấu hại người, nhất là sữa bột là cho trẻ con uống.
quan hệ đến sự sinh trưởng dậy thì, sao có thể làm vớ vẩn. Tiếu lão tuyển dù sao cũng ở trang trại chăn nuôi công tác nhiều năm, quen biết rộng, biết ai tính tình dễ tiếp xúc, biết ai uống rượu vào sẽ nói, liền thừa dịp khi cùng một kỹ thuật viên uống rượu, từ miệng hắn biết được sự thật, hóa ra phải tăng thêm một loại chất tên melamin, là vì tăng cao hàm lượng protein trong sữa bột khi kiểm tra đo lường. Tăng cao hàm lượng protein, có thể khiến sữa bột qua được lúc kiểm tra, hơn nữa sẽ đề cao cấp bậc sữa bột, do đó sẽ được giá rất cao. Để cho Tiếu lão tuyền khiếp sợ nhất chính là, ông còn từ trong miệng kỹ thuật viên biết được, chất melamin là chất dùng trong công nghiệp, tuy rằng trộn lẫn thêm rất ít, nhưng không dám đảm bảo người ăn về sau sẽ không có việc gì. Tiếu lão tuyền phẫn nộ rồi, toàn là những thứ gì gì, bọn họ còn có lương tâm hay không? Còn biết liêm sỉ hay không? Còn có một chút đạo đức hay không? Bọn họ bán chính là sữa bột, là cho con cháu hậu thế ăn, không phải cho động vật ăn. Chỉ cần là người, làm sao có thể làm ra tai họa cho hậu thế như vậy? Chỉ cần là người, lại không có một chút đạo đức một chút xấu hổ, vì kiếm tiền, không tiếc dùng chất hóa học gì đó đi hại thế hệ tiếp theo của dân tộc Trung Hoa. Hổ dữ không ăn thịt con, bọn họ còn là người hay không? Tiếu lão tuyền thừa dịp có cảm giác sai tìm đến lãnh đạo, yêu cầu đình chỉ loại hành vi vô sỉ này, đương nhiên bị lãnh đạo khinh bỉ và cảnh cáo. Lãnh đạo nghiêm trọng cảnh cáo Tiếu lão tuyền, còn nhiều chuyện, lập tức đuổi việc, và đem tất cả số bò bị bệnh đổ cho ông gây ra, bắt ông bồi thường, hơn 10 con bò trị giá mấy trăm nghìn tệ, Tiếu lão tuyền dù táng ra bại sản cũng đền không nổi. Tiếu lão tuyền thỏa hiệp, lùi bước, sau khi về nhà nói cho Tiếu ba và Tiếu lệ, rồi khóc sướt mướt một hồi, quyết định về sau không bao giờ xen vào việc của người khác, chỉ để ý chuyện nuôi bò là được, không quản chuyện sữa bột độc hại cho ai ăn, dù sao bạn bè người thân không ăn là được rồi. Không nghĩ tới, sau khi Tiếu lão tuyền nói chuyện với Tiếu ba và Tiếu lệ không lâu, liền đã xảy ra chuyện tự tử hôm nay, mà ngay hôm trước, lãnh đạo còn tìm Tiếu ba và Tiếu lệ nói chuyện, ý nặng tình sâu mà nói cho bọn họ, nói là Tiếu lão tuyền công tác không làm tốt, để chết hơn 10 con bò của tập đoàn, nhờ ông cẩn trọng vì tập đoàn công tác mười mấy năm, quyết định không bắt bồi thường tổn thất, chỉ cần Tiếu lão tuyền an phận thủ thường mà làm tốt việc là xong. Đồng thời lãnh đạo cũng nghiêm túc cảnh báo cho Tiếu ba và Tiếu lệ, tập đoàn tuy rằng quyết định không truy cứu Tiếu lão tuyền trách nhiệm, nhưng chỉ cần Tiếu lão tuyền cùng với Tiếu ba, Tiếu lệ làm ra bất cứ chuyện bất lợi gì cho tập đoàn, bao gồm giải lời đồn, bao gồm nói ra chuyện bí mật của tập đoàn, chỉ cần bị tập đoàn phát giác, ngay lập tức sẽ khởi kiện bắt bồi thường, nhẹ thì Tiếu lão tuyền bị phán trọng hình. Nặng thì ngay cả Tiếu ba, Tiếu lệ cũng sẽ bị liên lụy. Tiếu ba và Tiếu lệ đều là không có gặp qua nhiều người tốt trong xã hội, nên đã bị lãnh đạo lừa liên tục, uy hiếp sợ tới mức không biết làm sao, cũng không dám thở mạnh. Hôm nay hai người vốn cũng không dám nói ra chân tướng, lo lắng sẽ bị tập đoàn truy cứu trách nhiệm, nhưng thấy Hạ Tưởng vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo, cùng Hoàng Kiến Quân hướng dẫn, hơn nữa lại thêm nỗi đau mất người thân, vẫn là to gan nói ra nội tình. Sau khi bố trí ổn định cho Tiếu ba, Tiếu lệ, Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân đóng cửa mà thương nghị, hai người thương lượng nửa giờ, cuối cùng cho ra kết quả, cái chết của Tiếu lão tuyền, tuyệt đối có liên quan với chất phụ gia sữa bột. Phó Tổng Tập đoàn Tứ Ngưu Đàm Quảng Hồng uy hiếp Tiếu lão tuyền, không thể trốn tránh trách nhiệm về cái chết của Tiếu lão tuyền. Sáng mai, không, tối nay mời Đàm Quảng Hồng đến phòng công an hỗ trợ điều tra, cố gắng hết sức để từ gã mở ra điểm đột phá. Tiếu ba và Tiếu lệ liền tạm thời ở lại phòng công an, an bài chuyên gia chiếu cố cuộc sống hàng ngày, khi sự kiện chưa có kết thúc, tốt nhất không để bọn họ quay về tập đoàn Tứ Ngưu, để phòng ngừa bị tập đoàn Tứ Ngưu khống chế. Quy trình vụ án và thẩm vấn, cứ giao cho Hoàng Kiến Quân xử lý, Hạ Tưởng không cần cụ thể nhúng tay, chỉ đưa ra một chút yêu cầu, ngăn chặn tất cả áp lực, tuyệt đối không thỏa hiệp, hoàn thành án trạng, hắn tự mình đến thành ủy hướng Bí Thư Hồ và Cục trưởng Tôn thỉnh công cho Hoàng Kiến Quân. Nói đùa chứ, có cơ hội tốt như vậy mà còn bỏ qua, hắn cũng thất bại quá rồi. Lúc cáo biệt Hoàng Kiến Quân, đã hơn 12 giờ đêm, Hạ Tưởng mở rộng cửa kính xe, đón gió mát, cảm giác tinh thần sảng khoái, trong lòng thoải mái. Dù đã đêm khuya, ý nghĩ của hắn vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo, không có một chút buồn ngủ. Bất ngờ hôm nay, xuất hiện rất đúng lúc làm cho người ta phấn chấn, tuy rằng nói đến bởi vì Tiếu lão tuyền chết, ít nhiều cũng khiến hắn cảm giác hơi trầm trọng. Nhưng hắn lại biết rằng giá trị của một sinh mạng đổi lấy nếu là một kết quả làm người ta vui mừng, Tiếu lão tuyền dưới suối vàng mà có biết, nhất định sẽ mỉm cười nơi chín suối.
nếu mượn cái chết của Tiếu Lão Tuyền, dưới sự thúc đẩy của hắn, cuối cùng cứu lại vô số tính mạng trẻ con, cứu vớt hạnh phúc vô số gia đình, đồng thời, có năng lực bình định, trả lại bầu trời xanh cho quận Hạ Mã, đả kích một tia hy vọng cuối cùng của Phó Tiên Phong, hoàn toàn phá hủy tính toán của Nguyên Minh Lượng, như vậy Tiếu Lão Tuyền chết cũng có ý nghĩa, đủ để công đức vô lượng. Hạ Tưởng lại suy nghĩ tính toán, thấy sự bất đắc dĩ và bi ai của Tiếu Lão Tuyền, trong lòng cũng có một tia bi phẫn kích động. Sông Hạ Mã nước sông mênh mông cuồn cuộn, chảy không ngừng, có thể vì giá nhà đất quận Hạ Mã lửa cháy đổ thêm dầu, có thể thổi quét kế hoạch của Nguyên Minh Lượng, cũng có thể từ trong tay hắn, mây mưa thất thường, vì dân mưu lợi. Là lúc nên hạ quyết đoán, Hạ Tưởng tâm tình kích động rất nhiều, quên hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, điện thoại trực tiếp cho Lý Thấm. Sáng mai, mời dự họp toàn thể hội nghị, tuyên bố quyết định cuối cùng. Lý Thấm đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bị điện thoại đánh thức, lúc đầu còn không có phản ứng, sau nghe rõ là lời nói của Hạ Tưởng, kinh ngạc kêu một tiếng. Thật tốt quá, lãnh đạo, tôi đã sớm chờ không nổi nữa rồi. À, đã muộn rồi, anh còn chưa ngủ sao? Lý Thấm từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến đồng hồ ở đầu giường đang hiện là 1 giờ sáng. Mới biết được Hạ Tưởng mất ăn mất ngủ tới mức không biết ngày đêm. Cô nhẹ nhàng và khéo léo mà từ trên giường nhảy xuống đất, thân thể trần truồng, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, dán gót chân lên sàn gỗ mà đi đi lại lại, không hiểu ra sao mà cảm giác ở ban đêm, trò chuyện với Hạ Tưởng cảm giác vô cùng tuyệt vời, làm cho người ta tâm thần phiêu xa, đung đưa lay động, nhất là gió mát hiu hiu, ngoài cửa sổ sắc đêm lại vô cùng tuyệt đẹp, càng làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn, không biết thân ở nơi nào. Giọng nói kiên định của Hạ Tưởng lại lần nữa vang lên. Thật có lỗi, quên mất hiện tại đã khuya, khẳng định quấy rầy cô nghỉ ngơi. Được rồi, không nói nhiều nữa, cô nghỉ ngơi đi, nhớ rõ sáng sớm báo cho mọi người. Vâng, Lý Thấm còn muốn hỏi lại vài câu, Hạ Tưởng lúc này cắt điện thoại, cô không khỏi hơi có chút thất vọng. Đưa điện thoại di động ném lên trên giường, một mình ở trong phòng chậm rãi đi vòng vo mấy vòng, nhớ tới đã lâu chưa khiêu vũ. Liền mở ra âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, đứng trước tấm gương to, nhìn thân thể hoàn mỹ với đường cong tuyệt đẹp, nghĩ mình lại sót cho thân, tại chỗ xoay tròn, trong đêm yên tĩnh mà trầm mặc, nhảy ba lê một mình. Mấy giờ sau, sắc trời sáng rõ, quận Hạ Mã lại bắt đầu một ngày ồn ào và bận rộn. Rất nhiều người đi đường bước vội vàng để đi làm, nghênh đón bọn họ, lại là một ngày bình thường. Nhưng đối với vài người mà nói, hôm nay cũng là một bước ngoặt vô cùng trọng yếu trong đời, biểu thị rất nhiều sự tình vạch trần đáp án cuối cùng, đồng thời cũng mở ra một trang hoàn toàn mới. Sáng sớm, tỉnh ủy, thành ủy và quận ủy quận Hạ Mã điện thoại vang liên tục, không ít người sắc mặt căng thẳng, như gặp kẻ thù, từ tỉnh đến thành phố, rồi đến quận Hạ Mã, một mảnh tiêu điều, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Chương 744, bùa mê trùng trùng. Vừa mới vào làm, tỉnh ủy, thành ủy đều dồn dập điện báo, muốn tìm bí thư quận ủy quận Hạ Mã Hạ Tưởng. Ngoài dự đoán mọi người đó là, Hạ Tưởng giống như mất tích, ai cũng tìm không thấy hắn. Chánh văn phòng quận ủy Phó Hiểu Bân không biết Hạ Tưởng đi nơi nào, thư ký Triều Vĩ Cương gọi không được vào điện thoại riêng của Hạ Tưởng, hỏi Tào Thù Lê vợ của bí thư Hạ, trả lời rằng sáng sớm đã lái xe đi rồi, không có nhà. Không ở nhà, lại không ở quận ủy, điện thoại lại không gọi được, bí thư Hạ. Rốt cuộc đi nơi nào? Cùng ai chơi trò bịt mắt bắt dê? Vốn tưởng rằng chỉ có một mình Hạ Tưởng mất tích, tỉnh ủy, thành ủy điện thoại gặp tìm không thấy Hạ Tưởng, lại nhao nhao muốn tìm Hoàng Kiến Quân, kết quả mọi người mới phát hiện, cũng không thấy Hoàng Kiến Quân. Chuyện lạ, bỗng chốc không thấy hai nhân vật mấu chốt, quận Hạ Mã bị sao vậy? Quận Hạ Mã làm sao vậy? Có người buồn bực, có người không rõ ràng lắm. Thành ủy, trong phòng làm việc của thị trưởng, Phó Tiên Phong nóng ruột đến độ xoay quanh, như kiến trên chảo nóng, trên đầu mồ hôi không ngừng chảy xuống, mặc dù điều hòa mở xuống hoàn toàn, gã vẫn mồ hôi ướt đẫm. Không phải nóng, là do căng thẳng và bất an tạo nên. Sáng sớm hôm nay, tập phó tổng đoàn Tứ Ngưu Đàm Quảng Hồng bị Hoàng Kiến Quân dẫn người đến từ trong chăn mang đi, trước mắt không rõ tung tích. Đồng thời, gã cũng nghe nói chuyện Tiếu Lão Tuyền nhảy sông tự vẫn, còn có hai người Tiếu Ba, Tiếu Lệ đồng thời mất tích. Chẳng biết đi đâu. Tập đoàn Tứ Ngưu nhanh chóng luống cuống rối loạn, cũng không dám bày ra thái độ lỗ mũi hướng lên trời. Lúc trời còn chưa sáng, Dương Quốc Anh đã gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, nói cho Phó Tiên Phong biết tầm quan trọng của Tiếu Ba và Tiếu Lệ,
lại cường điệu cái chết của Tiếu Lão Tuyền, khả năng dẫn phát gió lốc. Phó Tiên Phong vừa nghe Tiếu Lão Tuyền có thể là bị Đàm Quảng Hồng bức tử, bởi vì Tiếu Lão Tuyền thích nghe ngóng, thích chõ mũi vào chuyện người khác, đã biết một ít nội tình về chất phụ gia, nên có thể là chịu không nổi Đàm Quảng Hồng áp bách mà ôm nỗi hận tự sát, khiến cho gã lửa giận công tâm, hướng Dương Quốc Anh mắng to Đàm Quảng Hồng khốn khiếp. Ức hiếp một nhân viên chăn nuôi làm gì, dùng ích lợi dụ bức không phải xong việc rồi sao, hiện tại thì nực cười, người đã chết rồi, cho hạ tưởng một cái chìa khóa danh chính ngôn thuận mà mở ra cục diện. Càng làm cho Phó Tiên Phong kinh hãi chính là, Dương Quốc Anh lập tức nói cho gã, chẳng những hai người con một nam một nữ của Tiếu Lão Tuyền bị hạ tưởng khống chế, không biết giấu ở đâu, ngay cả Đàm Quảng Hồng cũng bị Hoàng Kiến Quân tự mình dẫn người đi, hiện tại cũng không rõ tung tích. Phó Tiên Phong thật sự nóng ruột rồi, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy không biết từ đâu, cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy khắp người phát lạnh, sau khi gã gọi vô số cuộc điện thoại, mà tìm không thấy Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân, gã liền biết có chuyện xấu, Hạ Tưởng thông minh như hồ ly, sớm đã trốn đi, chính là vì tranh thủ thời gian, không tiếp bất cứ điện thoại cầu tình và điện thoại áp lực, bỏ qua tất cả, âm thầm thẩm vấn Đàm Quảng Hồng, hiểu rõ chân tướng bên trong tập đoàn Tứ Ngưu. Đợi khi Hạ Tưởng tái lộ diện, chính là lúc Đàm Quảng Hồng cung khai toàn bộ. Đối mặt với vụ án bức tử mạng người, Đàm Quảng Hồng có chống nổi áp lực hay không, Phó Tiên Phong không ôm một chút lạc quan. Hoàng Kiến Quân là công an kỳ cựu, có thừa biện pháp để Đàm Quảng Hồng mở miệng. Bên trong tập đoàn Tứ Ngưu có âm mưu gì, có chuyện gì không thể lộ, Phó Tiên Phong trong lòng biết rõ ràng, đúng là bởi vậy, gã lần đầu tiên cảm thấy cả người vô lực. Khi gọi xong các cuộc điện thoại có thể gọi cũng tìm không thấy Hạ Tưởng, cả người gã gần như kiệt sức, tê liệt ngồi ở trên ghế, dường như tinh lực toàn thân bị rút hết, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Xong rồi, chẳng lẽ thật sự kết thúc rồi? Hạ Tưởng rất biết mượn đề tài để nói chuyện của mình, sẽ chuyện bé xé ra to, không đề cập tới việc cuối cùng hắn có phát hiện chất phụ gia của tập đoàn Tứ Ngưu hay không, dựa vào một lý do bức bách người khác tự sát cũng đủ để Đàm Quảng Hồng chịu thua. Ít nhất cũng có thể phá vỡ bố cục của gã, bởi vì Đàm Quảng Hồng biết rõ chân tướng việc bỏ chết của tập đoàn Tứ Ngưu. Mấu chốt còn có một điểm, rốt cuộc Đàm Quảng Hồng có liên hệ gì với cái chết của Tiếu Lão Tuyền? Rốt cuộc Đàm Quảng Hồng làm ra chuyện ngu xuẩn gì mới khiến Tiếu Lão Tuyền ôm hận mà chết? Còn có hai người con của Tiếu Lão Tuyền biết được nội tình gì, v.v. Đều là mấu chốt có thể lớn có thể nhỏ của sự việc. Hạ Tưởng đột nhiên mất tích. Rất rõ ràng chính là muốn chống đỡ tất cả áp lực, cũng muốn đem vụ án làm lớn, không cho Đàm Quảng Hồng có bất cứ cơ hội xoay người nào. Nói cách khác, Hạ Tưởng muốn thể hiện rõ chính là muốn cứng rắn chiến đấu tới cùng với tập đoàn Tứ Ngưu, tuyên bố xé rách thể diện của gã, ăn miếng trả miếng. Gã lấy tập đoàn Tứ Ngưu để khơi mào sự việc, bức bách Hạ Tưởng, hiện tại Hạ Tưởng bắt được cơ hội, chịu buông tay mới là lạ. Khẳng định sẽ chiến đấu tới cùng, tình cảm của ai cũng không nhận. Thể diện của ai cũng không cho. Phó Tiên Phong đơn giản tắt nguồn di động, gọi điện thoại bàn, một mình yên tĩnh ở văn phòng lúc lâu, mới lại khởi động máy, điện thoại cho Triệu Tiểu Phong, thông báo thế cục trước mắt cho Triệu Tiểu Phong. Triệu Tiểu Phong nghe xong, rất lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có than nhẹ một tiếng. Chơi chính trị cũng tốt, chơi kinh tế cũng tốt, đều phải chú ý một quy tắc, cũng phải nhìn xem ai chiếm lợi thế. Hiện tại Hạ Tưởng ở trong vòng quy tắc chiếm lợi thế, có biện pháp nào để bắt hắn? Là ngoài tầm tay với của tôi, nếu ở thủ đô, tôi còn có biện pháp đối phó hắn. Hiện tại hắn ở thành phố Yến, ở trong phạm vi ô dù của hắn, tôi chỉ có thể tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Thay tôi chuyển cáo Minh Lượng một tiếng, sắp tới tôi muốn dùng tiền, xem ông ta có tiện không thì đưa tôi trước một phần vốn. Phó Tiên Phong dưới cơn thịnh nộ, ngược lại càng tỉnh táo, Triệu Tiểu Phong đúng lúc bước ra. Thật sự là người thông minh, thấy tình thế không ổn, đã nghĩ toàn thân rút lui, chẳng những không chịu giúp một chút, ngược lại có ý lùi bước, thật đúng là một người ánh mắt thiển cận, không thể thâm giao, lúc trước mình như thế nào lại coi trọng y. Còn tưởng rằng dựa vào năng lực nghiệp vụ nhiều năm trong doanh nghiệp nhà nước của y, nhiều ít có thể giúp mình ở thời khắc mấu chốt, không nghĩ tới, ngoại trừ sẽ bước trở ra ở ngoài, không có một chút động tác thể hiện dũng khí. Lúc trước còn tình nguyện cho rằng Triệu Tiểu Phong ở thời khắc mấu chốt nhiều ít có thể hỗ trợ, hiện tại xem ra, thật đúng là mắt cẩu. Kỳ thật Phó Tiên Phong hơi làm oan uổng Triệu Tiểu Phong rồi, Triệu Tiểu Phong không phải không muốn xuất lực, cũng đã sớm chuẩn bị tốt ở thời khắc mấu chốt trợ giúp Phó Tiên Phong một tay,
Tuy nhiên khoảng thời gian trước Hoa Tiểu Đoá nói cho y, cô nhận thức được một chi tâm bạn tốt tên là Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm đối nhân xử thế hiền lành, lại hiểu ý người khác, và cô chơi rất thân. Mai Hiểu Lâm là ai Triệu Tiểu Phong đương nhiên biết rõ, sau khi bất ngờ lập tức hỏi Hoa Tiểu Đoá có phải hay không nói cho Mai Hiểu Lâm chuyện giữa hắn và cô, Hoa Tiểu Đoá nói. Đương nhiên nói rồi, tôi và cô ấy là khuê mật, không có gì giấu nhau. Triệu Tiểu Phong biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, còn giữa Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm có quan hệ mật thiết gì, gã không rõ lắm, nhưng cũng biết một chút, khẳng định Mai Hiểu Lâm không phải vô ý quen Hoa Tiểu Đoá, khẳng định là có ý tiếp cận, có chứa mục đích nào đó không thể cho ai biết. Rốt cuộc là cái mục đích gì không thể cho ai biết, Mai Hiểu Lâm không để Triệu Tiểu Phong đoán quá lâu, rất nhanh thông qua Hoa Tiểu Đoá nói cho Triệu Tiểu Phong. Hiểu Lâm nói, có thời gian mọi người ngồi cùng nhau, làm quen một chút. Thủ đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người trong vòng tròn, quen biết tất cả mọi người, ngồi cùng một chỗ lại càng dễ nói. Lời nói có hàm ý khác, ẩn hàm ý tứ nhưng lại ý vị sâu xa, Triệu Tiểu Phong lại liên tưởng đến lần trước xung đột giữa Hạ Tưởng và Hoa Tiểu Đoá, trong lòng xem như hiểu rõ, biết có khả năng Hạ Tưởng ủy thác Mai Hiểu Lâm truyền lời cho y, mọi người bình an vô sự là tốt nhất, nếu không, sẽ mặt xám mày cho. Một Hoa Tiểu Đoá chưa chắc có thể khiến Triệu Tiểu Phong mặt xám mày cho, nhưng chính là theo như lời Mai Hiểu Lâm, vòng tròn thủ đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lấy lực ảnh hưởng của Mai Hiểu Lâm ở vòng tròn thủ đô, có tâm hay vô tâm mà đem chuyện của y và Hoa Tiểu Đoá truyền ra ngoài, sẽ không tốt lắm, rơi vào trong tai bà xã của y, cũng là một chuyện không hay. Mấu chốt là, ai biết được Hoa Tiểu Đoá rốt cuộc cho Mai Hiểu Lâm biết bao nhiêu bí mật của cô và gã, làm không tốt. Ngay cả một ít bí mật trên giường cũng nói ra ngoài, nếu ở vòng tròn thủ đô lưu truyền, cũng là làm trò cười cho thiên hạ, tốt xấu gã cũng là người có thân phận, làm sao có thể ngẩng đầu làm người. Triệu Tiểu Phong liền hiểu rõ gì đó, một bên báo cho Hoa Tiểu Đoá ít lui tới cùng Mai Hiểu Lâm, một bên quyết định từ trên người Nguyên Minh Lượng kiếm tiền, nhưng là không giúp gì cả. Triệu Tiểu Phong nói chuyện Phó Tiên Phong không rõ ràng lắm, hiện tại gã cũng không có tâm trí suy nghĩ cân nhắc. Cắt điện thoại của Triệu Tiểu Phong, lại gọi về trong nhà. Sau khi trò chuyện với trong nhà nửa giờ, cuối cùng gã cảm thấy có một chút tin tức, tâm tình cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hạ Tưởng chưa chắc biết chất phụ gia nguy hại, hoặc là hắn cũng sẽ không xem là chuyện gì, hắn làm sao có khả năng hiểu biết tin tức và quy tắc ngầm trong ngành sản xuất sữa bột. Hắn muốn phá chỉ là tập đoàn Tứ Ngưu bức bách nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, chỉ muốn mượn cơ hội vì nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì lấy chính danh. Đồng thời, cũng theo sự kiện Tứ Ngưu thoát thân đi ra, rồi ra tay đối phó Nguyên Minh Lượng. Cùng ông cụ thảo luận ra kết quả là, thí xe dư tướng, Đàm Quảng Hồng không thể bảo vệ, đem tất cả tội đổ lên một mình y, do một mình y chịu trách nhiệm toàn bộ, sau đó đem sự kiện Tứ Ngưu nhanh chóng cho vào quá khứ, không để hấp dẫn ánh mắt khắp nơi. Đồng thời, thương mại Trường Cơ gia tăng thu hoạch, thà kiếm ít một ít, giảm giá xúc tiến tiêu thụ, cũng nên đúng lúc thoát thân, không thể đánh lâu dài. Nếu không rất dễ dàng bị chết ở quận Hạ Mã. Chỉ cần bán tháo đúng lúc, hiện tại thích hợp đè thấp giá cả báo cáo cuối ngày, cũng có thể kiếm lợi một ít, không đến mức lỗ tiền. Bởi vì lấy lúc này thế cục, giữ được càng lâu, càng có khả năng bất lợi. Bị Hạ Tưởng bước đến mức này, tuy rằng không cam lòng, nhưng Phó Tiên Phong cũng không có cách nào khác, tình thế mạnh hơn người, gã lại một lần nữa cảm nhận được xấu hổ và bất đắc dĩ bị buộc đến đường cùng, còn có nan kham và thương tâm. Đúng vậy, đường đường một thị trưởng bị một bí thư quận ủy làm cho không đường có thể đi, thật là có chút thương tâm và có chút thống khổ cùng sự mất mặt. Chỉ tiếc, thương tâm và thống khổ không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu trước mắt, Phó Tiên Phong thiếu chút nữa lại lần nữa hành động muốn ở sau lưng Hạ Tưởng đâm một đao với ý tưởng tà ác, tuy nhiên lập tức lại phủ quyết chính mình, đừng nói hiện tại dù tìm cũng tìm không thấy Hạ Tưởng, chính là Hạ Tưởng ở trước mặt gã liệu có dũng khí nói với Hạ Tưởng những lời kiên quyết vẫn là không biết. Càng không cần phải nói giống như trước đây ám hạ độc thủ. Nếu gã lại cố làm, nói không chừng chẳng những không làm gì được Hạ Tưởng, còn có thể tiến vào trong một hố sâu thật lớn, trèo cũng không trèo lên được. Trước khác nay khác, Hạ Tưởng hiện tại tuy rằng không phải một cây lớn che trời, coi như là có mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế, hơn nữa hắn so với trước kia càng thông minh càng giảo hoạt cũng càng khó đối phó, chẳng những cơ trí đa đoan, còn kết hợp đòn cứng với đòn mềm. Thường xuyên một sáng một tối hai bút cùng vẽ. Không chỉ Phó Tiên Phong lo lắng mà tìm kiếm Hạ Tưởng, bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh,
Chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng cũng ở mọi nơi tìm kiếm Hạ Tưởng, và bởi vì không liên hệ được với Hạ Tưởng mà giận dữ, bởi vì Dương Quốc Anh hướng tỉnh ủy tố cáo, nói là Hạ Tưởng to gan lớn mật, bắt đi Phó Tổng Đàm Quảng Hồng quản lý trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, còn một mình giấu nhân viên của trang trại chăn nuôi là Tiếu Ba và Tiếu Lệ, làm cho công tác trang trại chăn nuôi lâm vào tạm dừng, mang lại cho công nhân viên của trang trại chăn nuôi một khủng hoảng lớn. Tập đoàn Tứ Ngưu hướng quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã đề xuất kháng nghị, cùng việc bảo lưu quyền lưới chuyển trang trại chăn nuôi ra khỏi quận Hạ Mã. Khi sự kiện ô nhiễm nước của tập đoàn Tứ Ngưu chưa có kết quả, Hạ Tưởng đột nhiên làm ra chuyện vô lý như vậy, khiến cho Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng rất là bất mãn. Hơn nữa hai người gọi điện thoại tìm kiếm Hạ Tưởng không có kết quả. Trong cơn giận dữ, Trịnh Trọng chuyển cáo quận ủy quận Hạ Mã, một khi có tin tức của Hạ Tưởng, bảo hắn lập tức đến tỉnh ủy, không được chậm trễ. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh lấy giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, yêu cầu Hạ Tưởng tới tỉnh ủy, quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã lập tức loạn thành một đống, biết rằng việc lớn không tốt, bí thư quận ủy chọc giận bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, chức quan xem như chấm dứt, Hạ Tưởng xem như không còn tiền đồ gì rồi, ai đi theo hắn người đó xui xẻo, nên gia nhập, nhanh chóng chọn gia nhập lựa đường đi mới được rồi. Hạ Tưởng rốt cuộc đi nơi nào, quận ủy quận Hạ Mã thật đúng là không mấy người biết, tuy nhiên người ủng hộ kiên định Hạ Tưởng là Biện Tú Linh cũng vẫn bất động, bởi vì cô tin tưởng Hạ Tưởng không phải người không có đầu óc, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, khẳng định là đang bố trí việc lớn gì đó, không cần kinh hoàng, đợi đến khi bí thư Hạ hiện thân, sẽ là xuất hiện tin tức bùng nổ lớn. Những người khác, như Trang Thanh Vân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không có một tia bối rối. Tuy nhiên Trang Thanh Vân vẫn cố vài cuộc điện thoại để tìm hiểu, nói chuyện điện thoại với Hồ Tăng Chu một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi. Phó Hiểu Bân tuy rằng trong lòng cũng có chút nghi ngờ, tuy nhiên vẫn rất tin Hạ Tưởng chưa bao giờ làm việc không có chuẩn bị ở sau, trước khi hắn biến mất, khẳng định đã nghĩ tới sẽ làm cho bốn phương tức giận, như vậy chắc là hắn đã sớm nghĩ tới phương pháp dập lửa. Cùng hắn biến mất còn có Hoàng Kiến Quân, liên tưởng đến sự kiện nhảy sông tự vẫn đêm qua, Phó Hiểu Bân mơ hồ đoán được, sông Hạ Mã phỏng chừng lại nổi lên sóng gió. Trần Thiên Vũ trái lại hơi nóng lòng, tuy nhiên y lo lắng không phải Hạ Tưởng đi không nói gì, mà vì Hạ Tưởng chọc giận nhân vật số 1, số 2 tỉnh Yến, nếu chẳng may không thể xong việc thì không tốt lắm, nói không chừng thật sự mất đi tiền đồ thì sẽ lợi bất cập hại rồi. Đám người Lý Hàm lại không tỏ vẻ gì, nhưng trên mặt hơi hơi biểu lộ ý mừng thầm và thái độ vui sướng, vẫn rơi vào trong mắt Trần Thiên Vũ, cũng khiến y thở dài, nhẹ nhõm, bí thư Hạ làm sao chơi nước cờ hiểm thế. Trong chính trị không thể có nửa điểm đùa với nguy hiểm, thận trọng còn không đủ, làm sao có thể đùa giỡn như vậy? Thật muốn vì nhỏ bỏ lớn thì có thể tốt như thế nào? Có thể nói, toàn bộ tỉnh ủy, thành ủy cùng với quận ủy quận Hạ Mã, bởi vì Hạ Tưởng mất tích, lời đồn đại nổi lên bốn phía, tin đồn bay tán loạn, thời gian nửa ngày ngắn ngủn, các loại tin tức đã bay đầy trời, thậm chí có người đồn đại Hạ Tưởng sở dĩ biến mất không thấy, là bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam. Còn có người nói, Hạ Tưởng rơi xuống sông Hạ Mã chết đuối, cũng có tin tức ly kỳ nói, có người chính mắt nhìn thấy Hạ Tưởng lái xe tốc độ cao, chạy đến thủ đô, nghe nói là đến thủ đô chạy chức quan rồi. Càng có người lắm chuyện, tạo tin lung tung nói là Hạ Tưởng bị người ngoài trái đất bắt cóc, hiện tại đã bay ra hệ ngân hà, đang ở bên trong một phi thuyền vũ trụ đi với vận tốc ánh sáng, vĩnh viễn không quay về được trái đất. Đương nhiên người truyền bá tin tức này đã bị người ta mắng thành đầu heo. Cũng có người hiểu chuyện gọi điện thoại đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ủy ban Kỷ luật thành phố chứng thực Hạ Tưởng có phải bị bắt giam hay không, khiến Lý Ngôn Hoàng và Tô Công Thần đều dở khóc dở cười. Sau phải dứt khoát ra lệnh, hễ ai gọi điện thoại tới hỏi về Hạ Tưởng, thì cứ việc dập điện thoại không phải tiếp. Hạ Tưởng làm nổi lên cơn sóng gió động trời, thật đúng là vô thanh vô tức biến mất, mặc cho lời đồn đại bay đầy trời, mặc cho bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh tức giận, vẫn quyết tâm giấu mặt, cũng không biết Hạ Tưởng nghĩ thế nào. Càng không biết Hạ Tưởng trốn đi để làm việc gì. Có việc lớn gì mà lại làm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh tức giận? Có việc lớn gì mà để ảnh hưởng tới tiền đồ và vận mệnh? Rất nhiều người đều không hiểu. Khâu Tự Phong không hiểu, Mai Thái Bình không hiểu, nhưng Nguyên Minh Lượng lại biết, Phó Tiên Phong cũng có thể hiểu, bọn họ có thể đoán được Hạ Tưởng đang trốn tránh để làm việc gì. Thu Viên đã có khoảng thời gian dài chưa gặp Hạ Tưởng. Hiện tại cô là phó chủ nhiệm kiêm MC chính của đài truyền hình tỉnh, xem như có chân vững vàng ở đài truyền hình tỉnh rồi,
đồng thời cô đá văng gã phó chủ nhiệm muốn chiếm đoạt cô, trở lại độc thân, tuy rằng cho tới nay đối với bên ngoài công bố cô vẫn là người độc thân, nhưng dù sao chân chính quay về chính mình làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng nhất. Thỉnh thoảng cô cũng nhớ tới Hạ Tưởng, nhớ tới bề ngoài tuấn lãng của Hạ Tưởng, đối nhân xử thế ôn hòa, còn có vẻ lãnh đạm, hờ hững của Hạ Tưởng, trong lòng còn đau ê ẩm. Kỳ thật cô cũng biết, Hạ Tưởng không có cảm tình gì với cô, chưa nói tới thích, cùng lắm chỉ là tán thưởng và hảo cảm mà thôi. Nhưng con người chính là một động vật kỳ quái, Hạ Tưởng càng đối xử lãnh đạm với cô, ngược lại càng kích thích cô chinh phục hắn, từng có bao nhiêu đàn ông có tiền có quyền quỳ gối dưới váy của cô, chỉ có Hạ Tưởng, khinh thường cô nhất, khiến cho cô có cảm giác thản nhiên tiếc nuối và cảm thán với Hạ Tưởng, luôn khát vọng Hạ Tưởng có thể mắt thẳng nhìn cô, hoặc là tiến thêm một bước, coi trọng cô một chút, cô sẽ đạt được tâm lý thỏa mãn. Chỉ có điều khoảng cách giữa cô và Hạ Tưởng càng ngày càng xa, cơ hội tiếp xúc càng ngày càng ít, tiếc nuối trong lòng đã trở thành tiếc nuối mãi mãi, không thể bù lại. Buổi sáng sau khi làm xong một chương trình, Thu Viên mệt rã rời, định đến văn phòng ngủ trưa một lát, vừa mới nằm xuống, điện thoại liền vang lên. Là ban tuyên giáo của tập đoàn Đạt Tài gọi điện thoại tới, Thu Viên vốn không nghĩ sẽ nghe, tập đoàn Đạt Tài tuy rằng khí thế hơn người, nhưng cô hiện tại cũng không phải tiểu phóng viên tùy tiện gọi được. Cô ở đài của tỉnh cũng có quyền sinh sát trong tay, có thể quyết định sinh tử một chương trình, cho nên phỏng vấn bình thường, cô dễ dàng sẽ không xuất hiện. Nhưng điện thoại vẫn kêu không ngừng, Thu Viên có chút không kiên nhẫn, đã nghĩ tắt máy, lại bỗng nhiên giật mình nhớ tới tập đoàn Đạt Tài rất lâu không có chủ động gọi điện thoại cho cô, hiện tại lại gọi vào lúc nghỉ trưa, nói không chừng có việc quan trọng, cô liền giơ tay ấn nghe điện thoại. Chương 745, chân tướng dần dần mở ra. Người phụ trách ban tuyên truyền của tập đoàn Đạt Tài nói cho Thu Viên với giọng điệu dồn dập, tập đoàn Đạt Tài có quyết định trọng đại hạng cần tuyên bố, hy vọng Thu Viên tổ chức nhân viên có năng lực nhất đài tỉnh đến phỏng vấn. Thu Viên vốn định cự tuyệt, tập đoàn Đạt Tài luôn luôn tự cao thân phận là ông chủ, luôn hà khắc và keo kiệt tin tức với truyền thông, cô lười tự mình ra mặt, nhưng một câu nói của đối phương lập tức khiến cô đổi ý. À, vừa rồi quên nói. Là Bí Thư Hạ cố ý dặn dò tôi phải tự mình gọi điện thoại cho cô. Bí Thư Hạ, toàn bộ tỉnh Yến có bí thư họ Hạ không ít, nhưng ở trong mắt Thu Viên, lại chỉ có một người, đó chính là Hạ Tưởng. Buông điện thoại, Thu Viên hoàn toàn hết buồn ngủ, lập tức khẩn trương, liên tiếp gọi điện thoại ra ngoài, cô đem những nhân viên có khả năng nhất mà cô có trong tay tập hợp lại, chuẩn bị đợi lệnh. Đỗ Nồng Quốc từ khi bởi vì sự kiện lần trước của báo Triều tỉnh Yến mà bị liên lụy, sau khi rời khỏi báo Triều của tỉnh Yến, liền trở thành phóng viên thường trú của báo Trung Thanh tại tỉnh Yến. Trải qua hơn 2 năm cố gắng, hiện tại ngồi vào vị trí trưởng chi nhánh của báo, có thể nói đường làm quan rộng mở, so với năm đó ở báo Triều tỉnh Yến tình cảnh không thể so sánh nổi, xem như rất đáng hãnh diện. Đỗ Nồng Quốc hiện tại đã lấy vợ sinh son, cuộc sống tại thành phố Yến coi như giàu có, tự thấy tình cảnh trước mắt của mình vô cùng vừa lòng. Phụ thân ở huyện Bá về hưu. Không rời quê cũ, không muốn đến thành phố Yến dưỡng lão, y cũng không miễn cưỡng. Tuy rằng hiện tại y không tính là kẻ có tiền, nhưng là có nhà có xe, có chút quyền lực, coi như là thành công nhất họ. Đương nhiên, nếu so sánh với Hạ Tưởng, Đỗ Nồng Quốc tự biết còn kém khá xa. Nhưng Đỗ Nồng Quốc chỉ có chân thành khâm phục Hạ Tưởng, không có một chút ghen tị hay oán hận. Bởi vì tài năng của Hạ Tưởng quả thật y cảm thấy không bằng, hơn nữa Hạ Tưởng trợ giúp y rất nhiều. Mà Hạ Tưởng cũng không có yêu cầu bất cứ báo đáp gì, y ngoại trừ khâm phục Hạ Tưởng, còn là vô cùng cảm kích. Hai tháng gần đây, cùng Hạ Tưởng liên hệ không nhiều lắm, tất cả mọi người đều bận, Hạ Tưởng cũng không phải người hẹp hòi và thích bới móc lý lẽ, không phải là người có liên hệ chặt chẽ hắn mới hỗ trợ. Đỗ Nồng Quốc biết, cho dù y cả năm không liên hệ với Hạ Tưởng, nhưng một khi có việc muốn nhờ, Hạ Tưởng khẳng định sẽ vui vẻ ra tay. Hạ Tưởng chính là bằng hữu tốt nhất và cán bộ ưu tú nhất trong lý tưởng của Đỗ Nồng Quốc. Hôm nay Đỗ Nồng Quốc không có nhiều việc lắm, sau khi xử lý xong mấy bản thảo quay lại văn phòng chính, buổi chiều không còn việc gì, liền chuẩn bị hẹn vài bằng hữu đến hồ ở vùng ngoại ô câu cá. Đỗ Nồng Quốc không thích ăn cá, câu cá chỉ vì thích tiêu khiển vui vẻ, hơn nữa sau khi câu lên, trước khi sắp về còn có thể thả lại, được mọi người gọi vui là trưởng chi nhánh phóng sinh. Đỗ Nồng Quốc đã nói trước với ông chủ hồ câu, y câu cá, đã trả tiền, sau khi phóng sinh, một mình thả vào hồ nước nuôi, không được để cho người khác câu lại, nếu không y có thừa cách để hồ câu này không thể kinh doanh. Đỗ Nồng Quốc lên xe,
gọi điện thoại hẹn bằng hữu xong, rồi lấy cần câu, ô che nắng và ghế xếp, lái xe rời nội thành. Còn chưa tới địa điểm đã hẹn với bạn, di động liền vang lên. Đỗ Nồng Quốc cũng biết bình thường buổi chiều điện thoại tìm mình, đều không có chính sự gì, bình thường y chỉ làm việc buổi sáng, mọi người quen biết rõ, nên đều gọi điện vào buổi sáng. Người không quen tất gọi vào buổi chiều, bình thường y cũng là nhìn người mà làm việc. Nhìn điện thoại, số lạ, liền do dự một chút không có tiếp nghe. Không ngờ điện thoại gọi không ngừng, tự động tắt rồi vẫn gọi lại, là kiểu không đạt mục đích thề không bỏ qua, Đỗ Nồng Quốc liền giận. Cầu người làm việc còn không hiểu lễ phép như vậy, quá biến chất rồi, y bèn tiếp điện thoại, rất không khách khí mà nói một câu. Ai đấy? Đồng Quốc, buổi chiều là thời gian cậu nghỉ ngơi, không muốn tiếp điện thoại có phải hay không? Bên trong truyền đến một thanh âm quen thuộc lại thoải mái, là Hạ Tường, vẫn là kiểu cũ không thay đổi, giọng điệu tùy ý mà thân thiết. Đỗ Đồng Quốc đang ở lái xe, lập tức đạp phanh dừng ngay lại, làm cho đằng sau một đống còi xe vang lên. Y cũng không thèm để ý tới, vội vàng dừng xe sang bên đường. Bí thư Hạ, sao lại là anh? Tôi không biết số điện thoại mới của anh, cho nên vẫn không nghe. Có việc anh cứ chỉ bảo. Hạ Tường ha hả cười. Không cần khách khí, là tôi có việc phải nhờ cậu hỗ trợ, mời cậu tới tham gia một cuộc họp báo, đồng thời phát động tất cả bằng hữu trong giới báo chí của cậu, càng nhiều càng tốt, thế nào, có thời gian hỗ trợ hay không? Không phải vấn đề có thời gian hay không. Là vấn đề Hạ Tưởng có việc, Đỗ Nồng Quốc phải ra mặt hỗ trợ, hơn nữa chuyện này với y mà nói, cậu còn không được cơ hội tốt thế để tiếp cận Hạ Tưởng. Đỗ Nồng Quốc vội vàng mà đồng ý, không có một chút giọng điệu cố ý đắn đo như bình thường y vẫn nói với người khác. Không thành vấn đề, lãnh đạo lên tiếng, tôi lập tức làm theo. Đỗ Nồng Quốc lúc này trở về không đi câu cá cùng bạn bè nữa. Lập tức lại huy động tất cả bạn bè làm phóng viên thường trú của các tờ báo cấp quốc gia ở tỉnh Yên, trong 10 phút đã triệu tập mười mấy người tới, mọi người hội hợp cùng một chỗ, chậm rãi đi tới địa điểm mà Hạ Tưởng chỉ định. Cố Tăng mấy năm trước được sự trợ giúp của Hạ Tưởng, do Khâu Tự Phong giới thiệu, kết bạn với Phó Tổng Biên tập Tân Hoa Xã, do đó như ý mà nhận chức Phó Tổng Biên tập phân xã thường trú ở tỉnh Yên của Tân Hoa Xã. Một năm trước, nguyên Tổng Biên tập được triệu hồi về văn phòng chính nhậm chức. Y thuận lợi tiếp nhận chức vụ tổng biên tập, so sánh với chức vụ phó tổng biên tập báo Triều tỉnh Yên trước kia, lại càng tiến thêm một bước, còn có triển vọng phát triển rất tốt. Đương nhiên theo bình thường mà nói, thoát ly phạm vi khống chế của ban tuyên giáo tỉnh Yên, Mã Tiêu đã không có khả năng trói buộc y, là chuyện khiến Cố Tăng cảm thấy vui mừng nhất. Dù sao làm người truyền thông, nếu bị trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nhìn ngứa mắt, ở tỉnh Yên muốn có phát triển thì đúng là chuyện trong mơ, may mắn có Lý Đinh Sơn ra mặt. Có Hạ Tưởng hỗ trợ, sau khi y tới thủ đô, vốn không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới từ Hạ Tưởng chỉ điểm vẽ rồng điểm mắt, bất ngờ mà mở ra một cánh cửa thành công. Đối với sự trợ giúp của Hạ Tưởng năm đó, Cố Tăng ghi nhớ trong lòng, không dám quên, nếu đến một lúc nào đó mà có cơ hội thích hợp nhất định phải hồi báo ân tình của Hạ Tưởng năm đó. Chỉ tiếc, từ sau sự kiện lần trước, giữa y và Hạ Tưởng vẫn lui tới không nhiều lắm. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng không có chuyện trọng yếu gì để y có thể giúp đỡ, khiến cho y vẫn cứ ăn năn mãi. Hôm nay buổi sáng xử lý một ít sự vụ hàng ngày, Cố Tăng từ trước đến nay phải nghỉ trưa một lát, nếu không buổi chiều sẽ không có sức làm việc. Buổi chiều 2 giờ, y đúng giờ tỉnh lại, đang chuẩn bị mời dự họp một hội nghị trọng yếu, điện thoại đột ngột vang lên. Cách giờ họp không đến 5 phút, y do dự mà nghĩ có tiếp điện thoại hay không, lo lắng có việc gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp. Bình thường do dự một chút là sẽ không tiếp nghe, hôm nay cũng không biết vì sao, mà xui quỷ khiến thế nào mà cho rằng điện thoại quan trọng hơn, không tiếp không được. Cố Tăng liền giơ tay cầm lấy điện thoại. Xin chào, tôi là Cố Tăng. Tổng biên tập Cố khỏe chứ, tôi là Hạ Tưởng. Từ trong loa truyền tới tiếng nói đã lâu không nghe của Hạ Tưởng. Tỉnh ủy, phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy. Buổi chiều 3 giờ. Diệp Thạch Sinh sau khi nghe Tống Chiêu Độ báo cáo công tác xong, tiễn bước Tống Chiêu Độ, đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, bên ngoài cửa sổ lá cây xanh mát, ngày mùa hè ánh mặt trời rất tốt. Nhưng Diệp Thạch Sinh tâm tình lại vô cùng không tốt, thậm chí có thể nói, rất kém. Bởi vì Hạ Tưởng đột nhiên mất tích, bởi vì tập đoàn Tứ Ngưu tố khổ với tỉnh ủy. Tập đoàn Tứ Ngưu là một tập đoàn lớn hết sức quan trọng của tỉnh Yên, không chỉ có là lợi nhuận và thuế lớn. Còn liên quan đến hình tượng tỉnh Yên.
Bởi vì tỉnh Yến ở trong cả nước không có nhiều xí nghiệp có lực ảnh hưởng lắm, tập đoàn Tứ Ngưu là một trong 10 xí nghiệp lớn của cả nước, vì tên tuổi của tỉnh Yến làm rạng rỡ thêm vinh dự không ít, cũng bởi vì tập đoàn Tứ Ngưu mới khiến tỉnh Yến vốn không có tên tuổi gì trong cả nước mà có được thương hiệu nổi tiếng. Tập đoàn Tứ Ngưu khí thế ngất trời, là bởi vì bọn họ quả thật có thực lực, có sức lực để nói điều kiện với tỉnh ủy. Tập đoàn Tứ Ngưu có trang trại chăn nuôi xây trải qua sự cụ thể của A quận Hạ Mã, Diệp Thạch Sinh nghe thư ký Ma Thu báo cáo. Ma Thu thật không có nói ngoa, ấn tượng với Hạ Tưởng coi như không tồi, rất khách quan mà trần thuật tác dụng lớn của Hạ Tưởng trong quá trình xây dựng trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu ở quận Hạ Mã, cũng không có thêm mắm thêm muối quá nhiều, cũng không có thừa cơ mà nói bất lợi cho Hạ Tưởng. Ngay cả như vậy, sau khi Diệp Thạch Sinh biết được sự thực trang trại chăn nuôi là do một tay Hạ Tưởng thúc đẩy mới được xây ở quận Hạ, đối với chuyện Hạ Tưởng có thái độ tiêu cực áp dụng trong chuyện bò chết của tập đoàn Tứ Ngưu, thì rất là bất mãn, thậm chí còn mơ hồ có một tia tức giận. Hạ Tưởng bình thường không phải là người làm việc có chuẩn bị trước mà không có chuẩn bị sau, làm sao chuyện của Tứ Ngưu, những gì đã làm trước kia so với bây giờ như là hai người. Nếu nói Hạ Tưởng có thái độ tiêu cực còn không để Diệp Thạch Sinh cảm thấy tức giận, sau khi một loạt sự kiện rối mắt phát sinh buổi sáng hôm nay, Hạ Tưởng lại chơi trò mất tích, khiến cho ông cực kỳ tức giận, cho rằng Hạ Tưởng có ý trốn tránh trách nhiệm, ý làm cho người ta khó chịu. Đến tột cùng là cho ai khó chịu, cho ai xem sắc mặt, ông còn chưa đến mức cho rằng Hạ Tưởng là có ý nhằm vào mình. Diệp Thạch Sinh trong lòng cũng biết giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong tranh đấu gay gắt, nhưng đấu tranh dù kịch liệt, cũng phải theo quy tắc, dù sao người trong quan trường, phải tuân theo quy định được hình thành theo quy ước trong quan trường, không thể tùy ý làm bậy. Hạ Tưởng là nhân vật số một quận Hạ Mã, là cán bộ cấp phó giám đốc sở, không phải ngôi sao lớn nhỏ gì cả, không cần chơi trò mất tích. Cho dù có chuyện gì khó xử, có cái gì không qua được, trực tiếp tìm đến ông là được, không dùng được tình cảm hóa mà làm ra việc hơn người, khiến cho Diệp Thạch Sinh đối với cách làm có chút mất đi trình độ của Hạ Tưởng rất bất mãn, hơn nữa còn xem thấp đi một chút trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng. Hờn dỗi trong chốc lát, Diệp Thạch Sinh ngồi trở lại bàn làm việc, tùy tay lấy ra một phần văn kiện nhìn vài lần. Là một bản tài liệu tham khảo nội bộ, là phần ý kiến chuyên gia luận chứng về việc Trung ương thành lập vòng kinh tế đại thủ đô. Không ít chuyên gia đưa ra rất nhiều quan điểm có thể thực hành, trên cơ bản người tán thành nhiều, người phản đối ít, quen thuộc quy trình tài liệu tham khảo nội bộ nên Diệp Thạch Sinh hiểu rõ trong lòng. Trung ương đưa bản tài liệu tham khảo nội bộ này dụng ý là làm kế dự phòng trước thời hạn. Bình thường mà nói, vòng kinh tế đại thủ đô đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thời gian nửa năm đến một năm nữa, chắc chắn sẽ có văn bản chính thức và mở rộng thi hành. Trải qua lần trước cùng Hạ Tưởng, Thành Đạt Tài gặp mặt, Diệp Thạch Sinh đã hoàn toàn đánh mất ý tưởng tới thủ đô nhận chức quan nhàn cấp phó quốc gia sau đó dưỡng lão, có cái nên làm có việc không nên làm, ông phải ở vị trí bí thư tỉnh ủy làm đến hết khóa, như thế, mới không làm thất vọng vài chục năm quan trường của mình, mới không làm thất vọng tâm nguyện tại tỉnh Yến thực hiện kế hoạch lớn và lưu lại thanh danh. Cuối cùng có được sự đãi ngộ cấp phó quốc gia hay không, Diệp Thạch Sinh cũng đã thấy, ông tin tưởng cố gắng của mình lãnh đạo Trung ương thấy được, cũng trong lòng hiểu rõ. Cùng việc chạy quan hệ nhờ nhân tình, không bằng kiên định làm tốt việc của mình, và sau khi vòng kinh tế đại thủ đô được thực hiện, còn có thể không xem như có chiến tích. Có chiến tích này, nếu ông mà không có vốn để được lên chức, Trung ương lấy cái gì ra làm gương mẫu cho các tỉnh khác trong toàn quốc. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Thạch Sinh ngược lại thoải mái rất nhiều, cũng không rối rắm vì chuyện đi hay ở, an tâm xử lý tốt công việc ở tỉnh Yến, đối với quan hệ cùng phó gia, cũng phai nhạt không ít. Hiện tại thế lực bốn đại gia tộc tham gia vào tỉnh Yến, ông nhớ tới khi gặp Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng hàm xúc nói ra liên hệ và chế ước giữa bốn đại gia tộc, cùng bất kỳ nhà nào có quan hệ gần hơn, ắt sẽ khiến cho ba nhà kia cảnh giác và phản cảm, nói không chừng còn có thể mất nhiều hơn được. Nói đến cũng lạ, Diệp Thạch Sinh cũng không rõ ràng là chuyện gì, dù sao chỉ cảm rất chơi thân với Hạ Tưởng, lời nói của Hạ Tưởng, rất hợp tâm lý của ông, khiến ông nghe xong vô cùng thoải mái, cũng vui vẻ đón nhận. Nhưng ngay cả như vậy, thủ đoạn mất tích hôm nay của Hạ Tưởng chơi có chút hơi quá, khiến ông trong lòng có bực bội. Chính là bởi vì cảm thấy giữa mình và Hạ Tưởng hẳn là có sự ăn ý nhất định, nếu không thân là bí thư tỉnh ủy, cũng không phải trực tiếp quản hạt Hạ Tưởng, có phiền não thì để thành ủy đi quan tâm được rồi, không cần phải xen vào việc của người khác. Hạ Tưởng giấu giếm với mọi người không quan tâm, nhưng mà lại giấu cả ông, khiến cho ông không khỏi nổi giận. Hạ Tưởng này,
thôi không đem hắn để ở trong lòng nữa. Diệp Thạch Sinh đem văn kiện ném sang một bên, hơi hơi ngây người trong chốc lát, bỗng nhiên lại bị tiếng đập cửa nhẹ nhàng làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn, là thư ký Ma Thu đẩy cửa vào, nhỏ giọng mà xin chỉ thị. Lãnh đạo, có điện thoại tìm. Diệp Thạch Sinh không có tâm trạng nghe điện thoại, không kiên nhẫn mà khoát tay. Nói tôi đang phải họp. Là Hạ Tưởng. Ma Thu hơi híp mắt, trên mặt mơ hồ có ý cười. Ma Thu biết Diệp Thạch Sinh vì sao tức giận, cho nên không có nói thẳng tên ra, cố ý làm mai phục, là vì cho bí thư Diệp một tin vui bất ngờ. Quả nhiên Diệp Thạch Sinh đầu tiên là sửng sốt, lập tức vẻ mặt vui mừng. Mau, mau chuyển vào đây. Ma Thu kín đáo cười, xoay người đi ra ngoài, nghĩ thầm rằng về sau có cơ hội tìm Hạ Tưởng nói, chính mình giúp hắn, để hắn nhớ kỹ mình thật là tốt, mới không uổng công dụng tâm của mình. Ma Thu trong lòng cũng biết, y sớm muộn gì sẽ ra ngoài, chức vụ thực thuộc cấp phó giám đốc sở hoặc giám đốc sở, mà Diệp Thạch Sinh cũng sẽ lui ra hoặc rời khỏi tỉnh Yến, lấy mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng tại tỉnh Yến và thành phố Yến, sớm một bước tạo quan hệ tốt với Hạ Tưởng chẳng những rất cần thiết, hơn nữa còn là việc cấp bách. Không đề cập tới tâm tư nho nhỏ của Ma Thu, lại nói Diệp Thạch Sinh vẻ mặt ý cười mà tiếp điện thoại, chỉ alo, một tiếng, lại lập tức vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Hạ Tưởng, cậu rốt cuộc làm chuyện gì vậy? Có còn coi tổ chức và kỷ luật là gì không hả? Đối với sự phê bình xối xả của Bí Thư Diệp, Hạ Tưởng hoàn toàn tiếp nhận. Bí Thư Diệp phê bình rất đúng, tôi xin nhận sai với ngài, quả thật là tôi làm không tốt, tuy nhiên do sự việc xảy ra bất ngờ, hơn nữa liên quan đến danh dự tập đoàn Tứ Ngưu, phải cẩn thận xử lý, cho nên tôi mới ẩn giấu, là không muốn bị quấy nhiễu từ bên ngoài, hiện tại trên cơ bản đã biết rõ chân tướng sự thật, tôi muốn trực tiếp gặp ngài để báo cáo một chút, ý của ngài là... Đã báo cáo với đồng chí Tăng Chu chưa? Cơn giận của Diệp Thạch Sinh vẫn còn sót lại chưa hết, liền hỏi một câu. Còn chưa kịp, sự việc vừa mới có kết quả, tôi liền trước tiên đến xin ngài chỉ thị. Ừ, Diệp Thạch Sinh ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng, ở tình huống làm ầm lên như mưa như gió, vào lúc ông tức giận với Hạ Tưởng nhất, Hạ Tưởng trước tiên hướng ông báo cáo công tác, mang đến cho ông tâm lý thỏa mãn thật lớn. Khiến cơn tức trong lòng lập tức tiêu hơn phân nửa, thầm khen Hạ Tưởng thật sự là một người trẻ tuổi biết làm việc, thủ đoạn để ông nguôi giận cũng vận dụng vô cùng thuần thục. Được rồi, cậu đến đây xem nào. Làm bí thư tỉnh ủy, cái muốn chính là cảm giác nắm trong tay tất cả mọi tình hình của tỉnh Yến. Ai cũng không muốn sau khi đã xảy ra sự kiện trọng đại, bí thư tỉnh ủy là người cuối cùng được biết, nếu bí thư tỉnh ủy mà như vậy thì thật sự là thất bại rồi. Nửa giờ sau, Hạ Tưởng xuất hiện tại văn phòng của Diệp Thạch Sinh, đi cùng hắn còn có trưởng phòng công an quận Hoàng Kiến Quân. So với sự thong thả đi bộ của, trấn tĩnh tự nhiên Hạ Tưởng, Hoàng Kiến Quân thì căng thẳng đầu đầy mồ hôi, hai chân phát run, bất an theo sát Hạ Tưởng, vừa căng thẳng lại kích thích và hưng phấn. Hay nói giỡn, nếu không nhờ Hạ Tưởng, với chức trưởng phòng công an quận nho nhỏ của ông ta, đừng nói nhìn thấy bí thư tỉnh ủy, bình thường ngay cả bí thư thành ủy cũng khó nhìn thấy. Chính là muốn gặp nhân vật số 1 công an thành phố là Tôn Định Quốc, cũng phải xếp hàng. Hiện tại sắp đích thân được gặp mặt người to nhất tỉnh, cũng là cán bộ lớn nhất được gặp từ lúc chào đời tới nay của ông, không căng thẳng mới là lạ. Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân đi vào văn phòng bí thư tỉnh ủy, khi đi ngang qua Ma Thu, Hạ Tưởng không quên gật gật đầu với Ma Thu, nói một câu. Thư ký Ma, có rảnh cùng nhau ngồi chút. Ma Thu trong lòng vô cùng vui mừng. Nhìn thấy bước đi bình ổn và vẻ tươi cười ung dung của Hạ Tưởng, y biết, thứ nhất, hắn không có mất công vô ích âm thầm giảng hòa thay Hạ Tưởng, thứ hai, Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, tuy rằng việc hôm nay dường như làm hơi quá mức, không quá dựa vào chuẩn mực chung, nhưng hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau để có thể thong dong xong việc, từ vẻ mặt của hắn là có thể nhìn ra, để bí thư Diệp vừa lòng chỉ là một trong số đó, phỏng chừng Hạ Tưởng còn có thể đưa ra tin tức khiến bí thư Diệp rất là khiếp sợ. Ma Thu không hổ là thư ký số 1 tỉnh Yến, ánh mắt cũng rất nham hiểm, Hạ Tưởng đi vào văn phòng Diệp Thạch Sinh không lâu, chợt nghe đến tiếng Diệp Thạch Sinh do không kìm nổi giận dữ mà đập bàn, sau đó giọng lại hạ xuống, cụ thể nói chuyện gì, Ma Thu không nghe được, cũng không dám đi nghe. Nhưng y biết, có một số người gặp phải xui xẻo. Điều Ma Thu đoán chỉ là một góc núi băng, cũng chỉ là một phần nhỏ chân tướng mà Hạ Tưởng lộ ra cho bí thư Diệp, bên trong bố cục khổng lồ của Hạ Tưởng. Chỉ có thể công khai một phần, không thể công khai toàn bộ,
nhưng cũng thông qua một cuộc họp báo cực kỳ lớn hiếm thấy, gián tiếp mà hàm xúc mà công bố ra ngoài. Buổi chiều 3 giờ 30 phút, điện thoại trên bàn làm việc Phó Tiên Phong kêu dồn dập, là Lý Hàm điện thoại tới. Tiếng nói của Lý Hàm và tiếng chuông điện thoại đều dồn dập giống nhau, rất bức thiết. Thị trưởng Phó, tập đoàn Đạt Tài đang ở khách sạn Hào Môn mở cuộc họp báo. Chương 746, Dương Đông kích Tây. Phó Tiên Phong bực bội mà ngắt lời Lý Hàm. Tập đoàn Đạt Tài thường xuyên mở họp báo, có gì mà phải ngạc nhiên? Tâm tình đã vô cùng buồn bực, gã làm sao có tâm tình nghe cuộc họp báo gì đó của tập đoàn Đạt Tài, hiện tại gã quan tâm nhất chính là Hạ Tưởng khi nào hiện thân, rốt cuộc là Đàm Quảng Hồng bị Hạ Tưởng hỏi được gì, Hạ Tưởng sẽ làm thế nào từ cái chết của Tiếu Lão Tuyền, để phản công gã. Vấn đề tập đoàn Đạt Tài, không phải trọng điểm để gã quan tâm, hơn nữa gã cũng không có nghĩ chi tiết, trực tiếp mắng Lý Hàm. Ông làm chủ tịch quận như thế nào vậy? Theo dõi không được Hạ Tưởng cũng không sao. Ngay cả phòng công an quận cũng không có người của mình, triển khai công tác ở quận Hạ Mã như thế nào đây? Nếu ở bên cạnh Hoàng Kiến Quân xếp người của mình vào, hiện tại không đến mức ngay cả một điểm Hoàng Kiến Quân đi nơi nào cũng không rõ ràng, hai mắt mờ mịt. Lý Hàm vốn là muốn báo cho Phó Tiên Phong hành động trọng đại mới nhất của tập đoàn Đạt Tài, lại bị Phó Tiên Phong dạy bảo, ý nghĩ nóng lên mà phản bác nói. Thị trưởng Phó, ông nói lời này tôi không đồng ý. Năm đó khi Bí Thư Hạ là chủ tịch quận, trưởng phòng Hoàng đã đến gần với hắn rồi, hiện tại hắn là Bí Thư, công an quận cũng bị Hoàng Kiến Quân tổ chức bền chắc như thép, tôi lại chỉ là chủ tịch quận, xếp người vào sao được. Nói cách khác, nếu tôi là Bí Thư, tình huống khả năng sẽ đỡ một chút, nhưng hiện tại, tôi lại không quản lý nhân sự. Lý Hàm ngụ ý là Bạch Chiến Mặc là nhân vật số 1 còn bại trước Hạ Tưởng, gã hiện tại là nhân vật số 2, khi đảm nhiệm chủ tịch quận. Hạ Tưởng đã ở quận Hạ Mã đứng vững vàng, gã muốn phá vỡ cục diện thì cực kỳ gian nan. Cũng âm thầm châm chọc Bạch Chiến Mặc vô năng, cũng có ý nói bóng gió Phó Tiên Phong. Lý Hàm cũng là có bất mãn với Phó Tiên Phong, hôm nay bị Phó Tiên Phong chưa gì đã giáo huấn vài câu, khó tránh khỏi cơn tức bốc lên, nhất thời khó chịu liền phát tiết ra. Phó Tiên Phong không nghĩ tới Lý Hàm cũng dám chống đối mình, nhất thời tức giận đến mức nói không ra lời, sửng sốt một lát. Cảm thấy cùng Lý Hàm lý luận hay khắc khẩu đều là mất thân phận, không nói hai lời kẹt, một tiếng tắt luôn điện thoại. Điện thoại vừa mới tắt xong, liền dồn dập vang lên. Phó Tiên Phong nghĩ là Lý Hàm, cố ý không nghe. Không ngờ điện thoại kêu không ngừng, gã liền nhìn thoáng qua số gọi đến, lập tức nín thở, hóa ra là Nguyên Minh Lượng gọi. Liền vội vàng nghe điện thoại. Minh Lượng, xảy ra chuyện gì? Tập đoàn Đạt Tài ở khách sạn Hào Môn mời dự cuộc họp báo rất lớn, gần như toàn bộ giới truyền thông trong tỉnh đều tới, còn có phóng viên các báo quốc gia thường trú ở tỉnh Yến toàn bộ đều đến đông đủ, thanh thế rất lớn. Làm sao lại là tin cuộc họp báo của tập đoàn Đạt Tài? Phó Tiên Phong bỗng chốc còn chưa định thần lại, chưa kịp hỏi thêm gì, thì nghe Nguyên Minh Lượng lại thở gấp gáp mà nói. Theo tin tức tin cậy nói, tập đoàn Đạt Tài muốn tuyên truyền chiến lược lớn ở quận Hạ Mã. Tôi chỉ hỏi thăm được một ít tình huống cơ bản, nhưng có thể khẳng định, một khi thực thi, tuyệt đối là tai ương ngập đầu cho chúng ta. Phó Tiên Phong mới hiểu được gì đó nên hỏi. Tập đoàn Đạt Tài là muốn tái đầu tư bất động sản. Không chỉ là đầu tư bất động sản, là khái niệm lớn, đầu tư lớn, khoản kinh phí lớn của sản nghiệp bất động sản trên ý nghĩa rộng khắp. Giọng nói của Nguyên Minh Lượng dồn dập mà chứa đầy tuyệt vọng. Tất cả đều là nhằm vây quét kế hoạch mua đi bán lại của chúng ta, là đả kích mang tính tiêu diệt, là đè sụp cây rơm cuối cùng trong sự sạt lở giá nhà. Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Phó Tiên Phong, phù, một tiếng rồi đứng lên, tâm tư của gã hoàn toàn bị cuốn hút vào chuyện Hạ Tưởng mất tích và bắt đi Đàm Quảng Hồng, luôn nghĩ Hạ Tưởng sẽ làm gì trong sự kiện của tập đoàn Tứ Ngưu, không nghĩ tới, Hạ Tưởng chưa lộ diện, đầu tiên đã xuất chiêu với Thương mại Trường Cơ. Kế Dương Đông kích Tây quá giỏi. Phó Tiên Phong thầm kêu một tiếng giỏi, ngay cả gã đều có chút khâm phục thủ đoạn của Hạ Tưởng, xuất quỷ nhập thần, không chút khoa trương mà nói, gã từ thủ đô rồi đến thành phố Yến, tiếp xúc vô số cán bộ lớn nhỏ, trải qua đấu tranh chính trị cũng không ít, còn chưa từng gặp ai có bố cục và thủ đoạn sâu xa không lường được như Hạ Tưởng. Mấu chốt còn ở chỗ thủ đoạn của Hạ Tưởng không chỉ làm cho người ta khó lòng phòng bị. Còn ở trong bố cục rất tinh diệu cùng với sát chiêu ùn ùn của hắn, vào lúc nhìn như sơn cùng thủy tận, như đã hết chiêu, thì lại có kế sách thi triển làm cho người ta hoa cả mắt,
không thể không khâm phục trí tuệ chính trị của Hạ Tường, quả thật không ai có thể bằng. Ít nhất ở trong tầm mắt Phó Tiên Phong, ở trong đám bạn cùng lứa tuổi, không ai có thể so trí tuệ chính trị với Hạ Tường được. Làm đối thủ, Phó Tiên Phong cho dù căm hận Hạ Tường, nhưng cũng không thể không khâm phục Hạ Tường luôn luôn có cây bút thần. Bán tháo, giảm giá, xúc tiến tiêu thụ, mặc kệ làm thế nào, dùng hết mọi phương pháp, tận khả năng mà xả hết các khu chung cư trong tay, dựa theo ưu thế tuyệt đối đã khống chế trên 70% khu chung cư của quận Hạ Mã và thực lực của chúng ta, không tin một mình tập đoàn Đạt Tài có thể đem chúng ta hoàn toàn đánh bại. Nếu Hạ Tưởng là vì rời đi sự chú ý của gã, thừa cơ lợi dụng tập đoàn Đạt Tài cho thương mại Trường Cơ một đòn cuối cùng, như vậy Phó Tiên Phong còn có thể thả lỏng một hơi, suy cho cùng Hạ Tưởng có thêm đầu óc chính trị, chuyện buôn bán, không giống chuyện chính trị mà dễ thao túng, chính trị có thể hợp tung liên hoành, có thể mượn lực đẩy lực, mà đối mặt với sự cạnh tranh buôn bán trên thị trường, mấu chốt quyết định thắng bại vẫn là do thị trường định đoạt, do người tiêu dùng. Phó Tiên Phong còn muốn nói thêm vài câu nữa, không ngờ Nguyên Minh Lượng vội vàng mà nói một câu. Tôi nghe điện thoại, chắc là có tin tức quan trọng từ cuộc họp báo, trong chốc lát gọi lại cho ông. Rồi trực tiếp tắt điện thoại. Nguyên Minh Lượng dám chủ động tắt điện thoại với gã. Cho dù Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng là quan hệ hợp tác, nhưng từ khi đảm nhiệm Phó Bí Thư đến nay, rồi đến thị trưởng thành phố, còn chưa từng có ai dám chủ động tắt điện thoại với gã, khiến cho gã cảm thấy trên mặt không vẻ vang, đồng thời trong lòng cũng rất bất mãn. Nguyên Minh Lượng gần đây hơi tí chuyện bé xé ra to, một chút gió thổi cỏ lay của tập đoàn Đạt Tài gã đã sợ tới mức không dám xem thường, thật là có chút thần hồn nát thần tính. Phó Tiên Phong không rõ chính là, về khả năng nắm bắt thị trường, hay độ mẫn cảm với hướng đi của thị trường, Nguyên Minh Lượng so với gã là kiến thức rộng rãi hơn, cũng so với gã phán đoán chuẩn xác hơn, bởi vì Nguyên Minh Lượng quả thật đoán đúng rồi, cuộc họp báo của tập đoàn Đạt Tài là một mồi lửa. Chính là để châm vào quả bom có uy lực lớn của thị trường bất động sản quận Hạ Mã, chỉ mấy giờ sau khi tin tức buổi chiều phát đi, tuyết lở bắt đầu xuất hiện. Đợi ngày mai lần lượt xem báo, sẽ dẫn phát giá cả các khu chung cư của thương mại Trường Cơ giảm mạnh và sẽ đẩy giá nhà quận Hạ Mã về tới mức bình thường. Đâu chỉ là bom, mà phải là bom nguyên tử. Bên trong đại sảnh khách sạn Hào Môn, chật kín người, phóng viên truyền thông tin tức tụ tập cùng một chỗ. Đều túm năm tụm ba mà cùng một chỗ, đều bàn tán, đều đoán không được rốt cuộc tập đoàn Đạt Tài có tin tức lớn gì muốn tuyên bố, nhưng nhìn đến tình thế trước mắt chưa bao giờ gặp qua, chẳng những tất cả giới tin tức truyền thông cấp quan trọng của tỉnh Yến đến đông đủ, ngay cả phóng viên, trưởng chi nhánh các báo quốc gia thường trú ở tỉnh Yến đều xuất động, cũng có tổng biên tập Tân Hoa xã thường trú tỉnh Yến tự mình đến hiện trường. Có thể thấy được nhiều phe, thực lực mạnh, không giống bình thường. Cũng chính là tập đoàn Đạt Tài mới có quả cảm như vậy, thay là công ty khác, ai cũng không mời được nhiều nhà truyền thông lớn như vậy tề tụ. Đương nhiên cũng có bao người biết một chút nội tình trong lòng biết rõ, tập đoàn Đạt Tài càng lợi hại, lại có thực lực, cũng chẳng mời được tổng biên tập Tân Hoa xã thường trú tỉnh Yến tự thân xuất mã, khẳng định sau lưng còn có cao nhân mới đúng. Cố Tăng lẳng lặng mà ngồi ở phía trước bàn chủ tịch, nhìn cảnh tượng náo nhiệt hôm nay, trong lòng cảm khái vô cùng. Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi không đến 30 tuổi, tình huống hôm nay lớn như vậy, người không biết còn tưởng là trận thế của tập đoàn Đạt Tài, trên thực tế trong lòng ông lại biết rõ, lực ảnh hưởng của tập đoàn Đạt Tài chỉ có mức độ, hơn nữa nhờ mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng mới được rầm rộ như trước mắt. Nếu không dựa vào một mình tập đoàn Đạt Tài, chắc chắn không có được sức kêu gọi nhiều người ủng hộ như vậy. Hạ Tưởng khi gọi điện thoại cho ông đã giải thích, hôm nay có việc cần báo cáo với Bí Thư Diệp. Sẽ không xuất hiện tại hiện trường, nên mời ông lộ diện cổ động, chỉ cần một lúc là được. Cố Tăng vui vẻ đáp ứng, có chút việc nhỏ, thể diện người khác có thể không cho, thể diện của Hạ Tưởng là phải nể. Vốn Cố Tăng nhiều ít cũng có tâm lý tự đắc, cho rằng mình xuất hiện có thể làm cuộc họp báo rạng rỡ không ít, hiện tại mới biết được, tuy rằng thân là tổng biên tập báo Tân Hoa xã thường trú tỉnh Yến, nhưng mấy người có mặt ở đây không ít là trưởng chi nhánh báo quốc gia thường trú tỉnh Yến. Cho dù cấp bậc và quyền lực của trưởng chi nhánh so sánh với ông có một chút chênh lệch, nhưng có thể đồng thời triệu tập hơn phân nửa trưởng chi nhánh các báo quốc gia hội tụ như thế, lực ảnh hưởng này cũng không phải là nhỏ. Bình thường mà nói, các trưởng chi nhánh của báo vốn đều làm theo ý mình, cho dù ban tuyên giáo tỉnh ủy triệu tập bọn họ họp, cũng chưa chắc có một nửa số người đến trình diện. Từ trước đến nay phóng viên báo quốc gia thường trú các địa phương đều mắt cao hơn đầu, đối với cơ cấu quyền lực của địa phương cũng không chú ý lắm.
rất có tư thái đi và đến đều một mình, có thể làm cho bọn họ không hẹn mà cùng đồng thời xuất hiện tại hội trường, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Mã Tiêu cũng không dám dõng dạc nói gã nhất định làm được. Cố Tăng rõ ràng hơn, ông cũng không thể. Nhưng Hạ Tưởng lại làm được, khiến cho ông âm thầm tán thưởng mối quan hệ vừa phức tạp vừa khổng lồ của Hạ Tưởng, đã vượt xa con người truyền thông lão luyện như ông rồi. Giữa chính trị và truyền thông, là quan hệ sống nhờ vào nhau, cũng là quan hệ chế ước lẫn nhau. Giữa truyền thông trung ương và chính quyền địa phương, cũng là quan hệ dựa vào nhau và chế ước lẫn nhau. Chính xác mà nói, chính quyền địa phương có thể không nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông trung ương thường trú tại địa phương, nhưng phóng viên thường trú ở địa phương cũng có thể đưa nhiều tin tiêu cực của chính quyền địa phương. Cho nên chuẩn xác mà nói, phóng viên thường trú ở địa phương chế ước với chính quyền địa phương tương đối nhiều một ít. Có thể mời được hơn phân nửa phóng viên thường trú ở địa phương, mặc kệ bọn họ là nể mặt ai mà đến, tình huống hôm nay cũng đủ ghi vào sử sách tỉnh Yến. Ít nhất sau khi Mã Tiêu biết, khẳng định sẽ không vẻ vang, trong lòng xấu hổ. Cố Tăng âm thầm nghĩ, cũng đắc ý một chút. Mã Tiêu là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy thì làm sao, hiện tại chẳng những không thể làm gì ông, chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy của gã làm cũng không được tốt lắm rồi, còn không bằng Hạ Tưởng. Cái chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy lực kêu gọi lớn, cảnh tượng trước mắt rơi vào trong tai Mã Tiêu, gã có thể tức giận đến ngay cả cơm cũng ăn không vào hay không? Cố Tăng thật đã đoán đúng rồi, sau 2 giờ đồng hồ, Mã Tiêu đang họp ở nơi khác mới biết tình hình sôi nổi ở khách sạn Hào Môn, khi ông ta thông qua con đường lấy được một bản danh sách truyền thông dự họp, sau khi chăm chú nhìn 5 phút đồng hồ, không bỏ sót từng cái mà xem hết lượt, sau đó sắc mặt xanh mét, một lời không nói mà ngồi ngây người lúc lâu. Đến buổi tối, quả nhiên là tức đến mức không nuốt nổi cơm. Vấn đề của Mã Tiêu tạm thời không đề cập tới, lại nói sau khi toàn thể phóng viên đến đông đủ, trên bàn người chủ trì cuộc họp thoát cái có một người xuất hiện, lập tức khiến cho một trận sao động, Thu Viên, không ngờ là Thu Viên. Mọi người có mặt tuy rằng đều là phóng viên tin tức, nhưng người thực sự gặp qua Thu Viên số lượng cũng không nhiều lắm. Thu Viên tuy rằng cuộc sống cá nhân không thể nói ra ngoài, nhưng hình tượng công chúng của cô rất không tồi. Là đúng kiểu người mà quần chúng yêu thích, bởi vậy cô vừa hiện thân, liền tạo ra một sự xáo động không nhỏ. Nhất là hôm nay Thu Viên trang điểm kỹ càng, quần áo lễ phục, kiều diễm động lòng người, ở dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, chậm rãi lên đài, giống như tiên giáng trần, hiệu quả thị giác từ mỹ nhân lại thêm vào rất có sức va đập. Sau khi hóa trang Thu Viên lại có khuôn mặt tinh mỹ như bức tranh, cũng có điểm mê hoặc quyến rũ chúng sinh, lập tức hội trường lặng ngắt như tờ. Lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Thu Viên cảm thấy được sự thỏa mãn rất lớn, cô liên tiếp xoay người chào hỏi, khẽ mở môi son. Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, có thể ở buổi tuyên bố hôm nay gặp mặt gần gũi mọi người, tôi rất vui. Hơn nữa hôm nay tôi được tập đoàn đạt tài ủy thác, chủ trì cuộc họp báo hôm nay, càng là vinh hạnh của tôi. Đầu tiên tôi tuyên bố nội dung chính của cuộc họp báo hôm nay. Thu Viên hôm nay lên sân khấu làm chủ trì, cũng do Hạ Tưởng cố ý an bài. Quả nhiên là một công đôi việc, vừa giành được sự hoan nghênh của các vị khách đến, lại khiến Thu Viên như ý nguyện mà trơ trội, có thể nói tự chọn theo như nhu cầu của mình. Thu Viên cũng vô cùng vui vẻ, có thể vì Hạ Tưởng xuất lực, có thể được Hạ Tưởng ủy thác trọng trách, khiến cô tâm tình rất tốt, cho rằng rốt cục được Hạ Tưởng xem trọng một chút, coi như là cô cảm thấy mỹ mãn một lần. Tâm tình một khi tốt. Nét mặt liền tỏa sáng, nhất cử nhất động liền càng thêm mê người. Hôm nay đề tài thảo luận chủ yếu của cuộc họp báo là tập đoàn đạt tài bắt tay bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Nam Tân, bất động sản Quảng Hạ, chung sức tạo ra vườn sinh thái vạn mẫu, dựa vào sản nghiệp bất động sản, dựa vào bố cục và sức hấp dẫn trước nay chưa có, ở chỗ giao giới giữa vùng núi phía tây quận Hạ Mã và sông Hạ Mã, đầu tư 5 tỷ tệ dựng lên ở thành phố Yến một vườn sinh thái. Dốc hết sức vì nhân dân thành phố Yến xây dựng tân gia viên tân tiểu khu, hài hòa, giá ổn định. Sinh thái, tuyệt đẹp, là mục tiêu mới, khẩu hiệu mới của tập đoàn đạt tài và 4 công ty bất động sản liên minh đưa ra. Nếu nói vừa rồi sự tuyệt đẹp kinh người của Thu Viên lên sân khấu làm cho người ta cảm giác ngạc nhiên, vậy thì tin tức Thu Viên vừa mới tuyên bố làm cho người ta cảm giác là khiếp sợ và khó có thể tin. Vào lúc thị trường bất động sản quận Hạ Mã lâm vào khốn cảnh và tạm dừng, thì tập đoàn đạt tài lại liên minh 4 công ty ở quận Hạ Mã có lực ảnh hưởng, lấy đất hoang ở phía tây quận Hạ Mã, đưa ra khái niệm sản nghiệp bất động sản, phát triển tiểu khu chung cư vườn sinh thái vạn mẫu, đây là loại khí phách và quyết tâm nào,
và là tin tức kinh người ra sao. Lập tức có phóng viên tài chính và kinh tế tỉnh lại, tập đoàn Đạt Tài làm vậy, là khiêu chiến nghiêm trọng đến trật tự thị trường bất động sản hiện tại của quận Hạ Mã, là một đòn vào đầu triệt để đổ vào giá cả của bất động sản hiện có, là ngăn chặn giá nhà đất tăng lên phi lý ở quận Hạ Mã hiện tại. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người nghi ngờ khó hiểu, giá nhà của quận Hạ Mã tăng lên, mấy công ty bất động sản cũng là thu được lợi ích, bởi vì có khu chung cư của bọn họ ở trong, bọn họ làm thế này khác nào gậy ông đập lưng ông, rốt cuộc có mục đích gì? Vấn đề quan tâm của các phóng viên ở đây không phải rốt cuộc mấy công ty bất động sản muốn như thế nào, bởi vì bọn họ là phóng viên, hơn nữa đại bộ phận là phóng viên tin tức, không phải phóng viên tài chính và kinh tế, cũng không thích đào móc giá trị tin tức sau lưng. Bọn họ chỉ cần biết tin tức vừa mới nghe được làm người ta khiếp sợ và là có thể đặt ở trang nhất là được rồi. Lập tức bọn họ đều giống như cá mập khi ngửi được mùi máu tươi, đều há to miệng, mở to hai mắt, mỗi người hai mắt sáng lên. Trên đầu đổ mồ hôi, trong lòng hô to, kiếm được rồi, hôm nay quả nhiên không đến vô ích. Nếu bỏ lỡ tin tức lớn hôm nay, thật đúng là bọn họ không làm tròn bổn phận. Không ít phóng viên tin tức đã nghĩ ở trong đầu tiêu đề sự kiện tin tức hôm nay, có người nghĩ là vườn sinh thái vạn mẫu của tập đoàn Đạt Tài thế thủ chỗ nào? Có người thì lại nghĩ vườn sinh thái vạn mẫu, năm công ty quan trọng liên kết, là hành vi của xí nghiệp hay của chính quyền? Còn có người tiêu đề rất sắc bén, và ý vị sâu xa. Mục đích thực sự của tập đoàn Đạt Tài ở đâu, chỗ nào? Bình ổn giá nhà vì chính quyền? Hay là mượn cơ hội tái tạo một quận Hạ Mã, cho xứng đáng cái tên, Hồng Đỉnh Thương Nhân. Rất nhiều, có thể đoán được là, ngày mai các báo chí lớn, chỉ cần tiêu đề tin tức đã đủ để dâng lên một trận cuồng phong thổi quét toàn bộ quận Hạ Mã, không, phải là toàn bộ thành phố Yến thậm chí toàn bộ tỉnh Yến. Bên dưới, Thu Viên cười duyên dáng, vô cùng vừa lòng với phản ứng của mọi người bên dưới, trong lòng càng vui vẻ dập dềnh. Nhưng lại mang vẻ mặt ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, lời nói không làm kinh động người khác thì chết không cam lòng còn nói. Quy hoạch chi tiết và chiến lược cụ thể, tôi không thể nói rõ được, phía dưới xin mời chủ tịch tập đoàn Đạt Tài ông Thành Đạt Tài, nắm tay 4 vị chủ tịch 4 công ty, đích thân tới hội trường, giới thiệu cho mọi người chi tiết tình trạng khu nhà ở vườn sinh thái. Mọi người hoan nghênh. Trong nháy mắt, hội trường liền thất thần, đầu óc mọi người dường như đều đồng thời ngừng hoạt động cái gì. Thành Đạt Tài đích thân tới thì không tính rồi, còn cùng 4 công ty lên sân khấu. Cùng ngành là oan gia, nhiều người tham gia vô số cuộc họp báo, chưa từng có chuyện mấy công ty cùng lên sân khấu tuyên bố một việc. Hôm nay thật sự là mở rộng ra tầm mắt, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Có phóng viên nể bằng hữu quá nên không thể không tới, chuẩn bị lộ diện một tí sau liền chuồn mất, không nghĩ tới sự kiện tin tức hôm nay. Sự đặc sắc còn lớn hơn tất cả các cuộc họp báo đã từng tham gia trong mười mấy năm trước gộp lại, thật sự là niềm vui bất ngờ vô cùng lớn. Tất cả mọi người ngừng hơi thở, chỉ thấy ánh điện tối sầm lại, lập tức lại sáng lên, sau sân khấu đi ra 5 người, dẫn đầu chính là Thành Đạt Tài, sau đó là Chủ tịch Bất Động Sản Thiên An Tôn Hiện Vĩ, Chủ tịch Bất Động Sản Giang Sơn Tiêu Ngũ, Chủ tịch Bất Động Sản Quảng Hạ Lý Thấm và Chủ tịch Bất Động Sản Nam Tân Tề Á Nam. Trong 5 người, ngoại trừ Thành Đạt Tài gần 50 tuổi ra, còn mấy người kia thì lớn nhất là Tôn Hiện Vĩ cũng chỉ 30 tuổi, mà Tiêu Ngũ, Tề Á Nam và Lý Thấm không đến 30 tuổi, đang là độ tuổi phong nhã hào hoa, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, chỉ vừa ra sân khấu, lại khiến cho tình hình một mảnh sao động. Rất kinh ngạc, rất đặc sắc, rất làm cho người ta không kịp nhìn, tâm tư tất cả mọi người là giống nhau, đã nghiện, cuộc họp báo hôm nay, thật sự là đến đúng rồi, ai không đến chính là ngu ngốc. Đương nhiên, ngu ngốc bởi vì không tới, bởi vì không có tận mắt nhìn thấy trước mắt, còn trầm mê trong sự giả dối bọn họ không phải ngu ngốc. Lý Thấm vừa ra sân khấu, tuy rằng không đến mức lập tức đem sự kinh diễm của Thu Viên áp chế, cũng là hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Chương 747, cuộc họp báo mở ra cục diện mới. Ở đây phóng viên phần lớn là người trẻ tuổi trên dưới 30 tuổi, có một nửa là thanh niên chưa vợ, một nửa khác tuy rằng đã kết hôn. Nhưng bởi vì bà xã không ở bên cạnh, là hưởng thụ đãi ngộ như thanh niên chưa vợ, chợt thấy xinh đẹp, Lý Thấm giỏi giang không ngờ là chủ tịch của bất động sản Quảng Hạ thần bí, liền càng làm cho bọn họ hai mắt phóng điện, nhìn chằm chằm vào ba vòng của Lý Thấm không tha, đều đang âm thầm đoán, Lý Thấm rốt cuộc là người ra sao, tuổi trẻ đã có hàng tỷ, là cố gắng của cá nhân.
hay là sau lưng có ông chủ thần bí. Đương nhiên, càng có không ít người quan tâm vấn đề cá nhân của Lý Thấm, có bạn trai chưa, kết hôn chưa, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, v.v. Tóm lại tin tức hôm nay mang đến cho người ta sự kinh ngạc và niềm vui bất ngờ quá nhiều rồi, khiến tất cả phóng viên ở đây có người đầu óc thiếu oxy, có người đầu óc chập mạch hết, còn có người mở laptop ra, số hiệu như bay, cũng nhiều người giơ máy ảnh lớn lên, nhắm chuẩn Lý Thấm mà chụp lia lịa. Năm vị chủ tịch, Thành Đạt Tài tuy rằng thành danh rất sớm, người ở đây không ai không biết, nhưng những năm gần đây Thành Đạt Tài du rú trong nhà, cực ít lộ diện, muốn tận mắt thấy ông ta đều không phải là chuyện dễ. Bất động sản Thiên An năm gần đây tuy rằng phát triển nhanh, nhưng chủ tịch Tôn Hiền Vĩ cũng không biết là đối nhân xử thế khiêm tốn hay là nguyên nhân khác, rất ít ở trước mặt công chúng xuất đầu lộ diện, rất nhiều phóng viên tiến hành tìm kiếm mà không thể được. Về phần chủ tịch bất động sản Giang Sơn Tiêu Ngũ, lại tồn tại như câu đố, rất nhiều phóng viên chỉ nghe danh không thấy người. Mà gần nhất mới nổi danh bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ, Tề Á Nam thì còn nói được một chút, một số người ở tỉnh Yến biết lai lịch của y, nhưng đối với Lý Thấm, rất nhiều người đừng nói biết cô thế nào, ngay cả cô là nam hay là nữ đều không rõ lắm. Không ngờ thật không ngờ, hôm nay một cuộc họp báo, đã đem mấy vị chủ tịch thần bí nhất khó nhìn thấy nhất của tỉnh Yến một lưới bắt hết, thật sự là cao trào cực kỳ hiếm thấy, hừ, rất nhiều phóng viên tin tức từ khi hành nghề tới nay lần đầu tiên gặp được cao trào của cuộc họp báo. Thành Đạt Tài vẻ mặt mỉm cười, đi vào trước sân khấu, bốn người kia sắp xếp đứng ở phía sau cách ông 2 mét. Thành Đạt Tài đầu tiên là gật đầu chào, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới mấy người phía sau, cười giới thiệu. Tôi là Thành Đạt Tài, chắc hẳn các vị có mặt ở đây có không ít người nghe nói qua tôi, cũng gặp qua tôi, sẽ không cần giới thiệu nhiều, mọi người có lẽ nên đem ánh mắt nhìn vào bốn vị ở phía sau tôi đây, họ mới là những tinh anh trong buôn bán, mới là tương lai, cùng một chỗ với họ, tôi cảm thấy áp lực. Bất chợt dừng lại, tất cả mọi người bị Thành Đạt Tài nhem thèm, ông ta mới cười nói. Họ trẻ tuổi, tài năng, xinh đẹp, đứng chung một chỗ với họ, tôi chỉ có thể sử dụng sự thành thục để che giấu đi sự già nua của tôi. Ha ha! Mọi người cười vang, đều bị sự dí dỏm lý thú của Thành Đạt Tài chọc cười, đương nhiên cũng có nhiều người sau khi cười xong cũng biết rõ, Thành Đạt Tài của hôm nay, tinh thần rạng rỡ, tâm tình tốt, có thể thấy được sự hợp tác và cuộc họp báo hôm nay, tuy rằng long trọng, nhưng thoải mái mà hài hước, chứng minh lần này năm công ty liên kết, hiển nhiên đã sớm ở phía sau đạt được sự nhất trí hoàn toàn. Thành Đạt Tài cũng nhẹ nhàng cười. Trở lại chuyện chính, hôm nay mời mọi người đến, chính là muốn tuyên bố một quyết định, tập đoàn Đạt Tài quyết định bỏ vốn 3 tỷ, bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ liên hợp bỏ vốn 2 tỷ, tụ tập nhau lại, dắt tay cùng làm ăn, ở cổng chào của quận Hạ Mã và sông Hạ, ở bên trong núi Hoang phía Tây. Dựa vào núi mà xây dựng khu nhà ở lục hóa sinh thái vạn mẫu, vì hạnh phúc của nhân dân thành phố Yến, vì giá nhà đất cuồng nhiệt của quận Hạ Mã mà hạ nhiệt độ. Thành Đạt Tài nói năng có khí phách, từng lời làm kinh ngạc người khác. Khu nhà ở lục hóa sinh thái có ưu điểm là, gần quận Hạ Mã, lưng dựa vào Thái Hành Sơn, có vườn cây ăn quả, có suối, có cảnh sắc tĩnh mịch, có không khí mát mẻ, càng chủ yếu là, có nhà giá rẻ. Bên trong khu nhà ở chẳng những có biệt thự, có khu vườn sinh thái, có lục hóa thiên nhiên, có nhà tiết kiệm năng lượng, thông minh, có tiểu khu tình thú, có nông gia viện, cũng có chỗ giá rất thấp lên giá nhưng không vượt qua 2.000 tệ. Tiền cảnh tốt đẹp nếu cần phải trả với cái giá đắt đỏ, giá trị tốt đẹp sẽ đại suy giảm, cảm giác chờ mong sẽ giảm thấp xuống hơn phân nửa. Bởi vì thứ không chiếm được có tốt đẹp cũng chỉ là lâu đài trên không, tập hợp các khu chung cư lớn trở thành một khu nhà ở sinh thái. Mặc dù cách nội thành có chút xa xôi, nhưng nếu giá cả đủ thấp, hơn nữa sau khi đã hình thành hiệu ứng quy mô, có thể hướng dẫn trung tâm quận Hạ Mã rời tới hướng Tây, bởi vậy, sự lên giá của Thành Đạt Tài không vượt qua 2.000 tệ mới là sự quan trọng trong những thứ quan trọng nhất của mọi khâu. Một lời nói ra, lập tức không khí liền càng náo nhiệt. Thử nghĩ, chỉ cần lộ trình xe 30 phút đi về phía Tây, ở một nơi non xanh nước biếc, một nơi thiên nhiên gần gũi có hoa có cỏ có vườn trái cây. Có núi non, nước chảy, cây cối bao quanh, có một khu nhà ở lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa mỗi m2 chỉ có khoảng 2.000 tệ đây không phải sự thật, đây là giấc mộng của mỗi người từng mơ, đồng thoại trong lý tưởng, ngôi nhà trong ảo tưởng, nhưng hiện tại, giấc mộng đã thành sự thật,
do Thành Đạt Tài tự mình ngay tại đây tuyên bố sắp tới long trọng khởi công. Hiệu quả kinh ngạc lòng người như thế, giá cả ngoài dự đoán mọi người như thế, cảnh tượng xúc động lôi cuốn như thế, tuyệt đối đáng được vĩnh viễn ghi nhớ. Vĩnh viễn ghi nhớ, còn có những lời tiếp theo mà Thành Đạt Tài chậm rãi nói ra. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi từng có một giấc mộng, phải ở trong một căn phòng lớn, phải có một cái sân rộng, trước cửa phải có cây, dưới cây phải có sông, bờ sông phải có hoa cỏ. Mùa hè, tôi có thể ở dưới bóng cây hóng mát, mùa đông, tôi có thể ở bờ sông ngắm tuyết. Mùa xuân và mùa thu, tôi có thể ở trong sân phơi nắng. Bởi vì lúc còn nhỏ nhà tôi vô cùng nghèo, một nhà hơn 10 người ở cùng một chỗ, không gian sinh hoạt hạn chế, chỉ có thể mơ mộng để mang hy vọng cho mình. Sau khi lớn lên, tôi vẫn nhớ về giấc mộng khi còn bé, lúc bắt đầu kinh doanh, không chút do dự mà tiến vào ngành bất động sản, vì muốn hoàn thành giấc mộng ngày xưa. Đúng vậy, hiện tại tôi đã làm được, có biệt thự, có sân vườn, có hoa cỏ, có cây ăn quả, tiếc nuối duy nhất là không có sông. Hiện tại thì tốt rồi, có khu nhà ở sinh thái vạn mẫu, toàn bộ giấc mộng đều sẽ được hoàn thành. Ha ha! Tất cả mọi người đều hiểu ý mà cười. Tuy nhiên sau khi cười xong, cảm giác trong lòng lại nặng trịch. Mặc kệ là quan lớn quyền quý, hay là tỷ phú, không phải ai từ nhỏ đã là quan lớn và tỷ phú, cũng từng có nhiều năm bần cùng, cũng từng có giấc mộng và mong ước. Chỉ có điều làm một người từ thiếu niên đi đến trung niên, sau khi từ bần cùng biến thành tỷ phú, ai còn nhớ rõ giấc mộng và mong ước lúc trước? Ai sẽ có lý tưởng và niềm tin đồng cam cộng khổ? Làm giàu bất nhân, là chỗ thiếu sót lương tâm tập thể của các công ty trong nước. Có bao nhiêu công ty nắm giữ hàng tỷ của cải, hướng thế nhân khoe ra khu nhà cao cấp và xe đẹp, chiếc đồng hồ vàng, thậm chí là cái túi xách giống bao tải lại giá trị hơn 100.000 tệ. Nhưng không ai so sánh với nhau người làm công ích nhiều nhất, ở trong nước công ty nào làm từ thiện lớn nhất. Không so từ thiện so xa hoa, không so thiện lương so giàu nhanh, là giấy thông hành của người tầm thường, là tính chung của các công ty mất đi đạo đức tập thể, lại càng không cần nhắc đến có những thương nhân lợi dụng thủ đoạn không hợp pháp để lập nghiệp, những dính dáng, buôn bán phi pháp, thậm chí lừa bán người dân, buôn lậu, buôn thuốc phiện và không chuyện ác nào không làm. Mà người biết rõ sơ yếu lý lịch của Thành Đạt Tài đều biết rằng, Thành Đạt Tài luôn là một trong 10 nhà từ thiện lớn nhất cả nước, hàng năm tiền quyên góp đều là nổi bật trong các công ty, nằm trong top trước 10, tuy thế nhưng ông chưa bao giờ lọt được vào trong vòng 10 người giàu nhất nước. Lương tâm và đạo đức của một người, cùng tiền bạc nhiều thế nào, cũng không có chút liên quan nào. Tập đoàn Đạt Tài phát triển cho tới hôm nay, tôi dám ở trước mặt các vị mà tự hào nói. Trước nay chưa từng có ai đặc biệt chiếu cố qua Đạt Tài, Đạt Tài cũng không hủy diệt một cán bộ chính quyền, tỉnh Yên cũng vậy, cả nước cũng vậy, không có một cán bộ đảng viên bởi vì Đạt Tài tặng lễ nhận hối lộ mà mất chức, vì sao? Bởi vì lý tưởng của tôi chính là lý tưởng của cá nhân và lý tưởng xã hội đều giống nhau, Đạt Tài sáng lập một loại lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho dân chúng, cũng lợi ích cho hình thức mới của tự thân công ty sản nghiệp bất động sản. Thành Đạt Tài xúc động nói. Hai mắt hơi hơi có chút ướt át, hiển nhiên đang tiến nhập vào trạng thái dốc bầu tâm sự cá nhân. Lợi quốc gia lợi xã hội còn dễ nói, lợi dân chúng dễ nói nhưng không dễ làm rồi. Làm thế nào có lợi cho dân chúng, làm thế nào để dân chúng có được lợi ích thực tế? Đây là vấn đề mà bất kỳ công ty có lương tâm nào đều nên suy nghĩ sâu xa. Đáp án của tôi chính là, phương pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất đó là, đem lợi nhuận của công ty chặn xuống thấp nhất. Lấy quyết tâm và dũng khí của sự nghiệp làm công ích, xây dựng khu nhà ở Vạn Mẫu, hồi báo toàn bộ hương thân phụ lão thành phố Yên và tỉnh Yên. Giá khởi đầu là 2.000 đã nói rõ tất cả vấn đề, so với bất cứ khẩu hiệu gì, bất cứ lời nói hùng hồn nào đều làm cho mọi người cảm nhận được thành tâm của tập đoàn Đạt Tài. Tiếng vỗ tay vang như sấm dậy, tất cả mọi người bị lời nói của Thành Đạt Tài cuốn hút, bởi vì Thành Đạt Tài quả thật làm xúc động chân tình, ông hơi hơi kích động. Hai mắt ướt át, biểu cảm trên mặt là sự sôi sục hào hùng trước nay chưa từng có qua. Khi còn nhỏ tôi có một giấc mộng, hiện tại tôi còn có một giấc mộng. Giấc mộng lúc nhỏ đã thực hiện được, giấc mộng hiện tại là, để nhân dân thành phố Yên đều có thể ở trong ngôi nhà tốt có hoa viên có ánh mặt trời có cây cối có nước sông. Thành Đạt Tài vẻ mặt kiên định, vung tay lên. Tôi đã nói xong rồi. Sau khi trải qua một lúc trầm mặc và tẻ ngắt, mọi người đều bị lý tưởng của Thành Đạt Tài làm cho kinh ngạc, thương nhân trọng lợi nhuận, nhưng còn có thương nhân trọng tình trọng nghĩa,
Hơn nữa ông ta còn là một thành đạt tài tiếng tăm lừng lẫy, khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa tin tức rối rắm này. Nhưng mà trong một lát, mọi người trở về hiện thực, diễn thuyết với cảm xúc mạnh của thành đạt tài được thiết lập trên cơ sở đưa ra giá siêu rẻ của khu nhà ở sinh thái vạn mẫu. Mọi hoài nghi, mọi nghi ngờ đều phải tự sụp đổ, bởi vì thành đạt tài không chỉ có nói không, mà ông ta đã làm được. Đúng vậy, chân chính mà làm gương tốt, lời nói hùng hồn không có một câu giả dối, không có một câu nào là mạnh miệng, nói được thì làm được, tuyệt không linh tinh, là khí phách của một công ty có phong độ có trách nhiệm thực sự. Công ty có lương tâm như vậy, thương nhân có lương chi, không vỗ tay không được, không ủng hộ không được, sau một lát lặng im, tiếng vỗ tay càng lớn, kéo dài mãi không thôi. Hiện trường đã có phóng viên nóng vội, thông qua điện thoại, thông qua ở đây, bằng cách nhanh nhất gửi bài viết trở về tòa soạn báo. Vì thế rất nhiều báo chí trang nhất đều phải làm điều chỉnh, vì tin tức rất kinh ngạc, ngoài dự đoán mọi người, tin tức cũng quá có giá trị, ai cũng không muốn là người sau cùng, không muốn ở các trang báo ngày mai, không có đưa được tin tức về buổi họp báo của tập đoàn đạt tài chiều hôm nay, nếu không sẽ bị đồng nghiệp coi thường. Sau khi Thành Đạt Tài nói xong, Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ, Lý Thấm và Tề Á Nam lần lượt lên sân khấu, thay nhau phát biểu nói chuyện. Mấy người nói chuyện cũng rất đặc sắc, Tôn Hiện Vĩ là vui vẻ cười nói, thể hiện thái độ vô cùng coi trọng triển vọng hợp tác cùng tập đoàn Đạt Tài, cuối cùng cũng cảm khái mà nói một câu. Tôi cũng từng là đứa nhỏ lớn lên trong nghèo khổ, có thể thật tâm vì dân chúng làm một ít chuyện, sau khi về quê nhà. Không để cô dì chú bác trước kia chỉ vào mặt mà mắng tôi không có lương tâm, có thể nói với tôi một câu, tốt, Tiểu Vĩ có lương tâm, tôi sẽ cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Tôn Hiện Vĩ lên tiếng cũng lấy được từng trận vỗ tay. Lời phát biểu của Tiêu Ngũ ngắn nhất. Tôi không thích nhất là mạnh miệng nói suông, chỉ nói một câu thôi, bất động sản Giang Sơn từ khi thành lập tới nay, vẫn luôn gần gũi với dân thường, mục tiêu chính của bất động sản Giang Sơn là, để dân chúng có nhà ở tốt. Thì tiền kiếm được cũng không làm lương tâm thất vọng. Tôi đã nói xong rồi. Cách nói chuyện giản dị của Tiêu Ngũ cũng khiến không ít phóng viên đang có mặt vốn nghe không ít lời nói suông mà cảm khái muôn vàn. Tề Á Nam rất khiêm tốn. Có khả năng vì dân chúng thành phố Yến làm chuyện thật và thật sự, lòng tôi rất yên lòng, cảm ơn mọi người. Lý Thấm lên sân khấu cuối cùng, cô vừa đi đến trước sân khấu, lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trừng to mắt. Không chớp mắt nhìn nhân vật truyền kỳ của cải đầy người xinh đẹp và thần bí. Lý Thấm hơi có chút cảm khái, cô đi theo Hạ Tưởng tới nay, cho tới hôm nay là cũng gần một năm rồi, mắt thấy một khoản kinh phí lớn, khí phách lớn cuối cùng, không chỉ là đè đổ cọng rơm cuối cùng trong kế hoạch của Nguyên Minh Lược, hóa ra còn giấu giếm suy nghĩ thật tâm vì dân chúng, vì bố cục tỉ mỉ trong ích lợi lâu dài của nhân dân thành phố Yến, bao gồm trái tim vì nước vì dân chí công vô tư của Hạ Tưởng. Trong lòng cô liền tràn đầy cảm động và hạnh phúc. Điều cảm động là, từ khi cô về nước có thể gặp được cán bộ chính quyền như Hạ Tưởng, là may mắn của cô và của cả người dân. Hạnh phúc chính là, có thể cùng Hạ Tưởng từng bước một mà tiêu diệt Nguyên Minh Lược, đem giá nhà đất quận Hạ Mã trở lại bình thường, vì sức nóng của thị trường bất động sản mà hạ nhiệt, vì tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng mà suy nghĩ, là một chuyện trừ kiếm tiền ra, càng làm cho người ta cảm thấy yên lòng. Thể xác và tinh thần an bình cùng với nội tâm tràn đầy ấm áp. Người chưa làm chuyện tốt bao giờ, sẽ vĩnh viễn không biết được cảm xúc vui vẻ hạnh phúc khi làm việc tốt, sẽ không biết cảm giác ấm áp khi được người cảm ơn. Lý Thấm liền nghĩ, nếu một ngày kia cô có thể trở thành tỷ phú, có thể có được năng lực chỉ điểm Giang Sơn, cũng nhất định phải giống Hạ Tưởng, tuy rằng chưa chắc đã lo lắng được cho nhân dân đất nước, nhưng nhất định không cần phải giơ roi tự đánh mình. Làm một công ty chăm chỉ hướng về phía trước và luôn có sự công tâm. Cho nên Lý Thấm lên tiếng tuy rằng ngắn gọn, nhưng lại là người duy nhất trong mấy người, nói chuyện có tình thơ ý họa. Hạnh phúc rất khó có được, nhưng cũng rất đơn giản. Khó có được chính là, nhìn đến giá nhà cao không thể với tới, mong muốn mà không được. Đơn giản chính là, có khu nhà ở sinh thái vạn mẫu, giấc mộng không còn xa xôi, ở ngay gần đây. Liên tiếp tiếng vỗ tay. Từ sau khi mấy người Thành Đạt Tài lên sân khấu, đã không dừng lại, không ít người vỗ đỏ cả tay, là bởi vì kích động, là bởi vì hưng phấn, là bởi vì tin tức kinh thiên. Cuộc họp báo lấy được thành công lớn, giành được sự nhất trí tán đồng của phóng viên tham dự họp báo, nhận định cuộc họp báo lần này là quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Yến, đội hình mạnh nhất và cũng xúc động mọi người nhất. Buổi chiều 5 giờ, cuộc họp báo kết thúc tốt đẹp. 5 giờ 30 phút.
Tất cả bài viết của phóng viên tham dự họp báo từ hiện trường được cắt nối biên tập đều xử lý xong, giao tổng biên tập xét duyệt. 6 giờ, trên cơ bản toàn bộ tin tức truyền thông đều quyết định ngày mai đăng báo, thậm chí còn có không ít báo chí định ra ngày mai đưa lên trang nhất. Động tác nhanh nhất chính là đài truyền hình tỉnh, bởi vì có thu viên, đêm đó liền phát sóng tin tức. Bởi vì là tin tức kinh tế bình thường, sau khi giám đốc đài xét duyệt, cũng không có báo cáo ban tuyên giáo tỉnh ủy thẩm tra, trực tiếp để phát sóng. Sau 7 giờ 30, sau khi tiếp sóng tin tức là quảng cáo, là dự báo thời tiết, sau đó đài truyền hình tỉnh Yên bắt đầu truyền phát bản tin mà truyền phát tin bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh cùng với vài vị ủy viên thường vụ, liền lấy hình thức phát lại mà phát tin cuộc họp báo cử hành ở khách sạn Hào Môn vào buổi chiều hôm nay. Lúc này Mã Tiêu còn đang đi công tác, sau khi nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, gã mở ra kênh của đài truyền hình tỉnh Yên, nhìn thấy đài truyền hình tỉnh cho cuộc họp báo của tập đoàn đạt tài 5 phút thời gian, sắc mặt càng ngày càng kém, gần như phẫn nộ tới rồi không khống chế. Gã không kìm nổi giận dữ mà gọi vội điện thoại, yêu cầu Phó trưởng Ban Thường trực Trịnh Quan Quần lập tức thông báo tất cả truyền thông tỉnh Yên, nghiêm cấm truyền phát tin và đăng bất cứ cái gì có liên quan đến cuộc họp báo của tập đoàn đạt tài. Hễ ai vi phạm quy định, liền xử phạt theo quy định. Bình thường Trịnh Quan Quần đều nghe theo gã nhưng lúc này đây lại không có nghe lệnh, mà khó xử nói. Trưởng Ban Mã, chuyện này xử lý không dễ lắm. Một là tập đoàn đạt tài ở toàn tỉnh có lực ảnh hưởng kinh người, chèn ép tập đoàn đạt tài dễ dàng khiến cho mọi người ngờ vực vô căn cứ. Hai là có không ít truyền thông trung ương tham gia cuộc họp báo, ngày mai sẽ có không ít báo chí trung ương đăng tin tức, truyền thông của tỉnh không động tĩnh. Càng dễ làm cho người ta nghi ngờ. Hậu quả tôi đều nghĩ tới rồi, không cần nói nhiều, trực tiếp theo lời tôi mà làm là được. Mã Tiêu tức giận nói, gã là trưởng ban tuyên giáo, muốn có quyền uy nói 102. Trưởng ban Mã, giọng nói của Trịnh Quan Quần rất kiên định, lại rất có niềm hăng say. Trước khi ngài gọi điện, Bí thư Diệp đã tự mình điện thoại tới, chỉ thị ban tuyên giáo tỉnh ủy phải phối hợp với công tác tuyên truyền của tập đoàn đạt tài. Vì cách làm của tập đoàn đạt tài mà hộ giá bảo vệ. Mã Tiêu thiếu chút nữa không bị nghẹn, Trịnh Quan Quần là có ý tứ gì? Đi vòng một lúc lâu cuối cùng mới nói ra Bí thư Diệp đã có chỉ thị, sao không nói sớm, còn cố ý để gã mất mặt phải không? Cắn chặt răng, gã vẫn là không nói ra những lời nói khó nghe gì, e sợ nếu chẳng may rơi vào tai Diệp Thạch Sinh, cũng là không tốt, liền phải bất đắc dĩ nói. Vậy cứ theo tinh thần chỉ thị của Bí thư Diệp mà làm. Buông điện thoại, Mã Tiêu nghĩ nên gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, lại phát hiện di động của Phó Tiên Phong không thể gọi được, trong lòng buồn bực, Phó Tiên Phong đã xảy ra chuyện gì rồi? Phó Tiên Phong vẫn chưa có xảy ra chuyện gì, tuy nhiên cũng sắp rồi, gã và Nguyên Minh Lượng đối lập nhau mà ngồi, rất lâu không nói gì. Hai người ở biệt thự bên bờ sông của Nguyên Minh Lượng, đang xem toàn bộ tin tức của đài truyền hình tỉnh Yên, vẻn vẹn mười mấy phút, không ai nói một câu gì. Sông Hạ Mã nước sông ào ào, vọng đến từ rất xa, trong đêm yên tĩnh, vô cùng êm tai. Nhưng Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng nghe vào tai, lại giống như chuông tang, tiếng sấm đập vang. Chương 748, chuông tang kêu vang, quả bom mai phục. Tin tức mở cuộc họp báo lúc chiều của tập đoàn đạt tài, không chân mà chạy, chẳng mấy chốc đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của quận Hạ Mã, nhất là các trung tâm giới thiệu mua bán khu chung cư lớn, dường như có người cố ý truyền tin tức. Mà rất nhiều người mua nhà đều nghe nói tập đoàn đạt tài lại có đầu tư lớn, đều tạm dừng bước chân đi mua nhà ở. Đối với đòn nghiêm trọng ban đầu của tập đoàn Viễn Cảnh, số lượng tiêu thụ đã hạ nhiệt rõ ràng, lại họa vô đơn chí, thị trường thành một khối tiêu điều, gần như hoàn toàn lâm vào đóng băng. Vốn Nguyên Minh Lượng đã chuẩn bị đưa ra việc giảm giá để xúc tiến tiêu thụ đối với tập đoàn Viễn Cảnh, chỉ có điều trước khi còn chưa kịp thực hiện. Tập đoàn đạt tài lại đưa ra nước cờ lớn là việc xây dựng khu nhà ở sinh thái vạn mẫu, vung tay hô một tiếng, chẳng những đánh nước cờ giá thấp, còn có bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hà hỗ trợ, không ngờ là 5 công ty liên kết, cục diện liên hợp trước nay chưa có, giống như một ngọn núi cực lớn không cách nào trèo qua. Làm cho toàn bộ kế hoạch Nguyên Minh Lượng hoàn toàn phá hủy. Nguyên Minh Lượng hoàn toàn hoảng loạn, cuống hết lên. Cũng ở sâu trong lòng sinh ra sự khủng hoảng không thể ức chế. Hạ Tường, quá lợi hại rồi, quá bạo tay rồi, thủ đoạn rất cay độc, làm cho người ta không đường thối lui. Tập đoàn đạt tài làm vậy, hoàn toàn là muốn đem thương mại Trường Cơ giữ lại ở quận Hạ Mã,
hoàn toàn muốn kéo giá nhà trở lại trong vòng 2.500 tệ. Mà với giá dưới 2.500 tệ, Nguyên Minh Lượng đừng nói kiếm tiền, còn lỗ mất cả chì lẫn chài, gã lúc đầu thu mua khu chung cư là hơn 2.300 tệ, rồi sau đó thu mua khu chung cư là 2.800 tệ trở lên. Thậm chí còn thu mua khu chung cư với giá 3.000 tệ trở lên. Kể từ đó, 13 tỷ đầu tư toàn bộ đã ở quận Hạ Mã, trừ phi giá nhà thong thả tăng lên, nếu không hiện tại có bán hết đi, thì đừng nói có 30% lợi nhuận trở lên, mà sẽ phải lỗ mất vài tỷ. Nguyên Minh Lượng khóc không ra nước mắt, gã đã không có thời gian, bởi vì gần như toàn bộ tài chính huy động từ nhân dân, cũng sắp tới lúc phải đáo hạn, nếu không trả, gã không bị xé xác mới là lạ. Hơn nữa chuyện tài chính huy động từ nhân dân là thật muốn truy cứu kỹ càng, là hành động phạm pháp, phán gã ở tù chung thân vẫn còn là nhẹ, nói không chừng còn bị tử hình. Nguyên Minh Lượng quả thật là cực kỳ rối loạn, gã ngồi đối diện với Phó Tiên Phong, từng ngụm mà hút thuốc, tâm tình uể oải đến mức muốn nhảy sông tự vẫn. Phó Tiên Phong tuy rằng còn chưa tới mức muốn nhảy sông tự vẫn, lại đối với Thiếu Lão Tuyền nhảy sông tự vẫn ngày hôm qua mà căm thù đến tận xương thủy, đúng là bởi vì Thiếu Lão Tuyền nhảy sông tự sát, bởi vì Hạ Tưởng đem Thiếu Ba và Thiếu Lệ giấu đi, bởi vì Đàm Quảng Hồng bị bắt, gã hoàn toàn bị rời đi lực chú ý, tinh lực đều đặt vào chuyện đối phó việc của Đàm Quảng Hồng, lại thật không ngờ, Hạ Tưởng thừa cơ tung ra đại sát chiêu từ tập đoàn Đạt Tài. Mấu chốt còn nữa, tập đoàn Đạt Tài đề xuất chiến lược bất động sản quận Hạ Mã, là phương án thứ nhất lúc bắt đầu quy hoạch quận Hạ Mã, đáng tiếc lúc ấy bị Trần Phong cho rằng quá mức cấp tiến, quá mức tham lợi mà đè ép xuống. Nhưng lúc ấy bí thư tỉnh ủy cũng là thái độ tán thành, ý kiến của Diệp Thạch Sinh là, đáng thử một lần, có thể ở thời điểm thích hợp đề xuất khái niệm lớn của quận Hạ Mã, vì quận Hạ Mã phát triển thêm nữa. Buổi chiều sau khi tập đoàn Đạt Tài đột nhiên tung ra cuộc họp báo, Phó Tiên Phong lập tức gặp Nguyên Minh Lượng, thảo luận đối sách. Kế sách ứng đối của Phó Tiên Phong là, tập đoàn Đạt Tài lần nữa gióng trống khua chiêng mà tạo thế cũng vô dụng, bởi vì gã đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố, gã có thể không phê chuẩn lập dự án xây dựng khu nhà ở sinh thái Vạn Mẫu, chiến lược của tập đoàn Đạt Tài chỉ có thể là nước lã, như cây không gốc. Chỉ có thể là lý luận suông. Chờ tin tức qua đi, mọi người sẽ thấy là đầu voi đuôi chuột, giá nhà tất nhiên còn có tính trả đũa mà dâng lên. Không ngờ Phó Tiên Phong vừa mới cùng Nguyên Minh Lượng thảo luận bước hành động tiếp theo, ý tưởng của gã là, cho dù kéo dài, gã cũng phải kéo dài trên mấy tháng, không tin tập đoàn Đạt Tài còn có thể đảo lộn trời đất, dám không nghe mệnh lệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố, ai ngờ buổi chiều 4 giờ 30 phút, liền nhận được điện thoại của Hồ Tăng Chu. Ở trong điện thoại, Hồ Tăng Chu cũng không có một chút khách khí mà lấy giọng điệu mệnh lệnh nói. Vừa rồi Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm lần lượt gọi điện thoại tới, đưa ra chỉ thị về việc đầu tư vào khu nhà ở sinh thái Vạn Mẫu của tập đoàn Đạt Tài, yêu cầu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố toàn lực phối hợp tập đoàn Đạt Tài, bật đèn xanh. Nhất là Bí Thư Diệp thấy rất tán thưởng cách làm vì nước vì dân của tập đoàn Đạt Tài, cho rằng tập đoàn Đạt Tài là tấm gương lớn cho các nhà đầu tư của toàn tỉnh Yến, đáng để tuyên dương mạnh mẽ. Hơn nữa Bí Thư Diệp từ lúc thành lập quận Hạ Mã, vô cùng đồng ý phương án quận Hạ Mã lớn, lúc ấy là Bí Thư Trần Phong lại phản đối, dùng phương án khá là bảo thủ. Hiện tại sự phát triển của quận Hạ Mã rõ như ban ngày, là lúc nên thi hành phương án quận Hạ Mã lớn. Phó Tiên Phong mới biết được Hạ Tưởng đi bằng hai chân, đã sớm giấu đi phục bút, nói không chừng tinh thần chỉ thị của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, vẫn là do miệng lưỡi khéo léo của Hạ Tưởng nên mới có chỉ thị thế. Hạ Tưởng, đâu chỉ xảo quyệt như hồ ly, thật là thủ đoạn tuyệt vời, tiến đến đâu chốt đến đấy, lại từng bước bố trí phòng vệ, không chỉ dương đông kích tây, còn lồng vào nhau, không cho người ta có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Hạ Tưởng, thật muốn đẩy thương mại Trường Cơ vào chỗ chết. Phó Tiên Phong nghe xong điện thoại của Hồ Tăng Chu không lâu, lại nhận được một cuộc điện thoại, sau khi gã nghe xong một lát, vẻ mặt xám trắng mà nói với Nguyên Minh Lượng. Chiều hôm nay, Hạ Tưởng xuất hiện ở văn phòng của Diệp Thạch Sinh, ở lại hơn một tiếng. Nghe nói, sau đó Phạm Duệ Hằng cũng tới văn phòng Diệp Thạch Sinh. Nguyên Minh Lượng hai tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, thở dài một tiếng. Hạ Tưởng tính toán không lộ chút sơ hở, đã sớm nghĩ kế sách vẹn toàn, chúng ta không có lực mà trả đòn. Phó Tiên Phong chăm chăm nhìn Nguyên Minh Lượng một cái, trong lòng cũng là cảm giác thất bại không thể gạt đi, cũng có một loại sỉ nhục và mất mát nói không nên lời. Hạ Tưởng, gã nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, năm đó đáng nhẽ để Vương Đại Pháo đâm chết hắn mới tốt,
hiện tại mình đường đường là một thị trưởng thành phố, không ngờ bị một bí thư quận ủy cấp dưới làm cho không đường có thể đi, thật sự là cái nhục lớn trong đời. Làm sao bây giờ, thương mại trường cơ kế hoạch mà thất bại lần nữa, gã thật sự không có một chút mặt mũi nào mà gặp bác cả và chú ba, còn có lợi nhuận của Triệu Tiểu Phong tính như thế nào. Phó Tiên Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, muốn đập đầu vào tường để giảm bớt phiền não. Chỉ tiếc, phiền não và ưu sầu như bóng với hình, như cắn xương hút tủy đau đớn vô cùng khó chịu. Có được cái nọ, tất phải mất cái kia. Có được thì hạnh phúc, mất đi thì thống khổ, là đặc tính của con người. Hạnh phúc và thống khổ, cũng không phải vì ai có chức vụ cao thấp mà thiên hướng. Phó Tiên Phong lại nhìn Nguyên Minh Lượng vài lần, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm mà chính gã cũng chấn động. Coi như Phó Tiên Phong đoán đúng, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng chủ động gọi điện thoại cho Hồ Tăng Chu, hướng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt sự coi trọng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh với chiến lược quận hạ mã lớn, quả thật là hạ tưởng làm. Nửa giờ sau khi Hạ Tưởng tiến đến văn phòng Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng nhận được điện thoại của Diệp Thạch Sinh, tới văn phòng Diệp Thạch Sinh, khi nghe Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân báo cáo về vụ án Tiếu Lão Tuyền, cũng là lông mày dựng đứng, vẻ mặt giận dữ, cảm thấy giận sôi lên với việc Đàm Quảng Hồng to gan lớn mật đến mức tử mạng người, đồng thời cũng vì vấn đề âm mưu của tập đoàn Tứ Ngưu bại lộ, mà cảm thấy đau đầu. Nhưng Hạ Tưởng báo cáo về việc tập đoàn đa tài liên hợp 4 công ty để đầu tư phát triển chiến lược đại quận Hạ Mã, lại khiến Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng rất hứng thú, và đều rất đồng ý. Cái họ nhìn thấy không phải tác dụng bình ổn giá nhà, mà là tập đoàn đa tài làm vậy vừa lúc có lợi cho Diệp Thạch Sinh mãn khóa là có chiến tích, có lợi cho Phạm Duệ Hằng tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy là có chiến tích, đối với tiền đồ của hai người cực kỳ có lợi, thời gian 2 năm sẽ nhìn thấy hiệu quả. Hai người đều nhất trí tỏ vẻ ủng hộ và khẳng định, sau khi Hạ Tưởng nói xong, lần lượt gọi điện thoại cho Hồ Tăng Chu, yêu cầu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cần phải toàn lực vì hành động của tập đoàn đa tài mà bật đèn xanh. Chiến lược mượn thế cục khiến tập đoàn đa tài đạt được nhân vật số 1, số 2 của tỉnh ủng hộ, Hạ Tưởng bước đầu tiên của kế hoạch thành công mỹ mãn, kế tiếp, hắn lại đề xuất ra vài nhận định về việc xử lý chuyện Tứ Ngưu. Đề nghị của Hạ Tưởng lại lần nữa chiếm được sự nhất trí tán thành của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, ánh mắt hai người khi nhìn Hạ Tưởng, thậm chí đều có chút nhiệt liệt. Bởi vì tập đoàn Tứ Ngưu có đại sự xảy ra, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đối ngoại của tập đoàn Tứ Ngưu, hai người trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý như thế nào cho phù hợp, mà ý kiến xử lý của Hạ Tưởng vừa vì đại cục chung, lại chiếu cố hình tượng tập đoàn Tứ Ngưu, một công đôi việc. Khiến Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều âm thầm khen ngợi Hạ Tưởng hiểu được lòng lãnh đạo, quả nhiên là một người trẻ tuổi không tồi. Lúc Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy, đã là hơn 5 giờ chiều. Vừa ra cửa chính của văn phòng tỉnh ủy, Hoàng Kiến Quân thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, cười ngượng ngùng nói. Hiện tại mới biết được lãnh đạo đúng là lãnh đạo, ở trước mặt bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, chẳng những trấn tĩnh tự nhiên. Còn chậm rãi mà nói, thực khiến tôi rất khâm phục. Tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám, anh lại như không có việc gì, lãnh đạo, làm thế nào luyện ra bản lĩnh như vậy? Ở phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy gần 2 giờ, hôm nay Hoàng Kiến Quân coi như là mở mang kiến thức, về sau đã có đủ vốn mà cùng người khác đàm luận bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Ông thật tâm khâm phục Hạ Tưởng, ở trước mặt bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, chẳng những không hấp tấp vội vàng, còn trật tự rõ ràng. Mà đem giải thích sự việc được giành mạch, giành được sự nhất trí tán thành của hai vị lãnh đạo, quả thật người phi thường không ai sánh bằng. Thay là ông, đừng nói thuyết phục bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, cho dù báo cáo công tác bình thường chỉ sợ cũng nói không rõ. Hạ Tưởng cũng không ngay mặt trả lời vấn đề của Hoàng Kiến Quân, hắn và Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng quen biết nhiều năm nên đã sớm không tồn tại chuyện rụt rè trước mặt họ, cách nhìn của hắn và Hoàng Kiến Quân khác nhau một trời một vực. Hoàng Kiến Quân cho rằng sự tình đã qua một giai đoạn, trên thực tế ở trong mắt Hạ Tưởng, chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu. Sáng mai đem Đàm Quảng Hồng chuyển giao cho Cục Công an thành phố. Hạ Tưởng đưa ra quyết định. Tiếu Ba và Tiếu Lệ tạm thời còn không thể lộ diện, tiếp tục để cho bọn họ ở nhà khách, phái người chăm sóc tốt cuộc sống bọn họ, nói cho họ, nếu bọn họ nguyện ý đổi công việc khác, sẽ sắp xếp một công việc hợp lý cho họ. Mạch suy nghĩ của Hoàng Kiến Quân cũng quay về vụ án. Lãnh đạo, tôi không hiểu được vì sao phải giấu đi chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu.
Biện pháp Hạ Tưởng đề xuất giải quyết chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu với Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, thật ra là cách biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không có, cũng không có gì mới mẻ. Nhưng mấu chốt không phải có mới mẻ hay không, mấu chốt là đạt được sự nhất trí gật đầu của Bí Thư và Chủ tịch tỉnh, chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác, là quyết định anh minh nhất giúp lãnh đạo đỡ phải lo nghĩ. Qua suốt đêm thẩm vấn, bị thế công hùng mạnh của Hoàng Kiến Quân, Đàm Quảng Hồng phải nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tiếu Lão Tuyền quả thật là bị dọa nhiều quá đến mức phải chết. Bởi vì Đàm Quảng Hồng phụ trách công tác thêm chất phụ gia vào sữa bột, nói cách khác, trên cơ bản hắn được Dương Quốc Anh phó thác, nghiên cứu làm cách nào cho melamin vào sữa bột giúp tăng cao hàm lượng protein khi kiểm tra, như vậy có thể tăng giá lên, tranh cao thấp với và sữa bột nước ngoài, có thể nói là trọng trách lớn trên vai. Nhưng trong lúc vô ý bị Tiếu Lão Tuyền phát hiện chân tướng, những người chăn nuôi khác còn không hiếu kỳ, cũng không hỏi vì sao, chỉ Tiếu Lão Tuyền đã già rồi, không muốn làm tốt vài năm rồi về hưu là được, lại cố tình gây chuyện, khiến cho gã trong lòng rất căm tức. Bởi vì Dương Quốc Anh nghiêm túc giải thích cho gã, sự kiện chất phụ gia liên quan trọng yếu, không thể có chút sơ suất. Làm tốt, về sau ở bên trong tập đoàn gã có thể vững bước lên cao, làm không tốt, thì cả đời cứ ở trang trại chăn nuôi mà thôi. Đàm Quảng Hồng trong lòng không yên, không muốn bởi vì một Tiếu Lão Tuyền nho nhỏ mà ảnh hưởng tiền đồ của mình, liền rất nhiều lần tìm Tiếu Lão Tuyền nói chuyện, cưỡng bức và dụ dỗ, dùng hết các loại thủ đoạn, chính là muốn đập chết suy nghĩ muốn tiết lộ chuyện chất phụ gia ra bên ngoài của Tiếu Lão Tuyền. Vì để Tiếu Lão Tuyền hoàn toàn hết hy vọng, khi phát tiền lương Đàm Quảng Hồng chẳng những cố tìm lý do cắt xén mấy trăm tệ tiền thưởng của Tiếu Lão Tuyền, còn cố ý nói sẽ chuyển vị trí của Tiếu Lão Tuyền, sắp xếp ông đến vị trí không quan trọng để đó không dùng một thời gian, đồng thời, còn cố ý giảm bớt đãi ngộ của Tiếu Ba và Tiếu Lệ, trong danh sách những người được tăng lương cao, sẽ gạch tên của Tiếu Ba và Tiếu Lệ, là muốn gây áp lực lớn cho Tiếu Lão Tuyền, để Tiếu Lão Tuyền thức thời, biết ai mới chân chính là người quyết định vận mệnh của ông. Không nghĩ tới hắn bức ép càng chặt, tâm tư Tiếu Lão Tuyền càng hỗn độn, càng tuyệt vọng. Tiếu Lão Tuyền đối nhân xử thế thiện lương, tính cách lại yếu đuối, cho rằng kế tiếp còn có thể bị Đàm Quảng Hồng xa lánh và áp bức, chỉ cần ông còn sống, càng không ngừng bị Đàm Quảng Hồng ức hiếp, hơn nữa còn làm phiền hai người con. Còn có một điểm là, ông thật sự không chịu nổi sự dày vò lương tâm, mỗi ngày nhìn có người thêm chất gì đó vào sữa, lại giận mà không dám nói gì, còn bị người coi thường, rốt cục không chống đỡ được, vì muốn lương tâm an ổn, vì bình yên của người nhà, vì không muốn bị ức hiếp. Tiếu Lão Tuyền gieo mình xuống sông tự vẫn, dùng sinh mạng để hoàn thành lần lóe sáng cuối cùng. Đương nhiên, Tiếu Lão Tuyền thật không ngờ, cái chết của ông, đã vì nhiều người mà gõ kêu chuông báo tử. Trên cơ bản chân tướng sự thật và suy đoán của Hạ Tưởng khá giống nhau, nghiêm khắc mà nói, Đàm Quảng Hồng trong chuyện này, cũng không có quá lớn sai lầm, thậm chí để truy cứu trách nhiệm hình sự cũng không đủ. Tuy nhiên cần phải bày ra một tội danh cho gã, chắc chắn Hoàng Kiến Quân có thể làm được. Nhưng Hạ Tưởng cũng không làm vào lúc này. Hạ Tưởng cũng không muốn lợi dụng sự kiện Đàm Quảng Hồng để hành động, bức Phó Tiên Phong đi vào khuôn khổ, hoặc là thừa cơ đem sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu ra ánh sáng. Bởi vì hiện tại thời cơ chưa tới, hắn cũng không muốn thân mình bị vùi trong đó, trở thành mồi lửa lóa mắt. Đương nhiên, thật tâm Hạ Tưởng cũng không muốn để việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nếu làm thế, là hắn không biết bắt lấy thời cơ. Hạ Tưởng có diệu kế và hậu chiêu khác. Tính toán trước mắt của Hạ Tưởng là, đem Đàm Quảng Hồng giao cho Cục Công an thành phố, từ thành phố tiến thêm một bước thẩm tra xử lý, kỳ thật cũng là cho Phó Tiên Phong một cơ hội giải quyết trực tiếp. Đương nhiên không phải Hạ Tưởng xuất phát từ hảo tâm mà vì rất nhiều lúc, cơ hội cũng có thể trở thành cạm bẫy. Sau khi giao Đàm Quảng Hồng cho Cục Công an thành phố, Phó Tiên Phong mà không quan tâm, gã sẽ không phải Phó Tiên Phong, sẽ không phải là thị trưởng thành phố. Tất nhiên gã sẽ cố hết sức lực mà bảo vệ Đàm Quảng Hồng, sẽ mau chóng đem Đàm Quảng Hồng ra. Nhưng có điều, ở bên trong ý tưởng lâu dài của Hạ Tưởng, vận mệnh của Đàm Quảng Hồng là đã nằm trong tay hắn, nhất định là kết cục bi ai. Đàm Quảng Hồng bức tử Tiếu Lão Tuyền, cho dù trên pháp luật tìm không thấy chứng cứ để trừng phạt gã, nhưng Hạ Tưởng cũng không buông tha Đàm Quảng Hồng. Bức tử mạng người, tội ác ngập trời, để cho gã chịu đủ trừng phạt thì mới đúng tính cách coi cái ác như kẻ thù của Hạ Tưởng. Nhưng trừng phạt người xấu không nhất định phải chính mình động thủ, mượn đao giết người mới là thủ đoạn tốt nhất. Mượn đao của ai để xử trí Đàm Quảng Hồng, và mượn tay ai để đốt bom Tứ Ngưu, trong lòng Hạ Tưởng đã có tính toán.
Đối với vấn đề của Hoàng Kiến Quân, Hạ Tưởng không nghiêm túc trả lời, chỉ là mỉm cười nói. Hiện tại tình thế không cho phép chúng ta nhiều chuyện, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hiện tại là lúc chúng ta nên khoanh tay đứng nhìn. Hoàng Kiến Quân vẫn không hiểu cách Hạ Tưởng làm có chỗ cao thâm gì, không biết thì không biết được rồi, suy nghĩ và ánh mắt của lãnh đạo, không phải người bình thường có thể hiểu được, gã cũng không có nghĩ nhiều. Chia tay Hoàng Kiến Quân, Hạ Tưởng về đến nhà đã là 7 giờ tối. Trên đường về điện thoại không ngừng, chẳng những Thành Đạt Tài tự mình gọi điện thoại tới nói một chút tình huống, Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ, Tề Á Nam và Lý Thấm đều lần lượt điện báo, nhất nhất báo cáo sự rầm rộ của cuộc họp báo. Người khác còn tạm, Lý Thấm báo cáo dài nhất, cũng hưng phấn nhất, bên trong lời nói có ý vô cùng tán thưởng và ca ngợi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười trừ, bảo Lý Thấm an tâm làm tốt bước tiếp theo, hiện tại chỉ cần an vị chờ các hạng mục công tác của quận Hạ Mã hoàn thành là được. Lý Thấm đồng ý, lúc sắp tắt điện thoại, đánh bạo nói một câu. Nếu có thể quen biết anh sớm một chút, thì sẽ tốt bao nhiêu? Có rất nhiều phương pháp chinh phục phụ nữ, có một số phụ nữ, có lẽ chỉ cần đàn ông có bề ngoài đẹp đẽ là có thể bị thuyết phục, nhưng phụ nữ như vậy phần nhiều chỉ là cô gái chưa biết gì. Sau khi lớn lên thành phụ nữ trưởng thành, biết không đáng tin nhất trên thế giới chính là đàn ông có vẻ ngoài. Có một số phụ nữ, cần mạnh mẽ, cứng rắn để chinh phục, bởi vì các cô thích đàn ông cường tráng có quyền thế, có khả năng cho các cô cảm giác an toàn. Nhưng đối với Lý Thấm, cô là người vừa có tài hoa lại có cá tính, và lại tự mình độc lập cố gắng, muốn cho cô hoàn toàn thuyết phục, quyền thế như phù vân, tiền tài như phù vân, mạnh mẽ, cứng rắn cũng như phù vân, chỉ có sức hấp dẫn nhân cách mới khiến cô hoàn toàn hoàn ái mộ. Hạ Tưởng, sự bày mưu nghĩ kế cho một loạt sự kiện, đi bước một hoàn thành đại cục, sau khi bình tĩnh chỉ huy, rốt cục khiến Lý Thấm cảm nhận được cái gì là cảnh giới cao nhất của nhân cách có sức hấp dẫn, ai mới khiến cô cảm nhận được là người đàn ông hoàn mỹ nhất. Chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa mới về đến nhà, còn không kịp uống chút nước, bất ngờ ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Chương 749, qua cầu rút ván. Điện thoại của Phó Tiên Phong, làm Hạ Tưởng bất ngờ, lại ở trong dự kiến của hắn. Đã dự đoán được khả năng Phó Tiên Phong sẽ gọi điện thoại cho hắn, chỉ có điều không nghĩ tới, Phó Tiên Phong ở tình thế cấp bách, không đợi tới ngày mai mà lập tức gọi điện thoại tới. Hạ Tưởng ngồi trên sofa ôm con, một bàn tay ôm chặt Hạ Đông, một tay cầm điện thoại nghe. Chào ông, tôi là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, tôi là Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong giọng nói rất trầm, trong sự trầm ấy đã để lộ ra sự bất đắc dĩ, gã trầm mặc trong chốc lát, như thể là đang ủ men cảm xúc, dường như rất khó mở miệng. Hạ Tưởng chỉ lễ phép mà đáp lại một câu. Xin chào thị trưởng Phó. Rồi không nói thêm nữa, một tay cầm điện thoại, tay kia thì trêu đùa Hạ Đông. Hạ Đông cũng không ngoan ngoãn, còn muốn tranh điện thoại với Hạ Tưởng, bị Hạ Tưởng nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Hạ Đông mặc kệ, ea mà lao đến, bổ nhào vào trong lòng Hạ Tưởng chơi đều. Tiếng cười khanh khách của Hạ Đông truyền qua điện thoại rơi vào trong tai Phó Tiên Phong, vốn là một việc cực kỳ bình thường, lại khiến gã cảm giác cực khó chịu. Hạ Tưởng quá hung hăng rồi, rất coi thường gã, tốt xấu gã cũng là thị trưởng thành phố, hơn nữa giữa hai người còn chưa phân ra thắng bại cuối cùng. Hạ Tưởng lại trong lúc tiếp điện thoại lại của gã đùa giỡn với con, hoàn toàn là biểu hiện coi gã như không có, thật sự là nhịn cái gì chứ cái này không thể nhịn được. Chỉ tiếc, không thể nhịn cũng muốn nhịn một chút. Phó Tiên Phong nén cơn bực tức trong lòng, mà mở miệng nói. Hạ Tưởng, tôi muốn nói chuyện với cậu, hiện tại có thời gian hay không? Hạ Tưởng lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chơi đùa với con là bởi vì đang ở nhà, trong nhà có tiếng nói của trẻ con là bình thường tự nhiên, không biết rằng một hành động vô tình lại trở thành biểu hiện coi thường thị trường, nếu hắn biết, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Nhưng hiện tại hắn nghe thấy Phó Tiên Phong mở miệng hẹn gặp, vẫn chần chừ một lát, khéo léo từ chối yêu cầu của Phó Tiên Phong. Ngày mai tôi phải đến thành ủy báo cáo công tác, đến lúc đó tôi sẽ đến văn phòng tìm ông. Trong lòng Phó Tiên Phong chợt lạnh đi, biết Hạ Tưởng không đồng ý cùng gã gặp mặt, hàm nghĩa chính là, vấn đề của thương mại Trường Cơ, không chết không nghỉ, gã cắn răng nói một câu. Hạ Tưởng, khi buông tay được nên buông tay, đừng làm việc gì quá đáng quá. Hạ Tưởng ha hả cười. Buông tay, sẽ buông tay. Ngày mai tôi và Hoàng Kiến Quân cùng nhau đem Đàm Quảng Hồng chuyển giao cho Cục Công an thành phố thẩm tra xử lý. Phó Tiên Phong ngây ngẩn cả người, cứ nghĩ Hạ Tưởng sẽ khéo léo mà rời đi đề tài,
không ngờ trực tiếp tung ra Đàm Quảng Hồng. Gã nghĩ ngợi, vẫn là nên cảm tạ khi Hạ Tưởng đã có thiện ý, nhưng sau lại không cam lòng nói. Nguyên Minh Lượng đến quận Hạ Mã đầu tư, vốn cũng là thành tâm mà đến, khả năng giữa cậu và ông ta có chút lầm, không bằng chúng ta ngồi với nhau một hôm nói chuyện, thương lượng. Chuyện tới bây giờ, Phó Tiên Phong còn chưa từ bỏ ý định. Hạ Tưởng âm thầm cười, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, trên thực tế, hiện tại đã tới bên bờ Hoàng Hà rồi, nghe được tiếng nước Hoàng Hà rít gào, chỉ kém một bước là nhìn thấy nước Hoàng Hà phi băng băng rồi, Phó Tiên Phong lại cho rằng sự việc còn có chỗ có thể vãn hồi. Đừng nhìn gã là thị trưởng, nhưng vào lúc đề cập đến ích lợi của mình, khi liên quan tới sự thành bại của 13 tỷ đầu tư, cũng là rối loạn, còn mất đi sức phán đoán. Hiện tại cục diện là, dưới sự giáp công của tập đoàn Viễn Cảnh và tập đoàn Đạt Tài, dưới sự làm rối loạn của Triệu Khang và Trịnh Nghị, trật tự thị trường bất động sản quận Hạ Mã đã đại loạn, muốn đi vào quỹ đạo, chẳng những cần thời gian, càng cần giá cả hợp lý. Hứa hẹn suông và quảng cáo ba hoa, đã không còn cách lần nữa lấy được sự tin tưởng của người tiêu thụ. Kể cả hắn cũng không có cách nào đem giá nhà quận Hạ Mã mà tăng lên, tâm lý người tiêu thụ không phải tàu lượn siêu tốc, vừa thông điện là có thể chợt cao chợt thấp, hủy diệt niềm tin rất dễ dàng, gây dựng niềm tin thì khó khăn, phải cần thời gian, cũng cần đưa ra đủ thành ý. Dù sao theo giai đoạn hiện nay, giá nhà quận Hạ Mã duy trì ở mức trên dưới 2.500 tệ là hợp lý. Mà các khu chung cư danh nghĩa thuộc thương mại Trường Cơ, phần lớn khi thu mua đều trên dưới 2.500 tệ, lấy chỉ số tin tưởng trước mắt của người tiêu thụ, cùng với giá gia nhập thị trường của Viễn Cảnh và Đạt Tài, lại có hai kẻ gây rối Triệu Khang và Trịnh Nghị cố hết sức lực mà biểu diễn, không sai biệt lắm theo suy nghĩ của người tiêu thụ giá nhà quận Hạ Mã, chỉ khoảng trên dưới 2.200 tệ. Không chỉ có hợp lý, còn có chút hơi thấp. Cũng đạt tới tâm lý giá cả của Hạ Tưởng, ít nhất ở lúc hắn chủ quản. Để cho người dân có khả năng đều có thể mua được căn phòng tốt cho chính mình, là mong muốn lớn nhất của hắn ở quận Hạ Mã. Có thể duy trì giá thấp bao lâu thì duy trì, giá nhà sớm muộn gì cũng dâng lên, đại thế hắn không thể ngăn trở, ít nhất có thể ở trong năng lực của hắn, ở tầm nhìn hắn có thể thấy được, có thể cố gắng hết khả năng để chiếu cố đến ích lợi của dân chúng. Hắn sở dĩ làm như vậy, và có thể thành công, không chỉ là bởi vì hắn là bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Nếu hắn không có một đám bằng hữu trung thành đi theo, không có sự tin cậy của Thành Đạt Tài đối với hắn, thì dù hắn là bí thư thành ủy cũng không có khả năng làm được. Chủ yếu cũng là Hạ Tưởng hiểu biết lý tưởng của Thành Đạt Tài, biết Thành Đạt Tài đối nhân xử thế và tinh thần chủ nghĩa nhân văn, rõ ràng Thành Đạt Tài vẫn không tự cho mình là công ty, luôn coi mình là nhà từ thiện, nhà triết học và nhà giáo dục để cho mọi người thấy. Trên con đường thành công của Thành Đạt Tài, được gửi gắm rất nhiều lý tưởng chủ nghĩa nhân văn và giấc mộng thế giới đại đồng của ông. Cũng là do Hạ Tưởng hiểu rõ Thành Đạt Tài thâm nhập mà khắc sâu, mới mời Thành Đạt Tài ra mặt, đem đất hoang phía tây quận Hạ Mã giao phó cho ông, khiến Thành Đạt Tài tận tình thoải mái suy nghĩ về bản kế hoạch, để giấc mộng của ông biến thành sự thật. Có lẽ công ty chân chính có lương tâm có giấc mộng càng ngày càng ít, rất nhiều thương nhân, ngoại trừ kiếm tiền, đã không còn ý nghĩa sinh tồn. Thành Đạt Tài từng nói qua, một người giàu có mà xung quanh toàn người bần cùng, không phải hạnh phúc, mà là một loại bi ai. Muốn thế giới tốt đẹp, phải khiến tất cả mọi người đều giàu có lên, đều văn minh lên. Nếu một người ở trong biệt thự xa hoa, trong nhà vàng ngọc cả sảnh kim bích huy hoàng, vừa ra khỏi cửa, người nghèo khắp nơi, bụi đất đầy trời, rác rưởi thành núi, như vậy không phải có cảm giác hạc giữa bầy gà, mà là rất bi ai và bất đắc dĩ. Một người dù có được của cải hàng tỷ, có sở hữu ngàn dặm giang sơn, đối mặt với thê lương, cảm giác hạnh phúc sẽ đến từ đâu? Chỉ tiếc, rất nhiều kẻ làm giàu bất nhân lại thích tự mình cầm giữ hàng tỷ của cải, cảm giác hơn hẳn những người nghèo rất mồng tơi. Bởi vậy, Hạ Tưởng mới không để kế hoạch của Nguyên Minh Lượng thực hiện, nếu không sẽ cuốn đi vô số tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Lão Bách tính khổ sở cả đời tích góp từng tí một, bỏ ra 300.000 tệ để mua căn phòng chỉ đáng giá 100.000 tệ. Trong đó lợi nhuận cao tới 200.000 tệ, 100.000 tệ thuộc về chính quyền, 100.000 tệ về người đầu cơ bất động sản, đúng là thật bất hạnh. Phó Tiên Phong muốn gặp mặt nói chuyện với hắn, đơn giản là muốn hắn buông tay, nhưng ngay từ đầu Hạ Tưởng vốn không có dự tính buông tha Nguyên Minh Lược, hơn nữa nhìn từ bố cục sau cùng của tập đoàn Viễn Cảnh và tập đoàn Đạt Tài, hắn cũng căn bản không có giữ lại người thay thế có thể bất cứ lúc nào buông tay, bởi vì với tính cách của hắn, vấn đề nguyên tắc không thể thương lượng. Không có khả năng thỏa hiệp.
Đừng nói vấn đề của thương mại Trường Cơ không thể thoái nhượng, cho dù vấn đề của Đàm Quảng Hồng, ở mặt ngoài là nhường một bước, cũng là vì lấy lui mà tiến, vì tốt đẹp về sau mà lấy lại công đạo. Tới lúc khẩn cấp, tới thời khắc cuối cùng, Phó Tiên Phong còn muốn ngồi xuống thương lượng. Vẫn là không cần gặp mặt cho thoải mái, không gặp mặt, về sau còn vui vẻ gặp lại. Gặp mặt rồi, nói một lời không hợp không chừng có thể tại chỗ mà trở mặt. Vẫn là để tất cả mọi người giữ lại một chút tình cảm cho vui vẻ, dù sao đều là người có địa vị nhất định trong xã hội, về sau Hạ Tưởng còn phải thường xuyên tới thành ủy, cũng không muốn bất hòa với thị trường rồi cũng chẳng hay ho gì. Hạ Tưởng đứng dậy, đi vào thư phòng, đóng cửa lại, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Hắn bình ổn tinh thần, trầm ngâm một lát, mới gần từng tiếng nói. Nguyên Minh Lượng và 13 tỷ vốn nổi của gã, mục đích duy nhất tiến đến quận Hạ Mã chính là thổi quét thành tựu xây dựng của quận Hạ Mã, phá hủy kinh tế quận Hạ Mã, để lại cho quận Hạ Mã một đống bừa bãi, sau đó lấy được món lãi cách xù rồi nghênh ngang mà đi. Thị trưởng Phó, ông là thị trưởng Phố Yến, quận Hạ Mã là quận mới của thành phố Yến, ông hẳn là biết rõ, nếu Nguyên Minh Lượng thắng lợi, triển vọng quận Hạ Mã như thế nào, trong lòng ông cũng có thể biết. Đứng ở lập trường vì quận Hạ Mã mà suy nghĩ, ông còn có thể cho rằng giữa tôi và Nguyên Minh Lượng, chỉ đơn giản là hiểu lầm thôi sao? Phó Tiên Phong á khẩu không trả lời được. Mở toang cửa sổ, Hạ Tưởng thở một hơi dài khó chịu. Phó Tiên Phong tại thành phố Yến đảm nhiệm thị trường, cũng không phải phúc của nhân dân thành phố Yến, gã vì tư lợi, cùng tập đoàn Tứ Ngưu có lợi ích dính dáng, Nguyên Minh Lượng cố ý phá hủy kinh tế quận Hạ Mã gã làm như không thấy, còn định khuyên hắn buông tha Nguyên Minh Lượng, ở trong lòng gã, có thực sự coi mình là thị trưởng của nhân dân thành phố Yến hay không? Có nghĩ tới trách nhiệm của một thị trưởng hay không? Có sự giác ngộ và lương tâm của một quan phụ mẫu hay không? Bình thường Hạ Tưởng rất ít hút thuốc, giờ lại hút liên tục hai điếu, rồi mới đóng cửa sổ lại. Buổi tối lúc đi ngủ, hắn vốn muốn cùng Thù Lê vui vẻ một chút, không ngờ Hạ Đông giở trò không ngủ giường nhỏ muốn ngủ giường lớn, hơn nữa còn phải ngủ ở giữa hai người. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải đồng ý, nghĩ chờ con ngủ say mới ra tay. Không ngờ Hạ Đông ngủ thì ngủ say rồi, nhưng một tay ôm cánh tay Tào Thù Lê, một bàn tay túm lấy ngực của Tào Thù Lê, không gỡ ra được, vừa chạm vào nó liền tỉnh lại. Hạ Tưởng vừa tức vừa cười, vỗ mấy cái nhẹ nhàng vào mông Hạ Đông, cuối cùng đành phải ôm nỗi hận mà ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng xuất hiện ở quận ủy quận Hạ Mã, sau khi giải quyết một số công việc cần thiết, liền cùng Hoàng Kiến Quân đi tới thành ủy, phải giao Đàm Quảng Hồng cho Cục Công an thành phố. Hạ Tưởng một lần nữa xuất hiện tại quận ủy, dường như không có việc gì lại bình tĩnh làm việc, khiến cho rất nhiều người trong lòng nói thầm, làm cho bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh tức giận, làm sao lại không bị xử lý chút gì. Người khác nghĩ như thế nào, Trần Thiên Vũ không rõ lắm, nhưng y lại rõ tâm tư của Lý Hàm, Hạ Tưởng vừa hiện thân, Lý Hàm liền hiện rõ tâm trí không tập trung, hơn nữa còn có chút tâm thần bất định, trong mắt có sự thất vọng rất lớn. Chuyện chính trị từ xưa tới nay đã như vậy. Trần Thiên Vũ thở dài trong lòng một tiếng. Lý Hàm dù vô năng, hay tầm thường, cũng muốn chiếm lấy vị trí của Hạ Tưởng, cũng hy vọng Hạ Tưởng có thể phạm sai lầm, gã sẽ thuận lợi tiếp nhận chức vụ nhân vật số 1. Không bị người đố kỵ không phải anh tài, chỉ có điều Lý Hàm một là không suy nghĩ, hai là không kiến thức, chỉ bằng nhiều năm lý lịch mà an vị ở vị trí chủ tịch quận Hạ Mã, nếu gã đảm nhiệm bí thư quận ủy, quận Hạ Mã về sau còn có triển vọng phát triển gì nữa. Trần Thiên Vũ không nghĩ tới chính là, sự lo lắng trong vô ý của gã, trong tương lai không xa, thiếu chút nữa trở thành sự thật. Sau khi Hạ Tưởng tới thành ủy, đầu tiên là hướng Hồ Tăng Chu báo cáo tình tình, vốn đang nghĩ chiếu theo lệ thường cũng đến báo cáo Phó Tiên Phong một chút công tác, Hồ Tăng Chu lại đề nghị mời dự họp một hội nghị nhỏ, để Hạ Tưởng báo cáo trước mặt mọi người, đỡ phải báo cáo từng người, cũng đỡ phiền toái. Hạ Tưởng tự nhiên cầu còn không được, cảm tạ sự quý trọng của Bí Thư Hồ. Hồ Tăng Chu quả thật là thật tâm quý trọng Hạ Tưởng, bởi vì ông cũng rõ ràng, người ủng hộ ông trong thành ủy, đều là có quan hệ với Hạ Tưởng. Đương nhiên như trên không phải nguyên nhân chính, điểm quan trọng nhất là, Hạ Tưởng mặc kệ là làm người hay là lời nói cử chỉ, đều vừa lòng ông, hơn nữa Hạ Tưởng ở trước mặt ông chưa từng có một chút kiêu ngạo, từ trước đến nay đều là thái độ đoan chính, khiêm tốn, không bởi vì hắn ở thành ủy có mạng lưới quan hệ thâm hậu mà thể hiện thái độ ngạo nghễ gì cả. Theo sau đã mời họp hội nghị nhỏ, Hồ Tăng Chu, Phó Tiên Phong, Trần Ngọc Long và Tôn Đình Quốc tham gia hội nghị, Hạ Tưởng tỉ mỉ báo cáo tiến triển vụ án cho các lãnh đạo thành ủy có mặt,
cũng kín đáo mà đưa ý kiến xử lý của Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm, lập tức, hắn và Hoàng Kiến Quân đem Đàm Quảng Hồng chuyển giao cho Tôn Định Quốc. Đem người giao cho Tôn Định Quốc, Hạ Tưởng hiển nhiên yên tâm. Tan họp, Hạ Tưởng đang theo sau Hồ Tăng Chu, chuẩn bị đến văn phòng của Hồ Tăng Chu ngồi, Phó Tiên Phong từ bên cạnh tiến ra, tươi cười đầy mặt nói. Hạ Tưởng, có thời gian thì đến văn phòng của tôi một chuyến. Đối mặt sự không chịu buông tha của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng thật là có chút đau đầu, dù sao thị trưởng đã mời, lại là ngay trước mặt Hồ Tăng Chu, hắn không có lý do gì chối từ, đành phải đồng ý. Rời khỏi văn phòng của Hồ Tăng Chu, Hoàng Kiến Quân quay trở về quận Hạ Mã, Hạ Tưởng thì đi vào văn phòng của Phó Tiên Phong. Phòng làm việc của thị trưởng Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng cũng đã tới không ít, dù sao hắn làm bí thư quận ủy, hướng thị trưởng báo cáo công tác số lần cũng không ít. Nhưng hôm nay đến, lại tâm tình dị thường, bởi vì hắn cũng không muốn cùng Phó Tiên Phong bàn chuyện thu tay như thế nào, càng không muốn cùng Phó Tiên Phong đạt thành giao dịch gì cả. Hạ Tưởng tự nhận không phải là thánh nhân gì cả, nhưng mỗi người đều có hội tuyến và nguyên tắc của mình, hắn không thiếu tiền, không muốn lấy tiền tài bất nghĩa, hơn nữa chính yếu là, hiện tại hắn đã hoàn toàn xem thường cách Phó Tiên Phong đối nhân xử thế, việc đã đến nước này, giữa hai người, thật sự không có chuyện gì để nói. Phó Tiên Phong mời Hạ Tưởng ngồi xuống, khẽ gật đầu, cũng không có vòng vo, nói thẳng luôn. Hạ Tưởng, người làm quan, mong muốn chẳng qua là quyền thế và danh lợi, cậu ra cái giá đi, nếu thích hợp, chúng ta giao dịch. Tôi rất có thành ý, cậu cũng đừng cất giấu gì, hơn nữa nể mặt Tiên Tiên, cậu cũng không muốn cùng tôi cãi nhau, có phải hay không? Hạ Tưởng tự nhiên cảm thấy rất chán ghét, muốn đấm một cái thật mạnh lên cái mặt cười nhạt của Phó Tiên Phong. Nể mặt Tiên Tiên, gã thực sự nghĩ rằng giữa mình và Phó Tiên Tiên đã xảy ra cái gì? Trước kia sau khi biết được mình và Phó Tiên Tiên khả năng đã xảy ra quan hệ, hận không thể giết mình. Hiện tại chế giễu, không ngờ lấy đó mà nói, trở thành lợi thế đàm phán, trách không được Phó Tiên Tiên vẫn chán ghét Phó Tiên Phong, cô đã sớm nhìn thấu bản chất dối trá và mặt xấu của Phó Tiên Phong. Giữa tôi và Phó Tiên Tiên, trong sạch như một tờ giấy trắng. Không có gì để thành điều kiện mà nói chuyện cả. Thị trưởng Phó, ông có chính sự gì, mời nói thẳng. Giọng điệu Hạ Tưởng không còn là tôn trọng, hơn nữa còn có một chút bất mãn và không vui. Phó Tiên Phong lại không đổi sắc mặt, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, gã đứng dậy đến phía cửa, cẩn thận mà khóa cửa, rồi hạ thấp giọng nói. Hạ Tưởng, không nói dối cậu, 13 tỷ vốn nổi, trong đó khoảng 10 tỷ là nguyên minh lượng thu hút từ người dân. 3 tỷ còn lại là của Triệu Tiểu Phong đầu tư. Cá nhân tôi ở trong đó không có một phân tiền, nói cách khác, thương mại Trường Cơ ở quận Hạ Mã thất bại thảm hại, từ bên ngoài mà nói, tôi không có một chút tổn thất nào. Hơn nữa hiện tại tôi đã biết, đại thế đã mất, nhưng 13 tỷ của Nguyên Minh Lượng là tiền thật, tôi có thể xúi dục Nguyên Minh Lượng làm ra quyết định sai lầm, cậu từ bên ngoài phối hợp, tận khả năng mà để toàn bộ tiền của Nguyên Minh Lượng nằm lại ở quận Hạ Mã, cũng coi như vì kinh tế quận Hạ Mã làm thêm chút cống hiến. Hạ Tưởng trong lòng cười lạnh một tiếng, Phó Tiên Phong giỏi kéo cối xong giết lừa, một thị trưởng lớn giỏi trông gió bẻ lái, gặp thời cơ không đúng, lúc Nguyên Minh Lượng không đường có thể đi, không ngờ nghĩ ra tuyệt kế rút củi dưới nồi, không kiếm được lợi nhuận từ Nguyên Minh Lượng, cũng phải lấy tiền vốn của Nguyên Minh Lượng, thật sự là giống một câu ngạn ngữ, lượng tiểu phi quân tử. Vô độc bất trưởng phu. Phó Tiên Phong là người có mưu kế, có lòng dạ, cũng có sự ngoan độc mà trở mặt, thật là có tiềm chất trở thành một vị chính khách điển hình. Hạ Tưởng đối với kế phản bội ném đá xuống giếng của Phó Tiên Phong, tuyệt không để ý, hắn ham không phải tiền vốn của Nguyên Minh Lược, chỉ muốn một điều là bảo vệ thành quả xây dựng kinh tế của quận Hạ Mã, chỉ là cảnh cáo tất cả những người đến sau, để cho bọn họ chùn bước, đừng nghĩ đến quận Hạ Mã thì muốn làm gì thì làm. Có thể lấy được bao nhiêu tiền vốn của Nguyên Minh Lượng là do bản lĩnh của Phó Tiên Phong, hắn cũng không cố giữ lại làm gì. Bởi vì làm vậy không phù hợp nguyên tắc của hắn, cưỡng ép giữ lại tiền vốn của Nguyên Minh Lượng là có tư tâm, ở trong mắt tập đoàn Đạt Tài cùng với mấy công ty khác, hắn sẽ mất đi sự công bằng, nếu khiến thành Đạt Tài hiểu lầm kế hoạch của hắn là lợi dụng tài chính của tập đoàn Đạt Tài, để lấy vốn nổi của Nguyên Minh Lượng, chắc chắn thành Đạt Tài sẽ rất xem thường hắn. Hơn nữa nói thật. Từ đầu đến cuối, Hạ Tưởng vốn không có nghĩ tới sẽ kiếm được từ trong vốn nổi của thương mại Trường Cơ bao nhiêu tiền. Đương nhiên, trong hoạt động buôn bán bình thường, mấy nhà đầu tư bán khu chung cư cho thương mại Trường Cơ, có lợi nhuận bình thường cũng phù hợp quy luật của thị trường, không có gì đáng trách,
Hạ Tưởng ha hả cười. Quy hoạch lâu dài của quận Hạ Mã là sẽ có một số thay đổi, đợi sau khi quận ủy và ủy ban nhân dân quận điều chỉnh tài liệu liên quan xong, tôi sẽ tổng hợp lại và tới thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố báo cáo một chút. Thị trưởng Phó, ông còn có việc khác không? Vừa rồi Bí Thư Hồ nói, muốn tôi sau khi tan tầm thì đến nhà ông ấy, nói là để tôi thay ông ấy làm chút việc nhà. Phó Tiên Phong sắc mặt lập tức thay đổi, biến ảo vài lần, rốt cục cố nén tức giận, bình tĩnh mà phất phất tay. Không có việc gì, vậy cậu cứ đi trước đi. Hạ Tưởng cự tuyệt rất uyển chuyển, nhưng cũng là không cho một chút đường sống, khiến cho Phó Tiên Phong cảm thấy trên mặt tối sầm lại. Nhưng cũng không có cách nào, ai bảo gã phải nhờ Hạ Tưởng, hơn nữa quyền chủ động lại hoàn toàn nằm trong tay Hạ Tưởng. Trong chuyện chính trị, thật đúng là tình thế mạnh hơn người, đường đường là một thị trưởng đè không nổi một bí thư quận ủy, nói ra có lẽ sẽ không ai tin, nhưng chỉ cần gặp được Hạ Tưởng, cái gì không có khả năng đều có thể biến thành có khả năng. Phó Tiên Phong cả buổi ngồi thấy buồn bực, trong lòng còn vẫn chưa đưa ra quyết tâm như xử lý ra sao vấn đề còn lại giữa gã và Nguyên Minh Lược. Còn có vấn đề của Đàm Quảng Hồng, cũng là rất đau đầu. Chương 750, khôi phục non sông. Tới buổi chiều, các tờ báo lớn đều đăng tin về khu nhà ở sinh thái vạn mẫu của tập đoàn Đạt Tài, hiệu ứng chấn động lần này, thiếu chút nữa đạt được hiệu quả người ta đua nhau chép khi Hạ Tưởng và nhóm chuyên gia luận chiến vào lần trước, không ít báo chí bán hết sạch, trong khoảng thời gian ngắn, ở tất cả phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Yến đều là bàn tán về giấc mộng một nơi ở có đầy đủ sân vườn. Cây cối, có sông nước. Cùng lúc đó, một phần số liệu tiêu thụ cũng tập hợp tới bàn làm việc của Nguyên Minh Lượng. Mức tiêu thụ của tất cả các khu chung cư gần như lâm vào đình trệ, tới mức đóng băng như đã từng có trong lịch sử. Không chỉ là đóng băng, quả thực chính là cực độ rét lạnh. Thương mại Trường Cơ nắm trong tay các khu chung cư quận Hạ Mã, trong một ngày, chỉ bán được 5 căn hộ, nếu ở trước kia thì phải là 500 căn, vậy là mức tiêu thụ giảm tới 100 lần. Nguyên Minh Lượng một mình ngồi trong phòng làm việc, trên mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt vặn vẹo, bộ dáng rất thống khổ. Thất bại, thật sự bị đánh bại, thảm bại như vậy, thất bại thảm hại. Không cam lòng, thật sự không cam lòng. Làm sao có khả năng, làm sao Hạ Tưởng có khả năng nghĩ tới thế cục lâu dài như vậy, có cạm bẫy tỉ mỉ như vậy, có thể bố trí kế hoạch tinh diệu như vậy. Mỗi chuyện, mỗi việc làm, tất cả đã xảy ra. Nguyên Minh Lượng cẩn thận nhớ lại lúc mới đến quận Hạ Mã, rồi đổ vào khoản tài chính lớn, lại đến mấy khu chung cư hoàn thành, đưa vào thị trường với giá thấp, rồi có kẻ gây rối thêm phiền, v.v. Hoàn toàn là cạm bẫy để đợi gã nhảy vào, mà gã thì còn mơ hồ mà lấy việc nắm giữ toàn bộ nhà đất của quận Hạ Mã làm điểm xuất phát, đổ một khoản kinh phí lớn thu mua khu chung cư, hoàn toàn là trong kế hoạch của Hạ Tưởng, làm toàn bộ tiền đầu tư chết ở đó. Hạ Tưởng, thận trọng. Lại bình tĩnh, thiết kế một đường dốc cho gã trôi dần vào hố, để gã không thể phát hiện rơi đến đáy, đợi đến lúc phát hiện ra, đưa mắt nhìn bốn phía, đường lui đã bị cắt đứt, hiện tại gã giống như ở trong một đáy vực sâu, muốn thong dong thoát thân, còn khó hơn lên trời. Sau khi sợ hãi và kinh ngạc, Nguyên Minh Lượng lại đổ mồ hôi đầm đìa, Hạ Tưởng sao có khả năng thông minh như yêu nghiệt, lúc gã mới đến quận Hạ Mã làm sao đã nhận ra dụng ý của gã. Làm sao có thể như vậy được? Dù Nguyên Minh Lượng không tin, nhưng sự thật ở trước mắt, không thể không tin. Càng nghĩ càng cảm thấy Hạ Tưởng có trí tuệ sâu không lường được, quả thực vượt qua phạm trù của người thường, khiến cho gã đã tuyệt vọng rất nhiều, lại thấy bất đắc dĩ và thê lương. Thật sự không có một biện pháp nào. Nguyên Minh Lượng ngồi im lặng cũng phải gần một giờ, đột nhiên hạ quyết tâm, liều mạng, cùng với bị chết kẹt ở quận Hạ Mã, không bằng tự chặt cổ tay, có thể lấy lại được bao nhiêu thì lấy. Bởi vì gã đã không còn thời gian nữa rồi. Số tiền gã vay của mọi người sắp tới lúc phải đáo hạn, nếu không có tiền, gã nhất định bị người ta kiện ra tòa án. Cá nhân gã có 3 tỷ, còn lại 7 tỷ là đi vay, có thể lấy lại được bao nhiêu thì lấy. Ngày hôm sau, toàn bộ các khu chung cư của Thương mại Trường Cơ đều giảm giá, mức giảm vô cùng lớn, vô cùng hiếm thấy, lên tới 20%. Theo Hạ Tưởng biết từ lúc hắn ở kiếp trước đến lúc tái sinh còn không có chút dấu hiệu giảm giá nhà, vậy mà dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ và thủ đoạn xuất thần nhập hóa của hắn, làm cho giá nhà trước kia chỉ tăng phải giảm, sớm hơn gần 10 năm thời gian, cuối cùng đã cúi thấp cái đầu cao quý, kết thúc thần thoại giá nhà chỉ tăng không giảm. Chẳng những giảm giá, mà còn là giảm như tuyết lở. Sự thật chứng minh, giá nhà không giống tuổi của con người,
chỉ tăng không giảm, chỉ cần có quyết tâm, chỉ cần không mưu lợi từ giá cao, chỉ cần cùng liên kết với nhà đầu tư chân chính có ý thức, chỉ cần chính quyền muốn khống chế, giá nhà tất nhiên sẽ trở về lý tính, tất nhiên sẽ trở về trật tự thị trường bình thường. Không trở về, không chỉ có là nhà đầu tư có tư tâm kiếm lợi, cũng có bàn tay chính quyền ngầm tham dự kinh doanh ở bên trong. Giá nhà cứ cao mãi, chỉ béo nhà đầu tư, còn có chính quyền bán đất cùng phía đối tác nhúng tay trong đó. Ích lợi tập thể, song phương phải thỏa hiệp, mới có thể chân chính đưa ra kết quả có lợi cho dân chúng. Đời sau giá nhà cứ cao không giảm, không chỉ là nhà đầu tư không muốn giảm giá, trên thực tế cũng có cả nguyên tố chính quyền địa phương cũng không muốn giảm giá trong đó. Giảm giá rồi, GDP sẽ giảm, sẽ không có ưu đãi, cơ hội kiếm lợi sẽ biến mất, không có tiền để bà xã làm đẹp còn con cái ở nước ngoài không có tiền tiêu, thì ai muốn giảm làm gì nữa? Chỉ có người dân mãi mãi bị thiệt thòi. Nguyên Minh Lượng thật không ngờ là, gã giảm giá, tập đoàn Viễn Cảnh không phản ứng, tập đoàn Đạt Tài không nhúc nhích, lượng tiêu thụ của gã vừa mới tăng trở lại một chút, Trịnh Nghị lại vội vàng mà xuất hiện. Trịnh Trọng tuyên bố tập đoàn chúng đại đầu tư vào tiểu khu gia viên chúng đại đem trang bị toàn bộ cho các nhà hệ thống năng lượng mặt trời duy nhất ở thành phố Yến, miễn phí sử dụng nước nóng, miễn phí vật nghiệp, miễn phí chỗ để xe, lên giá 1.999 tệ. Khu chung cư thương mại Trường Cơ bởi vì giá cả quá cao, cho dù giảm giá 20%, vẫn như cũ duy trì ở mức 2.500 tệ trở lên, thậm chí có một số khu chung cư giá cả còn ở trên 3.000 tệ. Trịnh Nghị làm thế, không thể nghi ngờ là tuyên chiến với thương mại Trường Cơ. Nguyên Minh Lượng ngay lập tức gọi điện thoại tìm Trịnh Nghị tranh luận. Trịnh Nghị, cậu và tôi cũng coi như quen biết, hiện tại sao cậu phải nhảy ra làm quân cờ của người khác, bị người khác điều khiển? Trịnh Nghị kỳ quái nói. Ông Nguyên, tôi không phải quân cờ của ai, càng không có bị người khác điều khiển, là ông quá nhạy cảm. Buôn bán cạnh tranh, vốn chính là oan gia đối đầu. Tôi giảm giá tiêu thụ là bởi vì tôi có ưu thế về chi phí, ông không có, ông sẽ mất quyền thi đấu, đừng tranh luận với tôi về âm mưu gì đó, tôi không tin. Ông lúc trước cùng thị trưởng phó nói thầm với nhau, có tiền không cho tôi kiếm. Hiện tại tôi vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, ông lại đến khuyên tôi nâng giá, ông có suy nghĩ gì tôi vừa nhìn đã hiểu ngay, đừng coi tôi là đồ ngốc. Nguyên Minh Lượng lập tức đập điện thoại, cùng người như Trịnh Nghị mà nói đạo lý không được. Chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Nhưng khu chung cư của thương mại Trường Cơ không thể giảm giá quá nhanh, nếu không dễ dàng dẫn đến tuyết lở, bởi vì càng giảm, người tiêu thụ càng có tâm lý chờ mong, có thể ngày mai còn giảm thì sao? Hôm nay mua, ngày mai lại giảm chẳng phải là chịu thiệt, không bằng chờ thêm một thời gian. Nguyên Minh Lượng cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa xúc tiến tiêu thụ để làm quảng cáo, giảm giá là một lần giảm giá đến đúng chỗ. Sẽ không giảm nữa, nếu không sẽ thành chênh lệch giá. Kết quả, người ủng hộ thật là có không ít, bởi vì khu chung cư thương mại Trường Cơ, đều ở khu vực trung tâm của quận Hạ Mã, địa điểm tốt, vị trí đẹp lại có tính không thể thay thế, rất nhiều người thấy thời cơ thích hợp, không kìm nổi mà đi mua. Ai ngờ, 3 ngày sau, Triệu Khang lại nhảy ra, công khai tuyên bố tiểu khu Văn Thái thứ 2 ở trên cơ sở giá cả lúc đầu, trong 1.000 người mua nhà đầu tiên. Tặng mỗi người một chỗ để xe, tặng suốt đời miễn phí vật nghiệp phục vụ. Đương nhiên tin tức này cũng không phải điểm sáng là, Triệu Khang đối ngoại tuyên bố, tiểu khu Văn Thái thứ nhất đã bán hết cho công ty môi giới thương mại Trường Cơ, tất cả bảo đảm tiêu thụ và hỗ trợ không quan hệ với bất động sản Văn Thái, ví dụ về sau nơi ở xuất hiện rạn nứt, ngấm nước. Và một số sự cố không thể dự tính, mời tìm công ty môi giới thương mại Trường Cơ để giải quyết, bất động sản Văn Thái không phụ trách. Một hòn đá rơi xuống làm gợn lên bao sóng nước, Nguyên Minh Lượng biết được tin tức, ngất xỉu tại chỗ, phải đưa vào bệnh viện. Triệu Khang rất ác độc, chẳng những đem toàn bộ tin tức công khai, còn gọi thương mại Trường Cơ là công ty môi giới, dụng tâm hiểm ác rất rõ ràng, chính là muốn người tiêu thụ biết chân tướng hiện tại khu chung cư quận Hạ Mã đã bị thương mại Trường Cơ khống chế, mà cố ý đem thương mại Trường Cơ nói thành công ty môi giới. Ngụ ý đương nhiên là chỉ thương mại Trường Cơ bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui khỏi thành phố Yến, không thể phụ trách tu sửa khu chung cư về sau. Trên thực tế, Triệu Khang hoàn toàn là cố ý gây nhầm lẫn cho người mua nhà, bởi vì mỗi khu chung cư đều có quỹ tu sửa trong cơ cấu quản lý bất động sản. Khi nhà ở xuất hiện vấn đề chất lượng lớn cần tu sửa, chỉ cần giám đốc ký tên là có thể sử dụng quỹ tu sửa, cùng công ty bất động sản không có quan hệ gì. Nhưng Triệu Khang là cố ý dẫn nhầm hướng cho người mua nhà.
hơn nữa còn đem thương mại Trường Cơ có tài chính hùng hậu trở thành một công ty môi giới, thật sự là cực kỳ vô sỉ. Triệu Khang bị Nguyên Minh Lượng nói là cực kỳ vô sỉ, nhưng không có một chút giác ngộ vô sỉ. Mà Nguyên Minh Lượng lại cấp hỏa công tâm, sau khi vào viện, còn hôn mê bất tỉnh. Triệu Khang cũng không biết chuyện Nguyên Minh Lượng vì tức giận mà phải nằm viện, khi nhận lời phóng viên phỏng vấn, còn ra vẻ thần bí mà nói. Theo tôi được biết, ở trước mắt các khu chung cư đang bán trong quận Hạ Mã, chỉ có bất động sản Văn Thái và tập đoàn Đạt Tài là tự sản xuất tự tiêu thụ, các khu chung cư khác đều bị công ty môi giới thu mua, đúng rồi, còn có tập đoàn Chúng Đại cũng tự nắm trong tay mình, cho nên khi mọi người lựa chọn khu chung cư, nhất định phải cẩn thận hơn nữa, đừng để tiền mồ hôi nước mắt bị công ty môi giới kiếm đi, đến lúc đó hối hận không kịp rồi. May mắn Nguyên Minh Lượng đã hôn mê, nếu không để gã chính tai nghe được những lời này của Triệu Khang, nói không chừng sẽ nguy tới tính mạng. Tuyết lở hoàn toàn. Triệu Khang vừa dứt lời, thị trường liền nhanh chóng có phản ứng, khu chung cư trong tay thương mại Trường Cơ mức tiêu thụ hoàn toàn rơi vào trạng thái tạm dừng. Người tiêu thụ đều thấy tin lời Triệu Khang mà không nghi ngờ, cho dù thương mại Trường Cơ đang mất người chỉ huy nhưng vẫn hoạt động bình thường như cũ, còn ra mặt bác bỏ tin đồn, nói chỉ là giao tiếp buôn bán bình thường, không tồn tại vấn đề bịa đặt kể trên, thương mại Trường Cơ giữ lại quyền kiện người bịa đặt. Nhưng Triệu Khang đã đẩy ngã quân bài domino, tâm lý người tiêu thụ đã hoàn toàn bị triển vọng tốt đẹp của tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh hấp dẫn, đối với khu chung cư xây ở quận Hạ Mã là hoàn toàn mất đi tin tưởng. Giá nhà ở quận Hạ Mã giảm chỉ còn trên dưới 2.000 tệ, giá một số các khu chung cư đã gần bằng chi phí đầu tư xây dựng, nhưng tiêu thụ vẫn rất ảm đạm. Lý Hàm luống cuống, cho rằng quận Hạ Mã sắp trở thành nơi trống không, mỗi ngày mời dự họp hội nghị công tác chính quyền, thảo luận đối sách. Hạ Tưởng mang bộ dáng lã vọng buông cần, không chút hoang mang, còn khuyên mọi người không cần bối rối, tức nước vỡ bờ, sau khi sự tin tưởng của người tiêu thụ xuống thấp đến mức độ nhất định, tất nhiên sẽ bắn ngược, trong lý luận kinh tế gọi là chạm đáy bắn ngược. Xuống tới 2.000 tệ, đã là giá chạm đáy rồi, giảm nữa, sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu về lâu dài. Mọi người không tin thì không tin, nhưng thị trường cũng không phải con người có khả năng khống chế, đành phải một bên áp dụng các biện pháp khôi phục thị trường, ủng hộ người tiêu thụ, một bên hướng các nhà kinh tế học hỏi kế, thương thảo cách giải quyết. Hạ Tưởng không vội, là bởi vì hắn biết khi nào thì thị trường xuất hiện lối rẽ, hiện tại thời cơ chưa đến, vội vàng cũng vô dụng. Đúng vậy, vội vàng cũng vô dụng, bởi vì hắn càng không vội, có người càng sốt ruột, chính là Phó Tiên Phong. Sau khi Nguyên Minh Lượng nằm viện, Phó Tiên Phong mới cảm giác được tầm quan trọng của Nguyên Minh Lượng, bởi vì thương mại Trường Cơ như rắn mất đầu, đều rối loạn, gã lại không tiện trực tiếp quản lý thương mại Trường Cơ, đành phải âm thầm thao tác. Tiền của thương mại Trường Cơ không phải tiền của gã, tuy rằng đau, nhưng không đau lòng giống Nguyên Minh Lượng đến mức nằm viện. Vốn Phó Tiên Phong vẫn do dự, không hạ được quyết tâm phân chia giới hạn với Nguyên Minh Lượng, hiện tại tốt rồi, Nguyên Minh Lượng nằm viện, gã liền sai khiến người vốn ở bên cạnh Nguyên Minh Lượng, đem hệ thống tất cả khu chung cư của thương mại Trường Cơ tìm hiểu kỹ càng, dựa theo giá thị trường hiện tại tiến hành đánh giá, cuối cùng được là khoảng 9 tỷ. So với lúc mua trước kia thì bị mất trắng 4 tỷ. Bao nhiêu là tiền bạc, đều hóa thành mây khói, Phó Tiên Phong căm hận Hạ Tưởng, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc trả thù Hạ Tưởng, hiện tại là lúc thừa dịp ngươi bệnh phải lấy mạng ngươi, lấy mạng ai? Đương nhiên là của Nguyên Minh Lượng. Hòn ngọc của Nguyên Minh Lượng chính là toàn bộ khu chung cư ở quận Hạ Mã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.